chương 2691, khó hiểu lúc này hắn đột nhiên quay đầu, thấy trong bóng tối của bức tường phía sau lại có một bóng người đang nấp. Người nọ trợn to hai mắt, chừng chừng nhìn hắn. Trong bóng tối, tứ chi của đối phương vặn vẹo, giống như một con rối bị bẻ gãy. Khánh Trần bình tĩnh bước đến, lại phát hiện tay chân của một người bị bẻ gãy một cách kỳ lạ đang được khảm trên tường, của mê cung, phẳng phất đã trở thành một phần của bức tường. Trên người hắn không có miệng vết thương, lại chết trong yên lặng. Khánh Trần biết đối phương đây thình chính chính là người một mình tiến vào cửa thứ hai ở trong khu ngựa gỗ. Lạ thật, tại sao ngươi lại chết ở đây? Là ai giết ngươi nhỉ? Khánh Trần suy tư nói. Trong mê cung này, nhất định có thứ gì đó đang giết người. Thuộc hạ của cầu oa đã chết một người. Nếu còn chết nữa thì hắn sẽ không có cách qua cửa. Khánh Trần xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi hắn nhận ra sự khác thường, định quay lại xem cái xác kia, thì lại phát hiện cái xác trên tường không còn là người kia nữa, mà đổi thành thuộc hạ của cầu oa trong phút chốc da gà của hắn nổi lên khắp người hắn có cung điện ký ức những thứ từng gặp thì hắn sẽ không bao giờ nhớ nhầm hắn có thể chắc chắn rằng người được khảm trên tường trước đó tuyệt đối không phải là thuộc hạ của cầu oa nhưng hắn chỉ đi hơn 10 mét rẽ một ngã đến lúc trở về thì chợt phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi khánh trần chậm rãi lui về phía sau cảm giác kinh sợ dần bao phủ trong lòng hắn quỷ hài tử trên bè cũng đứng dậy há miệng lộ ra hàm răng với hắn đừng để ta đánh ngươi quỷ hài tử ngậm miệng lại ngoan ngoãn ngồi xuống khánh trần bỗng nhiên cười lạnh hắn lại bước mấy bước về trước rẽ một cái rồi trở về trên tường vẫn là thuộc hạ của cầu oa hắn tiếp tục kéo bè đi vào sâu trong mê cung đi thẳng mãi hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cầu oa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người khác tính thử số lượng hầu như mọi người trong mê cung này đều chết cả cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn là ảo giác sao không thể xác định được không có cái gì gọi là cạnh tranh với nhau, thi đấu với nhau cả. Khu mê cung này giống như một cái cối xay thịt, mọi người xếp hàng bị đẩy vào trong đó. Nhưng nếu những người kia đã chết thật, vậy sau này Khánh Trần cũng chẳng còn cơ hội qua cửa nữa. Trừ phi hắn lui ra ngoài trước, sau đó lại dẫn một đám người khác vào trong. Ngay sau đó, Khánh Trần nhìn thấy cầu oa và đám thuộc hạ của hắn trên một bức tường. Mọi người đều có tạo hình kỳ dị, biến thành một phần của mê cung. Rốt cuộc hắn cũng lấy hết dũng khí mà đẩy một bức tường thực vật ra lại nhìn thấy bên dưới bộ rễ của thực vật là xương cốt trắng xóa. Cái mê cung này đã tồn tại suốt mấy trăm năm, nuốt chừng không biết bao nhiêu người. Chết hết! Chết hết! Khánh Trần mờ mịt đứng trong mê cung, cái mê cung này phẳng phất không có phần cuối. Hắn bắt đầu lao nhanh, từ dạng sáng đến giữa trưa ngày hôm sau, nhưng cho dù hắn chạy thế nào thì cũng không thể ra khỏi cái mê cung này. Dựa theo tốc độ của hắn, cho dù chạy đều để bảo tồn thể lực thì 8 tiếng này cũng chạy được ít nhất cả ngàn cây số nhưng mê cung này vẫn không thấy điểm cuối. Mặt trời chiếu lên mặt Khánh Trần, khiến môi miệng hắn bắt đầu khô nứt. Tinh thần càng ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đứa bé trên chiếc bè đã lớn thành một thanh niên trong 8 tiếng đó. Khánh Trần quay đầu lại nói, người lúc bé vẫn dễ thương hơn, biến lại đi. Quỷ thanh niên lại biến thành quỷ hài tử. Lẽ nào chỉ cần tiến vào nhà ma thì nhất định sẽ chết sao? Khánh Trần nghi hoặc, nhưng tại sao ta không chết? Ta và đám cẩu quá khác nhau ở điểm nào? là vì ta có thực lực mạnh mẽ không ai dám đến giết ta hay là ta đã làm cái gì đó khác họ hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được kết quả màn đêm lại buông xuống ngày đầu tiên sau khi tiến vào mê cung cứ trôi qua như vậy khánh trần quá uể oải từ khi tiến vào công viên trò chơi tinh thần của hắn luôn trong trạng thái căng thẳng đại não vẫn luôn vận chuyển với tốc độ cao nên bây giờ đã mệt mỏi hắn nằm trên cái bè mềm mại dứt khoát ngủ một giấc nằm xuống bất chấp tất cả có thứ gì muốn giết ta thì cứ đến đây đi. Chọi nhau thử. Lúc tỉnh lại lần nữa, Khánh Trần liếc mắt nhìn đếm ngược trên cánh tay mình. Một một hai không Hắn lại ngủ lâu như vậy sao? Nhưng vấn đề là cũng không có thứ gì đến giết hắn. Đây mới là tình huống Khánh Trần lo lắng nhất. Có người đến giết hắn cũng tốt. Hắn có thể giết thẳng ra ngoài, cho dù chết ở đây cũng có người chịu cùng. Nhưng nếu bị vây chết ở đây mới là thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất, cũng ngất ức nhất. Nước, thức ăn, nơi này chẳng có cứ mệt mỏi như thế, nhiều nhất 2-3 ngày nữa thì hắn sẽ khát chết ở đây. Khánh Trần lại bắt đầu di chuyển, hắn kéo bè đi không biết bao xa. Ký ức thuận buồm xuôi gió ở đây cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bởi vì tất cả mọi thứ nơi này đều thay đổi, ký ức hoàn toàn không có tác dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đợi chút, Khánh Trần từ bỏ việc tìm kiếm đối thủ và đội viên. Hắn bắt đầu kéo bè đi về phía trước, lại trở về. Hắn giống như một con ruồi không đầu, không ngừng qua lại giữa từng bức tường bên trong mê cung này. Hắn càng muốn dùng phương pháp liệt kê đơn giản và thô bạo nhất để thử ra mọi phương thức thay đổi trong mê cung. Bè bị kéo trên đất phát ra tiếng sàn sạt khiến người ta vô cùng sợ hãi. Quỷ hài tự ở phía sau hắn cũng nhảy nhót đến mệt nhoài, thành thật ngồi trên bè, giống như đứa bé đi theo phụ huynh dạo siêu thị, cuối cùng mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa mà ngồi vào xe đẩy. Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần nọ. Đếm ngược 9600 đếm ngược 7200. Khánh Trần mệt mỏi thì ném quỷ hài tử ra khỏi bè, nằm lên đó ngủ, tỉnh dậy lại đi tiếp. Lạ thật, ngay cả phương pháp liệt kê cũng không có tác dụng. Khánh Trần mắng chửi, mẹ kiếp, tên nào thiết kế cái mê cung này vậy, có quá nhiều thay đổi rồi đấy. Ngươi ra đây đứng trước mặt ta, xem ta có đấm một cú bay sạch hàm răng của ngươi không. Đếm ngược 4800, hắn lại nằm xuống ngủ, trong lúc mơ màng thì lẩm bẩm, các ngươi sẽ không thiết lập một cái bẫy chết. Bí mật của nó giấu trong trí nhớ của ta. Hắn bắt đầu nhớ lại hết thảy các chi tiết nhỏ sau khi tiến vào công viên trò chơi. Khánh Trần lại dạo chơi hết lần này đến lần khác, muốn phát hiện ra bí mật của cái mê cung này từ những chi tiết nhỏ trước đó. Cuối cùng, hết thảy suy nghĩ của hắn dừng lại ở mấy câu nói trong lần sàng chọn cuối cùng. Nhớ cho kỹ, khi nghe được tiếng sắt thép va chạm thì xin mau chóng rời khỏi công viên trò chơi. Nếu không thể rời khỏi đúng lúc, xin bảo đảm bản thân một mình đi đến trước bức tượng thạch sùng thần lằn ở khu mê cung sau đó ngồi xuống ném bảng cầu phúc của ngươi vào trong miệng nó. Tiếp đến thì nhắm mắt lại, mãi đến khi tiếng sắt thép va chạm kết thúc, nó sẽ bảo vệ ngươi. Trong mê cung chỉ có một bức tượng thạch sùng thằn lằn, nhưng nếu ngươi đồng thời nhìn thấy hai bức tượng, xin đừng ném bảng cầu phúc vào trong miệng chúng. Khánh Trần bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cười rất điên cuồng, dường như đang cười trò chơi này chơi chữ rất tinh vi, lại dường như đang cười phản ứng của bản thân quá chậm. Trong mê cung chỉ có một bức tượng thằn lằn. Nơi này lại có 19 bức tượng, Trước khi tiến vào thang trượt, Kính Viễn vọng đã cho ta đủ lời nhắc, nhưng ta lại quên mất. Trong những điều du khách cần biết có nói trong công viên trò chơi có 12 khu vực, thế nhưng ta chỉ thấy 10 khu trò chơi trong kính viễn vọng. Vì vậy qua khỏi khu cáp treo, khu nhà ma chính là một phần của công viên trò chơi, có điều không tồn tại trong thế giới bình thường. Hơn nữa trên đỉnh Mê Cung có mây mù làm nhiễu, ngươi lại không có. Vì vậy ngươi không phải là khu Mê Cung, ngươi là khu nhà ma. Có trên hai bức tượng thạch sùng thần lằn thì chính là khu nhà ma. Phòng sinh thể của Khánh Trần, Khánh Thận, trên đồ đằng ngựa gỗ, điều hắn thật sự muốn nhắc du khách là, nhất định phải phân biệt rõ ràng nơi nào là mê cung, nơi nào là nhà ma. Nếu gặp nhà ma thì nhất định phải đi đến khu cáp treo ở phía bên trái hoặc bên phải, rời khỏi nơi đây, nếu không thì sẽ chết. Ở khu mê cung, ném bảng cầu phúc cho bức tượng thạch sùng thần lằn thì có tác dụng, nó sẽ bảo vệ ngươi. Ở khu nhà ma, ném bảng cầu phúc cho bức tượng thạch sùng thần lằn thì không có tác dụng. Không chừng còn có thể khiến nó sống lại giết người. Khánh Trần biết Nhậm Tiểu Túc từng có hai con thạch sùng thần lằn, chúng gọi là dạng sáng và hoàng hôn. Ở trong kỷ nguyên văn minh nhân loại trước đó, một con thạch sùng thần lằn trong đó bị trí tuệ nhân tạo số không khống chế, chém giết nhân loại. Vì vậy một con đại diện cho bảo vệ, còn một con khác đại diện cho giết chóc. Nhưng trước khi đi vào, Khánh Trần vẫn không thấy bên trái hay bên phải có cáp treo. Cáp treo vô cùng cao to, nếu nó ở ngay hai bên thì nhất định có thể thấy được gặp khu nhà ma thì phải đi qua khu cáp treo. Nhưng mà phải đi thế nào? Sau khi nghĩ thông suốt câu nếu gặp trên một bức tượng thạch sùng thằn lằn, thì phải tiến vào khu nhà ma, Khánh Trần dần kết nối lại hết mọi manh mối trong công viên trò chơi này. Hắn suy đoán trong công viên trò chơi thì khu nhà ma là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng vấn đề là nhậm tiểu túc, Khánh Trần, Lý Thần Đàn xây dựng công viên trò chơi ở đây là mong có người qua cửa được, chứ không phải là mong mọi người đều chết ở đây. Lúc này hắn đã vào khu nhà ma. Thế thì cách để rời khỏi đây nhất định được giấu trong tất cả thông tin qua những điều mà hắn đã nhìn, đã nghe, đã trải qua. Ví dụ, không được tùy tiện đi vào khu cáp treo, nhưng nếu tiến vào thì có hai cách để rời khỏi là mở mắt, nhắm mắt. Ban ngày không thể tiến vào khu mê cung, nhưng buổi tối ngươi có thể vào đó. Buổi tối không thể tiến vào công viên nước, nhưng ban ngày ngươi có thể vào đó. Quả thực công viên trò chơi đã đặt hết. Những thông tin này lên mặt ngươi rồi. Đã cho thông tin, còn việc ngươi có phát hiện ra được hay không là chuyện của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đầu tiên giải thích tại sao Khánh Trần tiến vào khu nhà ma mà không phải mê cung. Việc Khánh Trần tiến vào khu nhà ma chỉ có một cách để giải thích những điều du khách cần biết. Khi tiến đến khu mê cung xin bảo đảm rằng chỉ có một mình mình. Nếu hắn một mình tiến vào thang trượt, cũng trượt suốt cả hành trình thì sẽ tiến vào khu mê cung, nhìn thấy bức tượng thạch sùng thần lằn duy nhất. Còn 19 người họ đồng thời tiến vào thang trượt, vậy thì tất cả đều sẽ tiến đến khu nhà ma đáp án ở ngay trên câu đố người xây dựng trò chơi này đã chơi chữ đến trình độ cực cao giấu hết mọi thông tin những nơi người ta không để ý vậy thì vấn đề lại xuất hiện tại sao người một mình tiến vào cửa ải thứ hai trước đó nhưng chết ở trong khu nhà ma lại tiến vào khu nhà ma chứ có hai khả năng khả năng thứ nhất là chỉ cần chân chính qua cửa thì du khách sẽ vô thức bị đẩy đến khu nhà ma rồi bị vây chết ở đó công viên trò chơi sẽ không giết người nó chỉ dùng cơ chế của trò chơi để giết người Khả năng thứ hai là có người dẫn hắn đến đây, hoặc là khi hắn tiến vào thang trượt thì còn có một người khác cũng đang ở trong thang trượt. Khả năng này rất nhỏ, bởi vì nếu hắn qua cửa một cách chính xác, lẽ ra sẽ không đến được chỗ thang trượt, khu xe điện đụng là không qua được rồi. Khánh Trần nghiêng về khả năng thứ nhất. Thứ hai giải thích tại sao những người khác đều chết cả, chỉ có Khánh Trần không sao. Lời nhắc của Khánh Thận rất rõ ràng. Nếu sau khi ngươi tiến vào có thể phán đoán ra được bức tượng thạch sùng thần lằn ở đây, không chỉ có một như vậy ngươi đã đến khu nhà ma. Lúc này tuyệt đối không được ném bảng cầu phúc, bởi vì đây chính là điểm quan trọng then chốt. Thần Lằn trong mê cung phụ trách bảo vệ, thần Lằn trong nhà ma phụ trách giết chóc. Sau khi Khánh Trần ném bảng cầu phúc vào, thần Lằn muốn cuốn quỷ hài tử bên cạnh hắn vào miệng nó. Nhưng quỷ hài tử là cái gì? Là tồn tại mà tiềm thức của Khánh Trần ảo tưởng ra. Thôi miên là để người khác do tiềm thức của mình cho ngươi. Nếu lúc đó Khánh Trần tùy ý cho thạch sùng thần Làn ăn quỷ hài tử, nhìn thì giống như là thằn lằn đang bảo vệ hắn thật ra lại là hoàn thành bước thôi miên cuối cùng mà công viên trò chơi thực hiện với du khách người bị liếm mất quỷ vật trên người sẽ hoàn toàn biến thành tế phẩm của công viên trò chơi đây chính là cách lý thần đàn từng bước hướng dẫn giết người dùng bức tượng thạch sùng thằn lằn mà mọi người đều tin tưởng để thôi miên giết người rất xảo quyệt sau khi nghĩ rõ ràng hai điều này tâm trạng của khánh trần cũng không còn nhẹ nhõm điều hắn cần suy nghĩ chỉ còn lại hai chuyện làm sao rời khỏi đây làm sao qua cửa đầu tiên phải suy nghĩ làm sao rời khỏi đây trước đã đúng như khánh trần đã nghĩ thông tin về việc làm sao để rời khỏi đây nhất định đã giấu trong quá khứ khánh trần nằm trên bè nhìn bầu trời phía trên mê cung bức tường này cũng không cao ta có thể nhảy qua được cho dù nó ở bên trái hay bên phải chỉ cần ta luôn nhảy thì có thể không bị che tầm nhìn đáng tiếc ta không biết bay nếu vậy thì càng tiện hắn nhìn về phía quỷ hài tử ngươi cảm thấy thế nào quỷ hài tử chơi như phỗng không hề trả lời đứa bé ngốc Khánh Trần đứng dậy, gánh bè nhảy về phía bên trái. Chỉ thấy hắn vượt qua bức tường mê cung cao hơn 4 mét, nhảy đến bên cạnh. ầm, quỷ hài tử cũng nhảy theo. Lúc bay lên, hắn nhìn về phương xa, còn thấy được biên giới của mê cung. Còn có xe cáp treo ở ngoài biên giới nữa. Có hy vọng. Lúc hạ xuống, hắn quay đầu nhìn về phía cầu oa bị khảm trong bức tường của mê cung. Chết không nhắm mắt, đã lâu không gặp. Nói xong, hắn lại tiếp tục nhảy về phía trước khánh trần là một người có năng lực cảm giác khoảng cách rất tốt bởi vì hắn hoàn toàn có thể tính toán được thứ như khoảng cách chỉ cần không phải là một màu đen khịt chỉ cần có vật để tham chiếu thì không phải là vấn đề khó thế là hắn chậm rãi phát hiện bản thân hắn nhảy thẳng đến nhưng không hề đến gần biên giới kia chút nào một giây sau khánh trần hạ xuống lần nữa cũng thấy được cầu oa bị khảm trong bức tường mê cung lại xuất hiện móa nó thế này thì phí sức cả nửa ngày rồi khánh trần cảm khái ta đã mệt hết hơi rồi lúc này ngươi mới xuất hiện Ngươi sớm xuất hiện thì ta đã sớm không nhảy nữa. Hiện giờ sự thật chứng minh, quả thật trong mê cung này có vấn đề về không gian. Nói cách khác, trong lúc nhảy lên thì Khánh Trần đã tiến vào một không gian kỳ diệu. Trừ phi hắn có thể bay, nếu không thì hắn nhất định phải tìm được một quy tắc nào đó của không gian này, lúc đó mới có thể đi ra ngoài. Có lẽ ngay cả bay cũng không ra được. Đếm ngược 24 giờ, Khánh Trần ném bè xuống đất, lại nằm lên đó suy nghĩ. Nếu nhìn thấy nhà ma thì xin đừng tiến vào lập tức đi tới khu cáp treo ở bên trái ngồi cáp treo đi đến lối ra khu vực cáp treo không ở bên trái nhà ma mà ở bên phải nhà ma khánh trần sắp xếp hồi lâu chỉ thấy có hai thông tin này nói rõ vị trí của cáp treo nhưng lúc thì bên trái lúc thì bên phải nói lý với ai bây giờ cứ dáng nhảy thì cũng chẳng nhảy ra ngoài được đợi lát khu cáp treo này là tồn tại như tất cả các khu giải trí bây giờ nó có di chuyển không có thứ gì mà lúc gì trái lúc thì phải nhì nếu hai thông tin này không phải là nghịch lý vậy chứng minh khu cáp treo thật sự sẽ di chuyển khánh trần nằm trên bè nhìn lên bầu trời hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía quỷ hài tử đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mặt trăng mặt trời quỷ hài tử gật đầu khánh trần lại hỏi bóng quỷ hài tử lại gật đầu khánh trần cười nói ngoan ghê không phải quỷ hài tử có trí khôn có thể trả lời khánh trần mà là tiềm thức của khánh trần đang trả lời chính hắn hắn đã dần không nhận rõ được hiện thực và hư ảo, chút lý trí còn sót lại chưa bị ô nhiễm là vì ương ương, còn đang đợi hắn trở về. Hắn muốn sống sót trở về. Khánh Trần cười nhắm mắt, lại ngủ 8 tiếng, mãi đến hừng đông mới mở mắt ra. Lúc này, hắn đứng dậy, nhìn thấy dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời, bức tường mê cung bên trái ở trong đường hầm chiếu ra một con đường bóng mờ. Vì vậy đây chính là lý do tại sao trong lời nhắc của công viên trò chơi, lúc thì nói cáp treo ở bên trái, lúc lại nói cáp treo ở bên phải bởi vì hắn nhất định phải đi vào con đường bóng mờ này mới không bị quy tắc hỗn loạn của không gian ảnh hưởng, tìm được đường đến khu cáp treo. Trước đó hắn không ngừng dùng phương pháp liệt kê, lại phát hiện hơn 10.000 cách thay đổi không giống nhau của con đường. Đó là vì hắn không ngừng xuyên qua biên giới giữa khu bóng mờ và khu không phải bóng mờ. Khánh Trần cười ha ha, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, hóa ra là vậy, chẳng trách hắn dùng phương pháp liệt kê để dò đường cũng không được, chỉ vì hắn xuyên qua cái bóng, đụng tới cái bóng cả ngày. Nhưng chỉ cần không đi thẳng vào trong cái bóng thì không gian sẽ không ngừng thay đổi. Khánh Trần kéo bè bước trong cái bóng. Lần này hắn đi về phía trước 300 mét, lại lùi về đường cũ. Đúng, con đường cũng không còn thay đổi nữa. Trong lúc này, hắn xác nhận được rằng thân thể rời khỏi cái bóng cũng không sao. Chỉ cần bước chân của hắn còn đạp lên cái bóng, thì nhà ma sẽ phán định rằng hắn còn bước trên con đường chính xác. Hắn nhanh chóng bước đi, gặp nơi cái bóng bị đứt đoạn bèn nhảy qua đó, cứ đi như vậy suốt 4 tiếng, hắn quay đầu lại, chợt phát hiện đôi mắt của quỷ hài tử ở phía sau đã từ màu đen biến thành màu đỏ. Khánh Trần, tinh thần của ta đã ít bị ô nhiễm rồi đúng không? Quỷ hài tử gật đầu. Nếu ta đúng lúc tìm thấy khu mê cung chân chính, ném bảng cầu phúc cho bức tượng thạch sùng thần lằn thì có thể tạm thời bình an không? Quỷ hài tử lại gật đầu. Khánh Trần, đã hiểu. Nếu nhìn từ góc nhìn của người khác thì giống như hắn lại đang nói chuyện với không khí. Nhưng Khánh Trần biết hắn đã có đáp án, hắn tóm lấy cây xanh trên bức tường của mê cung, muốn lấy mấy cái lá để ăn, nhằm bổ sung nước cho cơ thể. Kết quả thứ này là một bộ phận của vật cấm kỵ, chẳng thể hái được. Mẹ kiếp! Khánh Trần giờ khóc giờ cười tiếp tục tiến lên. Giữa trưa mặt trời trói trang, cái bóng trên không dần không còn ở bên trái, cũng chẳng ở bên phải nữa, đã biến mất. Khánh Trần đứng tại chỗ bất động. Mãi đến 3 giờ chiều, cái bóng phía bên phải xuất hiện, đủ để hắn đi qua thì hắn mới bước tiếp, rẽ phải xuất đường. Đến chạm vạng, Khánh Trần ngơ ngác nhìn về phía trước, nơi đó là một con đường bằng phẳng dài cả trăm mét, không có bức tường mê cung, chỉ có một cái cáp treo ở lối thoát, bên ngoài là vòng xoay. Hắn khịt mũi bước ra ngoài, đêm em. 6 ngày 18 tiếng ngắn ngủi, Khánh Trần lại cảm giác như mình đã trải qua một thế kỷ. Không chỉ vậy, trên thực tế thì hắn đã trải qua giấc mơ 17 năm vô số lần, đã tích thêm vài thế kỷ nữa. Lúc gặp lại ương ương, nhất định ta sẽ cảm thấy rất thân thiết. Khánh Trần vỗ đầu quỷ hài tử, bởi vì hắn đã ở chung với ương ương suốt vài thế kỷ đi thôi khánh trần kéo bè đi ra phía ngoài ra khỏi cửa hắn ném bè và mái trèo xuống duỗi eo a a khánh trần không kiêng rè gì mà chút hết sự hậm hực của bản thân a a em. giọng hắn chợt im bặt xem ra ở bên trong rất vui vẻ đối diện có người khẽ cười nói khánh trần giật mình nhìn về phía đối diện đã thấy vị bán thần kia của trần thị trần dư mẹ nó đang ngồi trên một con trâu đen bay tới đây trên lưng châu đen còn kéo theo một cái xích sắt trong hai xích sắt còn nhét sáu cuộn tranh úy phương giống như đang tìm kiếm bí mật nơi đây kết quả lại gặp khánh trần vừa ra khỏi đó khánh trần ta khuyên ngươi tự biến đi hiện giờ ta không muốn đánh ngươi nụ cười trên mặt trần dư dần biến mất ngông cuồng một giây sau chỉ thấy lần này trần dư dứt khoát vạn nát bốn cuộn tranh đối với vị bán thần này của trần thị mà nói từ lúc hắn xuống núi tới nay cũng chỉ có Jindai Senaka có tư cách khiến hắn sử dụng nhiều cuộn tranh như vậy một lúc. Jindai Senaka là ai? Cho dù tính tình của hắn tệ đến mấy cũng là âm dương sư, có thể điều khiển 12 vị thức thần cấp bán thần. Mà hiện giờ, vì đối phó Khánh Trần mà Trần Dư vừa ra tay đã mang thái độ nghiêm túc đến thế. Hơn nữa, bốn cuộn tranh này đều là phi thiên thần nữ cũng có thể bay. Trong phút chốc, chỉ thấy xung quanh bốn vị phi thiên thần nữ này lơ lửng dây lụa màu đỏ, phóng thẳng đến trước mặt Khánh Trần như sấm chớp. Lúc Trần Dư vặn nát cuộn tranh, Khánh Trần cũng đã nhanh chóng lùi về phía sau. Khi đó hắn đã ý thức được, mẹ kiếp, đây không phải là ảo giác mà là Trần Dư thật sự. Cái tên hành động một mình, nhưng chết trong nhà ma trước đó là người đi cùng với Trần Dư. Trần Dư đã sớm ở trong công viên trò chơi này, đối phương còn đến sớm hơn hắn. Mẹ nó, đối phương bay vào được đây, nhưng đối diện với bán thần thì cấp A cũng chỉ là cấp A. Khánh Trần không ngừng lùi lại, khi phi thiên thần nữ đến trước mặt hắn thì, thần thiết, cả người hắn phun trào sấm chớp, dùng lực lượng của thần thiết tránh né một trưởng của đối phương, còn kéo ra được khoảng cách 30 mét. Nếu Khánh Trần là bán thần hệ sấm chớp, khoảng cách thần thiết, trong hiện thực của hắn còn xa hơn so với lúc ở trong thế giới đạo, bởi vì sức mạnh sấm xét của hắn mạnh hơn trong trò chơi. Nhưng vấn đề là hiện giờ hắn chỉ có cấp A, kéo ra được khoảng cách 30 mét, đối với thần nữ mà nói thì chẳng đáng kể. Chỉ trong nháy mắt, một thần nữ khác đã đi tới trước mặt hắn. Thần thiết, Khánh Trần lại kéo ra được khoảng cách 60 mét mắt thấy phía sau chính là nhà ma. Nhưng một vị phi thiên thần nữ ở phía xéo lại đánh một trưởng tới. Hắn dùng sức giơ hai cánh tay đan chéo nhau ở miệng. Tiếng phịch vang lên, chỉ thấy xương cổ tay, xương khuỷu tay của hắn lập tức bị vỡ nát. Khánh Trần bay ngược ra ngoài. Ngay cả xương cốt được Long Ngư gia cố, cũng không chịu nổi uy thế của bức tranh bán thần. Quá khủng khiếp. Tuy rằng Khánh Trần từng giết bán thần, nhưng đó là bán thần đã bị ông chủ hà đánh gãy gân tay, chân, đồng thời còn hao hết hơn một nửa tinh khí thần nếu thật sự để hắn một mình đối diện với công tước bạch ngân nhiều nhất chỉ cần ba hiệp là đối phương đã có thể giết hắn trong giây lát đúng công tước bạch ngân ra ba chiều cũng không tốn hơn một giây nói là giết trong giây lát cũng không hề khoách đại chút nào lúc này một phi thiên thần nữ khác đã bay đến từ lâu nàng giơ cánh tay tinh tế lên trong lụa đỏ tung bay khánh trần đang bay ngược giữa không trung lại ăn thêm một trưởng chỉ thấy khánh trần cắn răng ra sức vạn eo trên không trung khiến cả người xoay tròn tránh khỏi một trường đang đánh về phía ngực bụng dùng vai đỡ lấy trường này trả giá bằng việc xương vai vỡ nát dựa vào trường này mà tiến gần mê cung nhà ma cả người khánh trần hóa thành một tia sáng màu trắng xuyên thẳng qua vách tường rơi vào cái bóng phía sau bức tường mê cung bốn vị phi thiên thần nữ không hề lo lắng gì mà bay giữa không trung các nàng không bị ảnh hưởng bởi ranh giới giữa cái bóng của bức tường mê cung và hiện thực có thể đuổi theo khánh trần một mạch một giây sau khánh trần lao nhanh ở trong mê cung với hai cánh tay vô lực hắn lần lượt xuyên qua cái bóng và hiện thực cố gắng tránh né sự truy sát của phi thiên thần nữ ồ lần này đến lượt trần dư kinh ngạc chính hắn cưỡi châu đen bay ra khỏi khu nhà ma vì vậy không biết đến điểm kỳ lạ của khu này bán thần tới chỗ như thế tuy rằng khó mà dùng trí để qua cửa bởi vì cho dù họ cố xông vào thì cũng chẳng tìm được cửa ra nên không thể chân chính qua cửa cũng không lấy được phần thưởng chỉ có thể xông tới lại xông ra nhưng đối với bán thần mà nói họ đã không cần đi đường bình thường nữa nhưng mà khi dùng phi thiên thần nữ để truy tìm khánh trần trần dư phát hiện dường như đối phương đã nắm giữ quy luật nơi này hắn có thể lựa chọn qua lại giữa những cái ké bóng sau đó kéo ra được khoảng cách mấy trăm mét với phi thiên thần nữ chỉ với thời gian ba lần hít thở ngắn ngủi chơi trốn tìm sao trần dư quyết liệt nói để xem ngươi có thể trốn bao lâu hắn vốn đã kiểm soát để tin tức mà khánh trần nhận được so với những người khác không mấy tranh lệch Kỳ thật tin tức của công viên này không khó đoán, chỉ cần tiến vào một thời gian là đoán ra được ngay. Tuy cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng chỉ cần thay đổi cách chơi một chút sẽ có trò vui để xem ngay. Khánh Trần gần như sức cùng lực kiệt, kể từ khi đi ra khỏi công viên nước, hắn cơ hồ không uống một giọt nước nào, cũng kho có cái gì bỏ bụng. Sở Dĩ hắn kiên trì mang theo thuyền trong suốt quãng đường này, cũng do đây là thứ duy nhất có thể chứa nước, nhưng lúc đến khu vực cầu trượt, toàn bộ số nước đã đổ hết ra ngoài sau khi ngồi cầu trượt rồi. Sau đó, Khánh Trần có tình cảm với chiếc thuyền kayak trong trạng thái ô nhiễm tinh thần. Hắn kéo thuyền đi khắp nơi, dùng thuyền làm giường, thậm chí đôi khi còn không nhận ra mình đang kéo nó đi. Khánh Trần của hiện tại không hề có phần thắng khi chiến đấu với Trần Dư, vốn được nghỉ ngơi đầy đủ. Không, nói một cách chính xác hơn là có thể sống sót đã tốt lắm rồi. Nhưng điều khiến Trần Dư không ngờ tới là, cho dù ở trong trạng thái này thì Khánh Trần vẫn không dễ bắt, không dễ giết. Quy tắc ra vào nhà ma gây rắc rối nhất cho Khánh Trần lúc trước nay lại thành chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Ánh trăng bạc từ phía xa dọi xuống, trải ra trước mắt hắn những con đường u ám vô hình trong mê cung. Khánh Trần qua lại giữa ánh sáng và bóng tối, như thể mê cung ma ám này tạo ra hàng trăm ám ảnh chi môn cho hắn. Hết lần này đến lần khác, hắn lao vào trong, giống như bước vào vực sâu tăm tối. Cảm giác đau đớn ở hai tay chuyển đến não thông qua các tế bào thần kinh, Khánh Trần không cảm thấy có là gì, thậm chí có lúc hắn còn hy vọng cơn đau có thể dữ dội thêm một chút như vậy hắn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Chứ không phải là một phần của công viên giải trí. Vào lúc này, thần nữ phi thiên đã tìm được bóng dáng Khánh Trần từ trên cao, nàng lao vụt đến trước mặt hắn, như một mũi tên rồi rút giải lụa đỏ trên người mình ra phất về phía hắn. Nhưng ngay sau đó Khánh Trần thình lình biến mất ngay trước mắt nàng, không biết đi đâu. Giải lụa đánh vào không trung phát ra một tiếng chát vang dội giống như chiếc roi dài xé toạc không khí. Trần Dư cao mày, hắn đã phát hiện ra Khánh Trần biến mất bằng cách lợi dụng nguyên lý vây nhốt trong mê cung ma quỷ có người tìm ra được cơ chế hoạt động của mê cung rồi thoát ra ngoài thì còn có thể hiểu được dù sao trò chơi là để chiến thắng nhưng bây giờ khánh trần không chỉ thoát khỏi nhà ma mà thậm chí còn lợi dụng quy tắc của nó thậm chí với những người xây dựng mê cung ma quái này mà nói việc này cũng phi lý tưởng chừng như hoang đường trần dư không xác định được rốt cuộc khánh trần chạy trốn mù quáng hay hắn đã nắm vững quy luật của mê cung Hiện tại Trần Dư khống chế một thần nữ phi thiên bay lên không trung nhìn toàn cảnh, ba người còn lại bắt đầu bao vây chặn đánh Khánh Trần. Mê cung ma ám rộng hơn trăm km này bỗng trở thành một bàn cờ khổng lồ, Trần Dư là kỳ thủ, còn Khánh Trần là quân tốt qua sông kia. Không, Khánh Trần không phải là quân tốt nữa rồi, giờ hắn là quân pháo thoát ẩn thoát hiện. Ba thần nữ phi thiên nhanh chóng giàn trận tam giác, vây kín các phương hướng mà Khánh Trần có khả năng trốn chạy, từng người cách Khánh Trần khoảng 100 mét, đây là khoảng cách mỗi lần hắn biến mất theo như trước đó nhưng bọn họ chưa kịp ra tay thì Khánh Trần đã nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, và xuyên qua vòng vây của ba thần nữ, xuất hiện bên ngoài cách đó 200 mét. Kể cả khi bị thương nặng, Khánh Trần vẫn có thể nghĩ ra cách thiết kế bẫy dập tư duy quán tính. Hắn khiến Trần Dư nghĩ rằng mỗi lần mình chỉ có thể dịch chuyển 100 mét, kết quả lại lấy ra át chủ bài khi đối phương nghĩ cách vây giết mình. Cho dù thần nữ có thể bay lên cao, áp chế Khánh Trần về tốc độ và sức mạnh, số lượng cũng nhiều gấp mấy lần hắn, nhưng đối phương đi lại trong mê cung nhà ma lại như nhàn nhã tản bộ. Trên đời này không có bất kỳ siêu phàm giả cấp A nào có thể trêu cợt bán thần, ra khỏi mê cung thì Khánh Trần cũng không làm được. Nhưng bây giờ hắn có thể. Khánh Trần không thể chống lại thần nữ và Trần Dư, nhưng thần nữ muốn tìm được hắn thì khó như lên trời. Và hơn hết là hiện tại hắn không định phản kích, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Đúng lúc này, trong công viên giải trí chợt có tiếng kim loại vang lên. Keng, keng, keng lanh lảnh và kỳ dị. Giống như ở sâu trong khu cấm kỵ có người dùng hai thanh kiếm va vào nhau, kêu gọi những linh hồn vĩ đại ngủ say từ thời xa xưa, cùng với ý chí chiến đấu bất hủ. Không, chính xác hơn thì đó là sự ám thị tâm lý của Lý Thần Đàn. Trong hướng dẫn dành cho du khách, nhâm tiểu túc thiện ý nhắc nhở mọi người rằng, sau khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm, thì cần phải mau chóng rời khỏi công viên giải trí ngân hạnh. Nhưng Lý Thần Đàn lại chôn xuống một gợi ý mấu chốt trong bản hướng dẫn này. Tựa như một ảo thuật gia biểu diễn trên đường phố, hắn nói với các vị khách, khi nghe được tiếng búng tay của ta, ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ say. Cái búng tay này chính là gợi ý mấu chốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi vào khu vui chơi, ngươi nhủ đi nhủ lại rằng nếu nghe thấy tiếng kim loại thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm, lúc đó công viên ngân hạnh sẽ giết người, sẽ ăn thịt người, sẽ biến thành dã dạ thú. Vì vậy, khi tiếng kim loại va chạm thật sự vang lên, gợi ý mấu chốt hiện ra như ảo thuật ra đứng trên sân khấu tối tăm đột nhiên búng ngón tay, tinh thần của ngươi bắt đầu chuyển sang trạng thái khác, cấp độ ô nhiễm tinh thần lập tức tăng lên. Đó chính là ác ma thì thầm đùa bỡn nhân tâm. Khánh Trần, bước từng bước vào bóng tối, hắn rẽ vào một hướng, chợt thấy một người đứng ở phía trước. Tào Nguy, chiến sĩ ghen cấp C bị Khánh Trần giết chết trong khu cấm kỵ số 002, thời cơ đầu tiên để hắn leo lên vách núi Thanh Sơn. Tào Nguy nhìn Khánh Trần, cười nói, quả báo không chừa một ai khánh trần lướt qua hắn với khuôn mặt không cảm xúc ngươi không phải là người du hành thời gian sao biết được lời thoại trong vô gian đạo tào nguy biết đâu ta cũng là người du hành thời gian khánh trần thiên vương cái địa hổ tào nguy bảo tháp trấn sơn hà khánh trần cung đình ngọc dịch tử tào nguy nhất bách bát nhất bôi khánh trần cười phá lên như một tên tâm thần thú vị thú vị quá đây là tài thôi miên của ác ma thì thầm ư nhất xem ca ca ngươi làm việc tốt đây này, công viên ngân hạnh cái con khỉ ấy, ca ca ngươi vô nhân đạo quá đấy. Tào Nguy, hôm nay ta không giết ngươi, ta phải giết Trần Dư trước đã. Trước khi trời sáng tất cả các ngươi đều sẽ chết. Bên ngoài nhà ma, Trần Dư co mày, Tào Nguy. Tào Nguy là ai? Khánh Trần đang nói chuyện với ai? Hắn điên rồi à? Lúc này Trần Dư quan sát và tính ra được khoảng cách dịch chuyển của Khánh Trần. Mỗi lần lợi dụng quy tắc của mê cung là khoảng 200 mét, vì thế hắn lại mở rộng vòng vây của thần nữ đến 300 mét. Một thần nữ ra tay, ba người còn lại tùy cơ ứng biến, sẵn sàng giết chết Khánh Trần xuất hiện trước mặt mình ngay khi có thể. Nhưng trong khoảnh khắc họ sắp vây giết thành công, Khánh Trần đột nhiên lùi lại một bước, lần này hắn dịch chuyển 400 mét. Phương pháp thử đi thử lại trước đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Khánh Trần không lợi dụng quy tắc bởi vì hắn vẫn chưa hiểu thấu quy tắc này. Nhưng 18.000 cách thay đổi, tạm thời đủ rồi thời gian dần dần trôi qua dù thân nữ bao vây chặn đánh thế nào thì khánh trần đều có thể hóa giải dễ dàng nhờ vào sự thay đổi đa dạng của mê cung này trần dư bỗng nở nụ cười hắn cảm thấy khánh trần không hổ là người được ông lão trên núi ngân hạnh chọn không hổ là đệ tử cuối cùng được lý thúc đồng tuyển chọn kỹ càng một kỵ sĩ bất khả chiến bại lại có thêm trí tuệ của khánh thị hai yếu tố này kết hợp với nhau khiến người khác phải kiêng rè không thể để khánh trần sống sót hôm nay hắn phải chết đột nhiên trần dư vừa quay đầu thì giật mình sừng sốt cha sao ngươi lại tới đây trần truyền chi bình tĩnh đứng chắp tay sau lưng hỏi vì sao đến bây giờ còn chưa giết lý thúc đồng trần dư ngập ngừng không tìm được cơ hội vốn dĩ ta định mượn cuộc chiến của các vị thần phía bắc để giết hắn nhưng ta phát hiện khí thế của hắn quá mãnh liệt mà jindai senaka li bi unghi đều có đường lui cho mình không phải đối tượng hợp tác thích hợp trần truyền chi cười khẩy khi ấy ngươi cầm theo mấy chục bức tranh cuộn Rõ ràng một mình ngươi cũng có thể giết được hắn, vậy vì sao lại không ra tay? Trần Dư cúi đầu không nói gì. Trần Truyền Chi tiến lên một bước, ép hỏi, ngươi không dám à? Ngươi sợ tranh, của thần Phật trong tranh của ngươi vẫn không thể ngăn cản tốc độ của Lý Thúc Đồng, không ngăn được kỵ sĩ khi thi triển toàn lực, đúng không? Trần Dư từ từ ngẩng đầu lên, chẳng phải năm xưa ngươi xé liền 12 bức tranh, cũng vẫn bị hắn đột phá vòng vây sông đến trước mặt, một trường mất nửa cái mạng sao. Tranh của ngươi bị hắn đốt sạch, ngươi cũng không có dũng khí tìm hắn báo thù đấy thôi ngỗ nghịch trần truyền chi tát trần dư một cái im miệng nhưng trần dư không quan tâm mà vẫn nói tiếp nếu hồi đó ngươi không phá hủy con đường kỵ sĩ của trần gia trương thì đâu xảy ra nhiều chuyện như thế nữa trần gia trương vốn không định tranh giành với ngươi vì sao ngươi lại hại hắn trần truyền chi phẫn nộ trách mắng ngươi thì biết cái gì trên con đường quyền lực không được nhân từ nương tay không được mềm yếu như đàn bà không được phép quay đầu Trần Dư cười, cha, nếu đã chết rồi thì đừng để ý đến chuyện Dương ra nữa, yên tâm chờ xem đi, ta sẽ làm tốt hơn ngươi, con đường kỵ sĩ sẽ hoàn toàn đứt đoạn ở đời của ta. Dứt lời, hắn chợt quay đầu nhìn về phía mê cung quỷ quái. Ngay sau đó, Trần Dư rút hai bức tranh cuộn cuối cùng trên lưng thanh ngưu ra và xé nát. Hai phục ma kim cương ba đầu sáu tay cầm hàng ma sử hiện ra. Đi! Trần Dư lấy một cây trúc màu xanh la từ trong tay áo ra. Thân trúc sáng bóng như phỉ thúy, lớn bằng ngón trỏ, đây là vật cấm kỵ họa trúc trong đầu do Trần Huyền Vũ của Trần Thị tạo ra, cũng là vật cấm kỵ mà mọi họa sĩ Trần Thị mơ ước, nó có thể tăng tốc độ vẽ tranh. Phục Ma Kim Cương ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy vào mê cung, mỗi một bước nhảy đều giống hệt điểm dịch chuyển của Khánh Trần khi trước. Bán thần Trần Thị chỉ nhìn Khánh Trần, đi một lần là đã nhớ được tuyến đường mà hắn từng đi, sau đó điều khiển Phục Ma Kim Cương đi tấn công đối phương một cách chính xác. Tốc độ của họ nhanh hơn Khánh Trần lúc chạy trốn nhiều lắm. Tay của Khánh Trần đã tàn phế, họ vẫn kiện toàn khánh trần cấp a họ là bán thần hai phục ma kim cương đã đuổi giết khánh trần sát nút ngay khi khánh trần chuẩn bị bước vào không gian tiếp theo vừa giơ chân ra thì phục ma kim cương thình lình xuất hiện đồng thời hàng ma sử trong tay nện mạnh xuống bịch phần lưng của khánh trần bị thương nghiêm trọng hắn vào về phía trước và biến mất trong bóng tối không chỉ vai trái nát vụn mà xương vai phải của khánh trần cũng bị đập nát rồi may mà hắn từng ăn long ngư thế nên tuy xương cốt của hắn đã vỡ vụn nhưng lại chống đỡ được phần lớn sức mạnh của hàng ma sử bằng không mảnh xương đâm vào tim thì khánh trần chết ngay tại chỗ rồi trần dư chỉ dùng cách đơn giản nhất học theo cách của khánh trần khiến hắn không còn nơi nào có thể đi khánh trần có phương pháp siêu trí nhớ của mình thì trần dư cũng có bán thần vẽ một mô hình mê cung trong đầu sau đó điểm từng nét bút đánh dấu sâu chuỗi tuyến đường di chuyển của khánh trần trong bức vẽ ấy họa trúc trong đầu tức là khi họa sĩ nhìn trúc rồi đến bước vẽ trúc cho dù không nhìn cũng có thể vẽ giống như y thật, không sai một ly. Mê cung nhà ma này không có đãi ngộ đặc biệt cho bất cứ ai cả, con đường ngươi có thể đi thì người khác cũng đi được. Ngươi bước vào cái bóng nào thì khi người khác đi vào đó cũng không có gì khác biệt. Khánh Trần gặp nguy hiểm, nhưng khi hai phục ma Kim Cang đi theo Khánh Trần xông vào con đường bóng tiếp theo thì lại không thấy Khánh Trần đâu. Chỉ có một tia sáng rực rỡ xuyên thấu bức tường mê cung. Sạc dự phòng. Lần cuối cùng hắn sử dụng sạc dự phòng là ở ngoài căn cứ top đế quốc sau đó hắn trở về hai lần, ba lượt xuyên không, đến hiện tại là đã qua 35 ngày. Sạc dự phòng có thể dùng rồi. Công viên giải trí này có quy tắc không được sử dụng bất kỳ công cụ gì, nhưng Trần Dư đã làm trái quy tắc dùng tranh vẽ và vật cấm kỵ giết hắn, nếu hắn không dùng thì khó thoát chết. Trần Dư sẽ đối mặt với hình phạt thế nào thì hắn không rõ, chắc hẳn cũng rơi vào tình trạng ô nhiễm tinh thần như hắn, tuy hắn sẽ tiếp tục bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng hơn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trần Dư và Khánh Trần cả hai đều lựa chọn giao đấu bất chấp sự trừng phạt của quy tắc. Nếu không phải hai tay đã bị tàn phế, thì hắn thậm chí sẽ dùng ống tiêm rút máu mình ngay lúc này, để tiêu trừ trạng thái tiêu cực. Cho dù sử dụng ống tiêm sẽ bị trừng phạt tàn khốc hơn, thì bây giờ phải uống rượu độc giải khát thôi, dẫu rằng ngươi biết đó là một ly rượu độc, ngươi cũng phải uống. Khánh Trần sử dụng thần thiết hai lần liên tục, tức khắc thoát ra khỏi phạm vi quan sát của thần nữ. Hắn được tường mê cung che chắn nên cho dù Trần Dư sử dụng họa trúc, cũng không thể phòng lại con đường của Khánh Trần. Khánh Trần lại có được cơ hội kéo dài thời gian. Nhưng Trần Dư cũng không sốt ruột, dường như hắn đã dần dần hiểu được quy tắc của mê cung quỷ quái này, hắn chậm rãi khống chế phục ma kim cương đi đến hai vị trí. Hắn như đang chơi một ván cờ dồn ép, dùng điểm cố định ngăn chặn phạm vi hoạt động của Khánh Trần, rồi hạn chế không gian hành động của hắn từng chút từng chút một, ép Khánh Trần vào góc của bàn cờ rộng lớn này. Trần Dư ngẩng đầu nhìn sắc trời, vầng trăng người sáng trên cao đã dần dần leo lên giữa trời. Hắn mỉm cười nhìn mười mấy người bên dưới, Hắn không còn đường để đi nữa rồi, khi nào mặt trăng lên đến đỉnh đầu, mê cung sẽ không còn bóng nữa. Nói một cách chính xác, thì ở khu vực 28 độ vĩ bắc sẽ không nhìn thấy mặt trăng nằm trong pha của nó ngay trên đỉnh đầu mình. Nhưng vào giữa trưa và nửa đêm, tất cả các bức tường trong mê cung đổ bóng cực ít, không thể đi lại được. Còn một tiếng nữa là đến nửa đêm, chỉ cần đợi thêm 20 phút nữa là Khánh Trần không còn đường đi nữa rồi. Khi đó, là lúc Trần Dư giết người. Hiện tại Khánh Trần vô cùng chật vật, hắn lảo đảo nghiêng người đi vào một dãy hành lang, tên bắt cóc bị hắn giết trên núi lão quân đứng trước mặt hắn, vì sao lại giết bọn ta? Khánh Trần xoay người định núi ra sau thì lại thấy mấy người Jindai Du Nhe, Jindai Unuma chặn đường đi của hắn, vì sao lại giết bọn ta? Khánh Trần cười như mếu, tránh ra, bằng không ta tìm cho cốt của các ngươi giải tứ tung. Khi tiếng kim loại vang lên, ảo thuật ra búng tay, thế giới trong công viên giải trí bắt đầu trở nên kỳ lạ những người ngươi từng giết, những người ngươi từng vứt bỏ, từng yêu thích cũng lần lượt bước ra từ cái bóng tối tăm. Không biết họ đến từ đâu, cũng không biết tại sao lại đến. Vào khoảnh khắc họ xuất hiện, thế giới của ngươi đảo điên giữa hư ảo và chân thực. Tào Nguy, Jindai Du Công Tước Bạch Ngân, Hắc Kỵ Sĩ Đoàn, từng bóng người ngăn cản Khánh Trần, bám giết không tha. Mặt họ tái nhợt, hốc mắt đen và sâu hoắm, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, như thể mới bỏ ra từ âm phủ. Vì sao ngươi lại giết bọn ta? vì các ngươi đáng chết. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh, dù sống lại một lần, dù sống lại muôn nghìn lần, các ngươi vẫn phải chết. Ta còn tưởng sẽ có trò bịt bợm nào đó, tưởng rằng ngươi sẽ khó đối phó như... Vấn tâm. Các ngươi cũng xứng so với vấn tâm à? Cút ra. Khánh Trần lướt qua họ như vượt qua hư vô, nhưng hắn phát hiện đứa trẻ ma không thể xuyên qua hàng rào người, vì thế hắn xoay người lại, hắn cơ thể tàn tạ của mình đẩy tất cả quỷ hồn ra, làm ơn nhường đường. Thế mà mấy người tào nguy cũng nhường tránh đường thật. Khánh Trần căn dặn đứa trẻ ma, theo sát ta, bên ngoài nhiều người xấu, đừng để bị người ta bắt cóc đi. Bây giờ bọn buôn người cản rỡ lắm, gặp được tên nào là phải tống vào tù ngay. Bình thường Khánh Trần rất kiệm lời, bây giờ lại như một tên. Lải nhài cực đoan. Hắn nhìn lên đỉnh đầu, trăng hôm nay tròn quá. Và cũng rất sáng. Thế nhưng vầng trăng sáng người sắp leo lên đỉnh tựa, như chiếc kim của đồng hồ mặt trời giữa trưa, gần như không nhìn thấy bóng dáng, cái bóng trong mê cung ma quái này sắp biến mất. Bóng biến mất, đường cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó hắn chạy lung tung trong mê cung này với thân thể tàn khuyết, như một tên ngốc. Đã không có những ám ảnh chi môn kia, sáu nhân vật trong tranh cấp bậc bán thần có thể giết hắn dễ dàng. Chỉ còn một tiếng nữa là trở về, mà hắn vừa hay rơi vào đường cùng. Trần Dư cũng đã tính toán đâu ra đấy, vì thế trong lòng vô cùng bình tĩnh, để mặc khánh trần dày vào cái bóng 20 phút cuối cùng. Hai phục ma kim cương trông giữ tại điểm phòng thủ trên bàn cờ dồn ép ở ngoại vi, phối hợp vững vàng với thần nữ phi thiên đẩy khánh trần vào góc chết phải nói rằng trần dư là một kỳ thủ xuất sắc dù không có khoảng thời gian bóng biến mất thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết được khánh trần trong mê cung phục ma kim cương đang mai phục tại điểm cố định trên bàn cờ không cho phép khánh trần đi lại tự do nữa khánh trần giống như quân tốt trên bàn cờ vua bị đôi xe đôi mã đôi tượng chặn trong góc một khi chạm mặt trần dư có thể lợi dụng sự tranh lệch như trời với đất giữa bán thần với cấp a để nghiền áp khánh trần dù Khánh Trần có là kỵ sĩ, dù Khánh Trần ăn long ngư, uống trà cảnh sơn, cướp tử lan tinh của Trần Dư. Vô dụng thôi. Hiện nay, vai trái, vai phải, cánh tay trái và cánh tay phải của Khánh Trần đều gãy xương, gần như nát vụn, đối kháng Trần Dư và tiến hành phản sát là điều bất khả thi. Mê cung rộng trăm km trải dài khu cấm kỵ lại không có lấy một chốn dung thân, cho Khánh Trần. Thật ra, Trần Dư có thể đợi, hắn có thể chơi đùa với Khánh Trần một ngày một đêm ở đây, như mèo vườn chuột cho đến khi hắn chết vì kiệt sức, hoặc bắt Khánh Trần, thẩm vấn hắn về bí mật thành thần. Nhưng bây giờ trong lòng hắn tràn ngập ý muốn giết chóc, giống như cái gã cầm dao muốn chém người ở trấn nhỏ, biến thành một tên sát nhân khát máu. Hắn biết Khánh Trần là người du hành thời gian, hắn không xác định liệu trong 7 ngày xuyên không trở về Khánh Trần, có gặp được kỳ ngộ gì không, vì vậy, hắn phải lợi dụng khoảng thời gian không có bóng từ 11 giờ 20 phút đến 12 giờ đêm này, để giết chết Khánh Trần. Tuyệt đối không nâng tay, Trần Dư quay sang nhìn Trần Truyền Chi đứng bên cạnh, thế nào? Đời sau của kỵ sĩ sắp bị chôn vùi ở đây rồi. Trần Truyền Chi không nói gì, mà Li Bi Ung Hi đã chết bỗng xuất hiện. Hắn nói với vẻ âm u, bán thần Trần Thị Quả là danh bất hư truyền. Chẳng qua hồi trước bên ngoài khu cấm kỵ số 002 tại sao ngươi lại, không giết được Khánh Chuẩn. Nếu khi ấy ngươi giết Khánh Chuẩn thì ta đã không phải chết, ngươi cũng sẽ không mất tranh của mình. Trần Dư lớn tiếng bác lại, hắn đã là thần trong một khắc, phàm nhân làm sao giết được thần linh. Li Bi Ung Hi cười âm trầm, ngươi cũng biết hắn là thần, mà ngươi vẫn chỉ là một phàm nhân. Hắn từng nói cái gì nhỉ, hắn là ngọn núi cao cả đời này ngươi không vượt qua được, hắn muốn ngươi mỗi khi nhớ đến hắn thì sẽ cảm thấy sợ hãi. Trần Dư, con đường tu hành của ngươi đã dứt ngay từ khi ấy rồi. Hắn để ngươi lại cho đệ đệ của hắn, ngươi là đá mài giao tốt nhất cho đối phương. Trần Dư nhách miệng, đệ đệ của hắn sắp chết rồi, ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến đệ đệ của hắn chết như thế nào. Hắn sẽ trở về thăng lên bán thần, sau đó đánh bại ngươi như năm xưa lý thúc đồng đánh bại cha ngươi trần dư đanh mặt hắn xuyên trở về kiểu gì trong mê cung này chẳng có lấy một cái bóng hắn về bằng cách nào được hai người ở trong và ngoài mê cung ma quái đều rơi vào cái bẫy ô nhiễm tinh thần vì vi phạm quy tắc của công viên chỉ có điều khánh trần đã bị ô nhiễm tinh thần từ khu trèo thuyền còn trần dư nhờ vào thực lực bán thần mà chống chọi một thời gian dài rồi rốt cuộc công viên giải trí có quy tắc không không nói đúng hơn là không có quy tắc gần như xóa sổ như ở khu cấm kỵ nếu là quy tắc của khu cấm kỵ thì trần dư không bị làm sao cả những quy tắc với người bình thường là thủ tiêu nhưng trần dư lại có thể cưỡi thanh ngưu rời khỏi khu cấm kỵ bất cứ lúc nào mình muốn dù là sinh vật huyền bí trong khu cấm kỵ như chu tước thanh sơn chuẩn thì cũng chưa chắc đã làm gì được hắn nhưng nó có trừng phạt không có một khi làm trái quy tắc của nó thì sẽ dần dần rơi vào bẫy ám thị tâm lý mà lý thần đàn bố trí vì vậy, những người bị công viên này trừng phạt đều bị Lý Thần Đàn giết chứ không phải bị quy tắc xóa sổ. Chỉ có điều thủ đoạn giết người vô cùng kỳ dị này của ác ma thì thầm lại khiến tất cả mọi người lầm tưởng đó là quy tắc. Sau khi Trần Dư vào công viên, cho thôi miên của Lý Thần Đàn khó có thể phát huy tác dụng trực tiếp với hắn. Nhưng hai vị bán thần giao thủ cách thời không cuối cùng Trần Dư kém hơn, bị Lý Thần Đàn kéo vào vũng bùn và vực sâu. Thế giới của siêu phàm giả giống như một tòa cao ốc trần dư là bán thần đứng trên sân thượng của tòa nhà đạt đến cảnh giới cực cao ít ai có thể với tới không có đối thủ nhưng hai bán thần trên cả bán thần như lý thần đàn nhan lục nguyên lại giống như mây đen bao phủ cao ốc họ ít khi ra tay sau khi xây dựng công viên giải trí này xong thì đồng loạt chìm vào giấc ngủ say gần như không thể kháng cự nhưng họ vẫn luôn tồn tại đối với bán thần trần dư mà nói lý thần đàn ra tay còn khủng khiếp hơn quy tắc của khu cấm kỵ Lúc này, Trần Dư điều khiển 6 bức tranh bán thần điên cuồng ép Khánh Trần, phải trốn vào trong góc của mê cung. Mặt trăng từ từ leo lên giữa khung trời, đường bóng trong mê cung biến mất. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nghe thấy tiếng người hỏi vang lên sau lưng mình, ca ca, người có thấy mẹ của ta không? Khánh Trần quay mắt lại nhìn đứa trẻ ma phía sau, chẳng biết từ lúc nào mà mặt nó đã không còn tái nhợt nữa, trông giống như một đứa bé bình thường. Nó không còn là đứa trẻ ma, mà là Khánh Trần khi còn nhỏ đứa trẻ ma gọi mình về nhà ở cầu trượt hắc ám là vết thương không thể phai mờ trong lòng hắn khánh trần nở nụ cười ta còn nghĩ sao mà cứ cảm thấy ngươi rất quen hóa ra lại là ta trong suy nghĩ của chính mình thảo nào một khi ngươi bị thằn lằn ăn thì tiềm thức của ta cũng sẽ bị lý thần đàn cướp mất đứa bé không tiếp lời mà chỉ hỏi ca ca ngươi có thấy mẹ của ta không nàng nói đi mua kẹo hồ lo cho ta nhưng lại không thấy đâu nữa Khánh Trần sừng sốt, đó là buổi chiều hắn bị Trương Uyển Phương vứt bỏ lần đầu tiên, hắn đợi từ giữa trưa cho đến lúc hoàng hôn, đợi đến khi có người hỏi han, đợi đến khi có người báo cảnh sát. Mãi đến tối mới đợi được mẹ trở lại. Mẹ nói mình lạc đường, nhưng thật ra Khánh Trần biết, mình đã bị vứt bỏ một lần rồi. Khánh Trần mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa đầu đứa bé. Hắn nói, ngoan, đi với ca ca, mẹ không quan trọng. Ca ca có thể cho người tất cả những gì ngươi muốn, con đường tu hành, quyền lực, tiền bạc, Đứa bé hất tay hắn ra và gào khóc, "Ta muốn mẹ." Khánh Trần im lặng ngồi nguyên đó, đột nhiên hắn ôm lấy mình thổi nhỏ, "Đừng khóc, về sau ngươi sẽ gặp được một người sư phụ rất rất tốt, có một ngày ngươi sẽ xuyên đến một nơi gọi là ngục giam số 18, ở đó sẽ có ca ca của ngươi nấp trong tối lén lút nhìn ngươi. Tuy ngươi sẽ phải trải qua nhiều vấp ngã và thất bại, nhưng cuộc sống sẽ tốt lên." "Thật vậy ư?" Ừ. Đứa trẻ hỏi, "Ca ca, người buông bỏ rồi sao?" Khánh Trần cười nói, "Buông bỏ rồi." ta từng trải qua vấn tâm này một lần rồi bây giờ ta yên tâm rồi vấn tâm thì ta không thành vấn đề nhưng khúc mắc trong lòng trần dư sợ là khó giải quyết nói rồi hắn đứng dậy quay lại nhìn sau lưng mình khánh chuẩn đang đứng tựa vào tường mê cung mỉm cười nhìn hắn lâu rồi không gặp khánh trần nói nghiêm túc ca cảm ơn ngươi ngươi là ngọn núi cao trần dư suốt đời không thể vượt qua được chắc chắn hắn sẽ chết trong trận chiến này vấn tâm này ta vượt qua được còn hắn thì không sau khi tiếng kim loại vang lên tất cả những người bị ô nhiễm tinh thần sẽ rơi vào trạng thái thôi miên sâu hơn truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé mà trạng thái thôi miên này giống hệt vấn tâm hoặc là nói đây là một kiểu vấn tâm khác cũng không sai đó là lý do tại sao nhiều người chết ở nơi này bây giờ khánh trần rốt cuộc biết được sư phụ lý thúc đồng lại thoát ra được bằng cách nào vì vào khoảnh khắc kỵ sĩ bước lên con đường tu hành họ cũng đã đánh bại tâm ma lý thúc đồng thoát ra được Trần Dư có lẽ cũng có thể thoát ra trước khi tiếng kim loại vang lên, nhưng chắc chắn bây giờ hắn không ra ngoài được rồi. Khánh chuẩn cười hỏi, người đến đây là vì lo mình không chắc chắn thành công trăm phần trăm đúng không? Người biết sức mạnh của Lý Thần Đàn, nhan lục nguyên, nhâm tiểu túc được lưu giữ ở đây, cho nên muốn mượn sức mạnh của họ để đối phó Trần Dư. Dù mình không thể đột phá bán thần thì biết đâu lại có cơ hội khiến Trần Dư bỏ mạng ở nơi này. Ừ, Khánh Trần gật đầu, nhưng xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ mình vừa vào cửa đã bị ô nhiễm tinh thần. Đương nhiên, ta chưa thật sự rơi vào đường cùng, ta vẫn còn có cơ hội. Khánh chuẩn mỉm cười, nói, không hổ là đệ đệ của ta, nhưng mà bây giờ thần trí của ngươi sắp sụp đổ, tuy ngươi đã trải qua vấn tâm, nhưng mỗi lần tạo ra một u hồn sẽ làm suy yếu ý chí tinh thần của ngươi. Ngươi nhìn sau lưng xem, đã có hơn trăm con ma đi theo ngươi rồi. Khi chúng tách ra đến một nghìn phần, thì ý thức của ngươi có lẽ sẽ biến mất trong sự phân liệt vô hạn ấy đó chính là thủ đoạn giết người của Lý Thần Đàn, khi ngươi giết ma quỷ mình thấy, thật ra là ngươi đang giết chết một phần ý chí tinh thần của chính mình. Dù không giết mà mặc kệ chúng, thì chúng cũng sẽ tiếp tục phân liệt, tách rời ý chí của ngươi ra thành một nghìn phần, cho đến khi ngươi đánh mất quyền chủ đạo của bản thân, trở thành thể tập hợp của một nghìn nhân cách. Giống như căn bệnh tâm thần phân liệt, chỉ có điều trong lịch sử nhân loại chưa từng có ai bị phân liệt nghiêm trọng như vậy. Thủ đoạn giết người quá mức kỳ lạ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Khánh Trần cười nói, ta sắp trở lại thế giới ngoài rồi, ở đó ta có thể dùng vải liệm, có thể dùng ống tiêm. Cách hay đấy. Khánh Chuẩn gật đầu, nhưng ngươi về bằng cách nào? Ngươi xem, họ đã đến rồi. Mà con đường của ngươi đã biến mất. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn thần nữ đang bay về phía mình. Họ cầm lụa đỏ, đồng loạt tấn công hắn từ đằng xa. Phục ma kim cương cũng vây công Khánh Trần từ hai bên trái phải. Hắn đứng ở trung tâm của chiến trường, thần vật tập kích. Giết! Nhưng đúng lúc này Khánh Trần bỗng nở nụ cười, không phải chỉ có mặt trăng và mặt trời mới có thể tạo ra bóng. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, hàng ma sử sắp nện lên người, lụa đỏ vụt đến như roi dài. Ngoài những nguy cơ trùng trùng điệp điệp, một tia sét màu vàng bổ xuống bên ngoài chiến trường. Đòn tấn công sấm sét, kỹ năng cấp D của pháp sư sấm sét ở thế giới siêu đạo. Thật ra chiêu này không thể khiến bán thần bị thương được, nhưng có gây sát thương hay không không quan trọng, mà quan trọng là nó có ánh sáng có ánh sáng thì có bóng. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng của đòn tấn công sấm sét tỏa dạng đằng sau tường mê cung đối diện Khánh Trần, cái bóng của bức tường lập tức nuốt trọn Khánh Trần. Hai tay Khánh Trần buông thõng, hắn tươi cười nhìn thần nữ trước mặt mình, Trần Dư, ta phải giết ngươi. Oanh! Hàng ma sự và lụa đỏ nện xuống, và chạm vào nhau phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, thế nhưng mục tiêu công kích. Khánh Trần, đã biến mất. Ánh sáng của đòn tấn công sấm sét chỉ lóe lên rồi vụt tắt trong giây lát chợt lóe sáng ấy con đường bóng tối lại mở ra rồi đóng lại khánh trần đã xuất hiện ở bên ngoài cách đó 400 trăm mét sấm sét sáng lòa liên tục kỹ năng cấp d này tiêu tốn cực ít lôi tương trước đó khánh trần cố ý để dành một lần thần thiết là để chờ đợi thời khắc này vài tia sét thay phiên nhau bổ xuống trong khoảng thời gian chưa đến 10 giây khánh trần không hề dịch bước mà đã cách xa chiến trường hàng cây số lần này dù sáu tranh vẽ bán thần đuổi theo thế nào đều không thể chạm tới một sợi tóc của khánh trần Lôi tương trong người Khánh Trần còn đủ để hắn phóng ra ít nhất mấy chục tia sét nữa, đó là tại sao hắn tự nhận mình có thể chống chọi được đến lúc trở về. Cuộc vây giết điên cuồng đã bắt đầu, nhưng dù các nhân vật trong tranh cấp bậc bán thần cố gắng đến mấy cũng vô ích. Bên ngoài mê cung, Trần Dư đã chém giết đến mức mất lý trí, hắn xé ống tay áo, để lộ hai cánh tay của mình. Trên hai cánh tay là hai hình xăm thủy thần cộng công. Trần Dư lấy móng tay cái làm dao, rạch ra tay mình ra, hai thủy thần bay lên cao, lao về phía khung trời của mê cung ma quái. Tranh của họa sĩ Trần Thị Dễ bị hủy, bị trộm, thậm chí bị người một nhà hãm hại, vì thế trăm năm trước một họa sĩ kinh tài tuyệt diễm ra đời, hắn vẽ tranh lên người mình, ngày ngày dùng máu tươi tẩm bổ. Như Tần Xanh đã phát triển con đường mới cho kỵ sĩ, vị họa sĩ Trần Thị này cũng sáng lập một con đường mới cho con cháu, tranh bản mệnh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Trần Dư dám xé liền một lúc sáu bức tranh, vì hắn còn có át chủ bài. Lúc này hai thủy thần cộng công đã bay đến trên đỉnh đầu Khánh Trần, nước lũ tràn xuống, bao phủ vài cây số xung quanh. Đó là nước cường toan, chỉ cần chạm vào là da rẻ lở loét, máu thịt hòa tan, xương cốt phân hủy. Nhưng bóng dáng Khánh Trần lại biến mất giữa dòng nước lũ. Lần này, Khánh Trần đứng yên tại chỗ, hắn mỉm cười, ngừng đầu nhìn hai thủy thần, bảy ngày sau, chờ ta giết ngươi đi. Đếm ngược, trở về, đếm ngược 1680000. Khánh Trần, Khánh Trần ngươi tỉnh lại đi khánh trần ngươi làm sao vậy ngươi đừng dọa ta mà tiểu thất trước hết gọi đại vũ đến cứu người đã giọng nói tràn đầy lo lắng của ương ương vang lên trạng thái của khánh trần khiến một người vốn hoạt bát phóng khoáng như nàng cũng phải hoảng sợ khánh trần nằm trên giường rơi vào hôn mê ho ra máu vạt áo trước ngực bị nhuộm đỏ ương ừ ương không thấy được ma quỷ khánh trần mang từ công viên giải trí về đứng đầy phòng bên cạnh mình nhưng nàng có thể thấy trường lực tinh thần trong cơ thể khánh trần từ một biến thành hơn 700, mà vẫn đang tăng lên, cứ 10 giây lại tăng thêm một phần. Hơn nữa, nàng vừa mới chạm vào Khánh Trần đã, sờ chúng xương bả vai và xương cánh tay nát vụn của hắn. Khó chịu quá, ương ương thậm chí không tài nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc Khánh Trần đã phải trải qua cái gì mới bị thương nghiêm trọng, đến mức này. Khánh Trần đứng trong phòng, nhìn ương ương gọi tên mình. Hắn quay sang nhìn công thức Bạch Ngân bên cạnh, khi tinh thần phân liệt đến 660 phần, cấp độ ô nhiễm tinh thần sẽ gia tăng, bởi vì ý chí tinh thần cực độ phân tán nên tất cả chúng ta đều mất đi quyền khống chế cơ thể kia đến chính khánh trần cũng không được lúc này người nói chuyện nhìn về phía gương chợt phát hiện người trong gương không phải là khánh trần mà là jindai juye dù là jindai nhe hay công tước bạch ngân họ đều chỉ là tạp niệm trong lòng khánh trần mà thôi là ma quỷ khánh trần tưởng tượng ra trong trạng thái ô nhiễm tinh thần trong bầy quỷ quái ấy có binh sĩ của vương quốc roosevelt có thành viên câu lạc bộ ở thành phố phía bắc có khánh hoài còn có những kẻ địch của hắn trước kia, cựu binh giết địch trên chiến trường, về nhà cũng sẽ bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cuối cùng chết vì trầm cảm. Số kẻ địch bị Khánh Trần giết không ít hơn bất cứ cựu quân nhân nào, sở dĩ hắn chưa từng có biểu hiện tổn thương, ở phương diện này là vì cuộc chiến của hắn chưa kết thúc, cũng bởi tâm trí của hắn mạnh mẽ, đè ép căn bệnh này xuống. Nhưng dần lại, không có nghĩa là không có. Vì thế, nguồn gốc của ma quỷ bắt nguồn từ Nhóm đầu tiên, thủy quỷ là quỷ quái sinh ra sự ám thị của công viên giải trí. Nhóm thứ hai, đứa trẻ ma là tổn thương của hắn khi còn nhỏ. Nhóm thứ ba, đám người Jindai Junye, tào nguy là PTSD của hắn. Những u hồn này không phải ma quỷ thật sự, mà là ma quỷ trong lòng, mà tâm ma ẩn nấp dưới đáy lòng Khánh Trần, bị lý thần đàn dẫn ra. Lão lục của hắc kỵ sĩ đoàn ở trong phòng kêu gào, thừa dịp này mọi người cùng nhau chiếm đoạt thể xác của hắn, xong thì thương lượng mỗi người làm chủ nhân một ngày, thay phiên nhau dùng. Lão nhị cãi cọ, thế thì xếp hàng đến bao giờ? Chi bằng chúng ta đánh một trận phân thắng bại, chỉ để lại một người. Công tước Bạch Ngân liếc xéo, ngươi cũng xứng à. Lão Lục nói, mỗi người một ngày, còn hơn là không được ngày nào. Nói xong đám ác quỷ trực nhào vào đầu Khánh Trần. Nhưng đúng lúc này, tiểu lục của hội phụ huynh, điền phục của Côn Luân, ban thủ, những người từng kề vai chiến đấu với hắn đều xuất hiện. Đây là nhóm thứ tư trong lòng Khánh Trần, khác với nhóm ma quỷ mặt mày nhợt nhạt hốc mắt trũng sâu, họ vẫn giữ nguyên hình dạng con người. Nhóm điển phục đứng chắn trước mặt bầy ác quỷ, cười khẩy và nói, các ngươi mà cũng xứng tranh đoạt ý chí tinh thần và cơ thể của hắn ư. Công tước Bạch Ngân đạp mấy người tiểu lục bay lên tường, hắn nhếch miệng cười, các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Thế nhưng sau khi hắn đá văng họ ra, thì đột nhiên lại thấy kiếm tiên hà kim thu an vị bên mép giường của Khánh Trần. 19 thanh phi kiếm lơ lửng xung quanh như các hành tinh, cực kỳ rúng động. Ông chủ hà nói khẽ, Khánh Trần mệt lắm rồi, các ngươi đừng làm ồn ta canh cho hắn ai đến ta giết kẻ đó tức khắc trong phòng im phăng phắc không ai dám trêu chọc vị kiếm tiên này dù cho ông chủ hà chỉ là ý chí tinh thần do khánh trần phân liệt ra những ảo giác xuất hiện cuối cùng không phải là tả ma mà là người bảo vệ của khánh trần là đồng đội là người thân là bạn bè không giống như trần dư mỗi đoạn đường khánh trần bước qua trên thế gian này hắn đều làm quen với rất nhiều người bạn nếu ly thần đàn có mặt ở đây có lẽ chính hắn cũng sẽ ngạc nhiên vì ở đáy lòng Khánh Trần đã có người thủ hộ rồi. Lúc này, trong phòng chỉ có một người bất đồng, đối phương không tranh cãi với ai cả, mà chỉ mỉm cười nhìn Khánh Trần nằm trên giường, yên lặng chờ đợi. Khánh Trần biết, hắn khác với những người khác. Khánh chuẩn. Trong phòng, tất cả quỷ hồn chen chúc nhau. Đứa bé ma ngồi ghé ở mép giường, ca ca, ngươi tỉnh lại đi, chúng ta cùng đi tìm mẹ. Công tước Bạch Ngân nói, hắn sắp chết rồi, số lượng của chúng ta đã đạt đến 960 rồi qua vài phút nữa thì ý chí tinh thần của hắn sẽ phân tán triệt để, thành một thể tập hợp không ra người không ra quỷ. Hắn có ống tiêm, vật cấm kỵ ấy có thể giúp được hắn. Nhưng hắn lại không có cách nào mở miệng nói tác dụng của ống tiêm. Tào Nguy nói, hắn không nói thì người khác cũng không biết ống tiêm có thể cứu hắn. Ống tiêm ít được chú ý, nó cũng không có tên trong danh sách vật kỵ của tổ chức tình báo Hồ Thị, đến khi cô gái kia nghiên cứu ra cách dùng của vật cấm kỵ này thì sẽ phát hiện, thì ra phương pháp cứu chữa người yêu vẫn luôn ở trong tay nhưng nàng đã để vuột thời cơ tốt nhất. Công tước Bạch Ngân nói, chuyện đau khổ nhất trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi, suốt quãng đời còn lại nàng sẽ sống trong hối hận và đau đớn. Nhưng đột nhiên Jin Dai dù nhè nở nụ cười, hắn nói, các ngươi chết trong tay hắn quá nhanh, cho nên không một ai hiểu rõ về hắn cả. Tức khắc tất cả mọi người quay ra nhìn, hắn, căn phòng chật ních, đến mức bầy quỷ dần dần biến dạng, chỉ có thể thấy những khuôn mặt dồn đống vào nhau. Jin Dai Du Nhe vừa cười, vừa nói, ta bắt được hắn ở hoang dã, sau đó định mang hắn về gia tộc để đoạt xác. trong lúc đó không biết qua bao nhiêu ngày ta và hắn tính kế lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. dường như hắn luôn có lá bài tẩy, luôn chuẩn bị trước kế sách. cuối cùng ta mất một cánh tay. trên thực tế, hành động vây săn lần đó, nếu không có người âm thầm giúp đỡ thì có lẽ ta không bắt được hắn. mà khi ấy ta đã cấp A, còn hắn mới cấp C thôi. ý của ngươi là gì? Zindai Dujne, hắn đã tính trước đến bước này, cho nên có kế hoạch sẵn rồi. Kế hoạch gì? Ta đâu phải hắn, sao mà biết được? Tạm thời chờ xem. Lúc này, đại vũ đã được Côn Luân dùng mật thược chi môn đón đến đây, ương ương cầm kéo cắt hết quần áo của Khánh Trần ra, muốn nhìn xem trên người hắn còn vết thương nào khác không, xem Khánh Trần có để lại gì trong quần áo không. Trong quần áo không có gì cả, chỉ có mấy vật cấm kỵ của Khánh Trần. Những vật cấm kỵ này cũng không có gì khác với trước kia, chỉ có thêm một ống tiêm, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không biết ống tiêm kia có tác dụng gì cho nên quăng sang một bên. Nhưng mà giây tiếp theo, ương ương đột nhiên nhìn thấy vết máu trên cánh tay Khánh Trần. Đó là miệng vết thương mà Khánh Trần, tự dùng móng tay cắt ra khi ở trong cầu trượt hắc ám. Vết máu trên miệng vết thương đã dính bê bết, ương ương nghĩ đến gì đó, lập tức lấy khăn ướt ra lau vết máu, lộ ra miệng vết thương được khắc thành một hàng chữ, dùng ống tiêm rút 800ml máu của ta ra. Dai dù nhai cười, ta cực khổ dốc sức làm hơn 30 năm, bò từ tầng thấp nhất lên đến trên này, ta khinh thường những đại nhân vật kia vì họ ngồi không ăn bám đã không còn trí tuệ và ý thức nguy hiểm từ lâu nếu thua bởi người như thế ta rất không cam lòng nhưng nếu thua bởi khánh trần ta chịu lúc khánh trần còn đang ở trong cầu trượt hắc ám cũng đã ý thức được con quỷ nhỏ kia thật ra là tồn tại được phân liệt ra từ trong ý thức của chính mình thủy quỷ cũng thế cho nên khi thạch sùng thằn lằn muốn nuốt con quỷ nhỏ kia hắn cản trở cho nên khi con quỷ nhỏ kia bị tụt lại phía sau hắn quay đầu kéo con quỷ nhỏ kia lên ngay lúc đó hắn không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hắn nghĩ đến lỡ như sau khi xuyên qua lại rơi vào hôn mê không còn năng lực sử dụng ống tiêm thì phải làm sao đây cho nên hắn để lại tin tức cho ương ương ngay sau đó khoan dùng vải liệm đã ta phải rút máu trước ương ương nhanh chóng cầm ống chích đâm chính xác vào động mạch chủ của Khánh Trần một ống tiêm có thể rút ra được 100ml máu ương ương rút đủ 8 lần mới có thể hoàn thành chuyện Khánh Trần dặn dò trong quá trình này, mỗi khi nàng rút ra một ống máu, tâm quỷ mà không ai nhìn thấy ở trong phòng lại ít đi một phần tám. Nàng bỏ huyết rút ra được vào trong thau nước, lại thấy đống máu đen đặc như mực kia giống như vực sâu hắc ám, thậm chí lớp ngoài máu thỉnh thoảng còn xuất hiện vài cánh tay người hắc ám vươn ra, cực kỳ quỷ dị. Tâm quỷ trong phòng càng ngày càng ít, từng đám biến thành bóng xám quay về đầu Khánh Trần. Jindai dù nhẹ yên lặng nhìn tất cả những điều này, hắn đột nhiên cười nói với mấy con tâm quỷ khác, lần gặp mặt cùng mọi người thật sự quá mới mẻ, cực kỳ thú vị. Sau này chắc là sẽ không có cơ hội gặp mặt, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong, hắn cũng biến thành bóng xám bay vào trong đầu Khánh Trần. Hắn mất đi ý thức của chính mình, lại trở thành ý chí tinh thần của Khánh Trần. Cuối cùng, đám ông chủ hà mỉm cười nhìn thoáng qua Khánh Trần, cũng quay trở về trong ý thức của Khánh Trần. Đợi đến khi rút hết tám ống máu, trong phòng trống cuối cùng cũng quay về yên lặng. Chỉ có Khánh Chuẩn còn dựa lưng vào vách tường, cười tủm tỉm nhìn khánh trần không hồ là em trai của ta đi đây cơ thể hắn biến thành một vệt sáng biến mất lại không hề bay về phía đầu của khánh trần hắn không phải tâm quỷ cũng không phải trạng thái xấu khánh trần mở to mắt suy yếu nhìn về phía ống tiêm trong tay ương ương ta biết ngươi chắc chắn sẽ phát hiện ra ương ương sửng sốt một lúc ngươi biết ta chắc chắn sẽ cởi quần áo của ngươi ra sao khánh trần dở khóc dở cười ngươi làm cảm xúc của ta không được bình ổn hai người nhìn nhau cười ương ương cong lưng gối đầu đến bên cạnh đầu hắn lúc nãy làm ta sợ muốn chết sau này không được như vậy nữa biết không đại vũ nhìn hai người này lại nhìn rát đang ở bên cạnh người khác đều có gái đẹp ở bên người bên cạnh hắn lại chỉ có một tên ngốc rát đề phòng nói ngươi nhìn ta làm gì khoan ve vãn đánh yêu đã còn có người ở bên ngoài kìa mặt đại vũ lạnh tanh nói bỏ khánh trần vào trong vải liệm trước hắn bị thương nặng như thế mà còn có thể sống sót quay về đã rất tốt rồi mọi người cẩn thận nâng khánh trần vào trong vải liệm hắn nhắm mắt thiếp đi trong bóng đêm mọi người cũng không dựa theo quy tắc mỗi giờ đều mở vải liệm ra mà là đợi chừng 8 tiếng đồng hồ để khánh trần ngủ đủ mới thôi sáng sớm ương ương mở vải liệm ra nhéo mũi khánh trần dậy đi thôi bữa sáng đã nấu xong rồi khánh trần mở to mắt đột nhiên mở rộng vòng tay ôm ương ương vào lòng suýt chút nữa ta đã tưởng mình không về được ương ương vốn còn đang định dãy ruộng nhưng sau khi nghe hắn nói những lời này xong lập tức ngoan ngoãn không nhúc nhích đi thôi mọi người đều chờ ngươi trong nhà ăn đấy máy bay trực thăng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng có thể bắt đầu đợt huấn luyện mới bất cứ lúc nào khánh trần đứng dậy đi vào nhà ăn đại vũ nhíu mày hỏi đã xảy ra chuyện gì vì sao lại bị thương nặng như thế hơn nữa sao lúc trước ngươi lại hôn mê khánh trần suy nghĩ nói ta gặp được trần dư hắn dùng tám bức họa đuổi giết ta sáu bức là tranh cuộn hai bức là hình xăm trên tay hắn đúng rồi chắc là trên người của ngươi cũng có tác phẩm hội họa tương tự như vậy đúng không? Dùng để bảo vệ mình cuối cùng, tranh vẽ của ngươi là gì, để chúng ta nhìn xem. Đại vũ đề phòng, ngươi bớt có ý đồ với ta đi, không đến thời khắc sống chết, thì không được để ngươi khác nhìn xem tác phẩm hội họa bản mạng, lại càng không được sử dụng. Giát, bên trái của hắn là hỏa thần Trúc Dung, bên phải là thủy thần Cộng Công. Ta kêu hắn xăm hình ta lên ngực hắn, nhưng hắn sống chết đều không chịu, còn mắng ta. Đại vũ, ương ương, ngươi bình thường đều sẽ mắng ngươi. Khánh Trần giống như suy tư gì đó, vậy xem ra Trần Dư đã điên rồi, nếu không cũng sẽ không dùng át chủ bài của hắn để giết ta. Hai tôn thủy thần cộng công rõ ràng mạnh mẽ hơn những bức tranh hội họa khác nhiều, có lẽ là phải để lại dùng để bảo vệ tính mạng, lại giết ta đến đỏ cả mắt rồi. Đại vũ khó hiểu, ngươi gặp được Trần Dư vậy mà vẫn còn có thể sống sót. Ta vốn còn tưởng rằng từ lần trước ngươi quay về đã trở thành bán thần, sau đó lại đi giết hắn, kết quả đến bây giờ ngươi vẫn là cấp A, làm sao có thể sống sót trong tay Trần dư được?" Khánh Trần giải thích nói, "Ta lợi dụng quy tắc của công viên giải trí, nếu ở bên ngoài, 100 tên Khánh Trần gặp được 8 vị thần Phật trong bức họa, chỉ sợ cũng sẽ chết sạch sẽ. Bán thần dù sao vẫn là bán thần, họ sở dĩ được gọi là thần, là vì người bình thường không thể nào khiêu chiến." Khánh Trần nghiêm túc ăn bữa sáng, không có thịt cá, cũng chỉ ăn cháo trắng do tê nấu, lâu lắm rồi hắn chưa ăn uống, không thể vừa ăn đã ăn thức ăn bổ dưỡng. Khánh Trần nhìn về phía Đại Vũ, trên tay Trần Dư có vật cấm kỵ nào? Đại Vũ nghĩ nghĩ nói, thật ra con trâu xanh kia là một vật cấm kỵ, thực lực rất mạnh mẽ, rất nhiều người tưởng rằng đó là bức họa, nhưng thật ra không phải là hắn dùng thủ thuật che mắt. Trên tay Trần Dư còn có một cây lục trúc do Trần Huyền Vũ phân ra, có thể gia tăng năng lực ký ức, hiệu suất vẽ, tranh của họa sĩ Trần Thị đều là làm ít được nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn gì khác không? Khánh Trần hỏi đại vũ nói mấy năm nay bộ đội trần thị vẫn luôn thăm dò nơi cấm kỵ mấy năm trước nghe nói bộ đội trần thị tìm được một chiếc nhẫn ban chỉ ngọc bích khá giống vật cấm kỵ bị trần dư lấy đi mất lại không biết có ích lợi gì nhưng ta biết hắn luôn mang thứ kia trên ngón tay cái mấy vật cấm kỵ khác thì không rõ ràng lắm có không ít thứ bảo vệ tính mạng khánh trần đứng dậy đi ra ngoài bắt đầu huấn luyện thôi đúng rồi đại vũ đã tiếp nhận trần thị chưa ông nội đang quét sạch lực lượng của trần dư hắn dẫn đi không ít cao thủ, vừa lúc nhân cơ hội này tiêu diệt dư đảng. Đại Vũ nói, "Cảm ơn." Khánh Trần cười nói, "Ta giúp các ngươi tranh thủ cơ hội đoạt quyền, không phải vì ngươi, là vì một ngày nào đó hạm đội Vương quốc Roosevelt bay đến liên bang, Trần thị có thể đứng ra chiến đấu vì mảnh đất này." Đại Vũ nghiêm túc nói, "Đương nhiên, đi thôi." Huấn luyện. Khánh Trần giống như không có việc gì mà ngồi trên máy bay trực thăng, giống như người bị bán thần đánh đến bại liệt mấy giờ trước không phải là hắn vậy. Hắn ngồi trong cabin thay trang phục wing suit, vừa nhìn máy bay trực thăng từ từ bay lên trời. Không biết vì sao, lúc này hắn cực kỳ bình tĩnh. Ảo giác biến mất, nhưng hắn lại nhớ ra được tất cả những ảo giác đó. Khánh Trần giống như là một giấc mộng hoang đường, lại giống như tự hỏi cõi lòng một lần. Còn có hơn sáu ngày, hắn vẫn muốn tranh một con đường sống. Ngày đầu tiên quay trở về, dưới sự tiếp dẫn của cánh cửa chìa khóa bí mật, tất cả kỵ sĩ dự bị đều đến căn cứ huấn luyện, là Khánh Trần kêu họ đến. Hắn muốn cho những quân dự bị này nhìn hắn khiêu chiến sinh tử quan này. Wing Suit Flying gần như là hạng mục khó khăn nhất trong sinh tử quan. Dù là trên con đường kỵ sĩ dài hơn 1.000 năm trước đây, cũng có đến hơn 30% người chết ở hạng mục này. Các tiền bối kỵ sĩ có rất nhiều thời gian, tuổi thọ cực dài của họ đủ để làm họ từ từ khiêu chiến. Một năm không được thì hai năm, đợi đến khi mọi người có thể tự do ở không trung như cá dưới đáy biển, mọi chuyện đều sẽ nước chảy thành sông. Nhưng Khánh Trần và các kỵ sĩ dự bị lại không có thời gian này, cho nên hắn muốn cho các quân dự bị xem thử, rốt cuộc sinh tử quan là như thế nào. Ngày hôm ấy, Khánh Trần thử Wing suốt flying lần thứ sáu, và chạm vào vách đá một lần, cơ thể gãy xương 17 chỗ. Đại vũ dùng vài liệm giúp hắn khôi phục lại bình thường, một tiếng sau, Khánh Trần lại chui ra, bước lên máy bay trực thăng lên đường. Đám người Trần trước cử, Hồ Tiểu Ngư, Hồ Tĩnh ngơ ngác cầm kính viễn vọng nhìn, sư phụ liều mạng như vậy sao? Lúc nãy ta còn mới thấy cánh tay hắn vặn vẹo bất quy tắc nữa. Dù vải liệm có thể khôi phục gãy xương, nhưng vẫn cứ rất đau. Hơn nữa quan trọng nhất là khi va chạm vào vách đá, những vết chảy xước bên ngoài là không thể nào dùng vải liệm để khôi phục được. Khi thấy Khánh Trần lại một lần nữa bước lên máy bay trực thăng, họ mới hiểu được thì ra tốc độ của họ vẫn quá chậm, những đắng cay cực khổ mà họ phải chịu đựng cũng quá ít. Đây là nguyên nhân mà đến bây giờ họ cũng chỉ mới vượt qua sinh tử quan thứ tư mọi người cứ luôn hy vọng khi bản thân khiêu chiến cửa ải sống sót có thể ổn thỏa một ít, nâng cao tỷ lệ thành công của bản thân lên một ít, càng chắc chắn, xác định hơn một chút. Nhưng mà tính không xác định kia mới chính là sự lãng mạn mà con đường kỵ sĩ theo đuổi. Trần trước cử xoay người đi vào trong căn cứ huấn luyện, tiểu thất đi theo phía sau nàng hỏi, nè, ngươi đi đâu vậy? Trần trước cử bình tĩnh nói, ta muốn học nhảy dù, đi học lý thuyết trước. Hả? Ngay bây giờ luôn sao? Tiểu thất gãy đầu, ngươi không xem nữa à? không xem ta không học được cái tính liều mạng của sư phụ cũng học không nổi nhưng hắn có con đường của hắn ta cũng có con đường của ta ta chỉ cần liều mạng bằng một nửa hắn cố gắng bằng một nửa hắn là đủ rồi trần trước cử nói tiểu thất dở khóc dở cười vậy cũng quá nhanh rồi trần trước cử nói khi nào là lúc thích hợp nhất để bắt đầu một cuộc hành trình một là ngày hôm qua hay là ngay bây giờ tiểu thất cười ngây ngô hỏi trưa nay đi ăn cơm cùng nhau không trần trước cử sừng sốt một lúc được lúc này máy bay trực thăng đã trở khánh trần lại thất bại quay về căn cứ huấn luyện ăn trưa ăn cơm xong trước khi đi đại vĩ gọi khoan đã lúc nãy ta thấy hình như người té bị thương đúng không không cần dùng vải liệm quấn một chút sao hắn nhìn về phía đại vũ cười nói tuy rằng lần này té bị thương nhưng tạm thời không cần dùng vải liệm chỉ gãy một cây xương sườn mà thôi chờ tối đi nếu không lại phải chậm trễ một lúc lâu ban ngày điều kiện tầm mắt tốt buổi tối không thể huấn luyện đại vũ nghe được những lời này mà ngẩn người hắn đứng bên ngoài cabin, nhìn Khánh Trần đi vào trong cabin, người chán sống rồi sao? Cứ liều mạng như thế thì sớm muộn gì cũng chết. Bây giờ còn đỡ, người bị đụng trúng xương sườn. Nếu người đụng trúng đầu, đến lúc đó vải liệm phải thành vải liệm thật rồi. Khánh Trần xoay người, hắn đứng dưới cánh quạt, trong tiếng vang ẩm ẩm cười to. Ta đã không còn đường lui, lần này không thăng chức lên bán thần, ta quay về sẽ phải chết. Đại vũ im lặng, dù Khánh Trần nói hắn ta giúp hắn đoạt quyền cũng không phải vì hắn, nhưng mà hắn lại là người được lợi trực tiếp. Hiện giờ đối phương dùng cấp A đối mặt với bán thần, lại còn có thể thản nhiên cười to, hắn không thể nào làm được chuyện này. Đại Vũ hỏi, không còn cách nào khác sao? Không phải lúc trước ngươi nói có thể lợi dụng lôi quang tạo ảnh sao? Chỉ cần cứ đánh sấm mãi, luôn tránh né hắn mãi là được rồi. Khánh Trần cười vui, sấm đánh cũng có hạn chế số lần, dựa theo số lượng lôi tương trong cơ thể ta, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ được 3 tiếng. 3 tiếng sau thì sao đây? vẫn sẽ bị tám vị bán thần trong bức họa tìm được, sau đó giết chết. Người cũng biết thủy thần cộng công có năng lực như thế này, axit kia có thể bao phủ toàn bộ mặt đất, làm ta không thể nào tự do đi lại. Axit kia có tính ăn mòn cực mạnh, Khánh Trần chỉ cần đạp lên, chỉ sợ bàn chân sẽ lập tức thối giữa, sau đó là máu thịt, xương cốt. Khánh Trần tiếp tục nói, còn có, không ai biết rốt cuộc trên người Trần Dư còn có át chủ bài nào, lỡ như ngực và hai đùi hắn cũng có hình xăm thì phải làm sao đây? hắn cũng không phải chỉ có thể xăm lên hai tay không đại vũ biết lời khánh trần nói là sự thật hiện tại hắn không xăm đầy người là bởi vì hiện tại hắn còn chưa có bán thần không cần thiết phải làm thế nhưng trên người trần dư nhất định vẫn còn thế hệ gia chủ trần thị vẫn luôn xem trần dư là kẻ địch giả tưởng cho nên họ thậm chí còn sẽ tốn công tính toán tốc độ vẽ của trần dư trong lúc này trần dư rõ ràng bế quan rất lâu nhưng số lượng tranh họa vẫn không khớp thiếu đi bốn bức có lẽ bốn bức tranh kia đều nằm trên người trần dư hiện tại thủy thần cộng công đã xuất hiện, rất có khả năng trên hai chân chính là hỏa thần Trúc Dung. Người ta hay nói tàn nhẫn vô tình, nước lửa vô hình, Trúc Dung và công cộng là năng lực tấn công không phân. Biệt địch ta mạnh nhất của bán thần Trần Thị, tùy tiện lấy ra một cái là cũng đủ để hủy diệt một một bộ đội hoàn chỉnh. Đại vũ im lặng một lúc nói, nếu như ngươi cứ như vậy mà chết ở bên ngoài, tất cả đều mất sạch. Quyền lực, tiền tài, thực lực cảnh giới mà ngươi cực khổ lắm mới tu hành ra được, Khánh Trần đột nhiên nhìn lướt qua hắn, nhìn về phía Hồ Tĩnh Nhất đứng phía sau hắn, cũng cười nói, cuộc đời này mới đi đến đâu là đâu đâu. Không chết được thì phải tiếp tục đi về phía trước. Ngày thứ hai sau khi quay về, Khánh Trần thử Wing Suit Flying 8 lần. Ngày thứ ba sau khi quay về, Khánh Trần thử Wing Suit Flying 8 lần. Ngày thứ tư sau khi quay về, Khánh Trần thử Wing Suit Flying 9 lần. Cộng luôn số lần huấn luyện tuần trước, tổng số lần huấn luyện đã đến gần 100 lần. Người bình thường, cả đời chỉ sợ cũng chỉ thử bao nhiêu đó lần. Các kỵ sĩ tiền bối cũng phải tốn gần một năm mới dám thử nhiều lần như thế. Khánh Trần lại phải hoàn thành trong vòng hai tuần. Người khác là dùng thời gian để từ từ tổng kết kinh nghiệm. Khánh Trần lại ở trong phạm vi, mà hắn tự nhận là có thể khống chế được liên tục thử lỗi, mãi đến khi thành công mới thôi. Ngày thứ năm sau khi quay về, Khánh Trần thử wingsuit flying 9 lần. Ngày thứ sáu tính từ ngày trở về, Khánh Trần thử 6 lần hôm nay hắn quay về căn cứ huấn luyện sớm bình tĩnh ăn cơm tắm rửa nhờ ương ương thoa thuốc giúp hắn tất cả mọi người không dám nói gì với khánh trần bởi vì tất cả mọi người đều biết khánh trần chỉ còn lại một ngày nếu ngày mai vẫn không thể nào đột phá như vậy khánh trần sắp sửa quay trở lại thế giới bên trong đối mặt với bán thần nói chính xác hơn là tám vị thần phật bán thần sau đó sẽ bị ánh lửa đầy trời và sóng lớn nuốt chửng ở trong phòng khánh trần đưa lưng về phía ương ương tùy ý để nàng quấn băng vải hắn đột nhiên nói quấn lỏng thôi nếu không có lẽ sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện ngày mai sẽ nứt ra mất ương ừ, ương đột nhiên luồn tay qua hai bên xương sườn hắn dịu dàng ôm lấy hắn ngươi còn nhớ rõ lúc chúng ta vừa quen biết nhau sao ngươi muốn nói lúc ở trường học hay là lúc ở núi lão quân núi lão quân ương ừ, ương nói ta ở trên không trung thấy ngươi đi chân trần chạy mấy km máu trên chân để lại vệt máu hình dấu chân dưới mặt đất ta thấy ngươi ôm một cục đá xuyên qua rừng cây sau đó đập vào trên chiếc xe thương vụ kia lúc đó ta nói thầm ngươi cũng ác thật ác độc với người khác lại càng ác với chính bản thân mình khánh trần cười nói sợ hả sau đó chúng ta trở thành hàng xóm Ưng ương ương nhướng mày có mấy tên đồ đệ của ngươi từng ăn long ngư vài người khánh trần cũng nhướng mày có người nghe lén đi thôi đi lên bầu trời nói ương ương nắm tay khánh trần đi ra ngoài khi đi ngang qua phòng học đa phương tiện hắn nhìn thoáng qua bên trong lại thấy đám lý đồng vân jingu jimaki hồ tiểu ngưu đều ngồi bên trong cúi đầu nghiêm túc học gấp túi dù mắt nhìn mũi mũi nhìn tim giống như học sinh giỏi đang ngoan ngoãn học tập khánh trần nhìn về phía lý đồng vân lập tức tìm được sơ hở tiểu đồng vân ngươi có phải kỵ sĩ đâu ngươi giả vờ giả vịt làm gì lý đồng vân hoảng loạn hả hả ta có giả vờ giả vịt gì đâu ương ừ, ương nắm tay khánh trần bay lên trời tránh trên tầng mây không ai có thể thấy được ánh trăng trên bầu trời như đèn mây trắng như biển hai người nằm trên biển mây bị lực trường mềm mại nâng đỡ khánh trần lót hai tay dưới đầu ương ương nhẹ nhàng gối đầu lên tay hắn ngươi sợ không chỉ còn có một ngày không sợ khánh trần cười nói lúc ở trong cầu trượt hắc ám ta lại trải qua cảnh trong mở của anh hai lần nữa lúc ở trong mê cung nhà ma ta lại cẩn thận tự hỏi cõi lòng một lần không còn sợ gì nữa trong suốt chặng đường này tâm tư của khánh trần lại càng thêm trong suốt ương ương hỏi trong giấc mộng kia có ta không có, lần nào cũng có ngươi. Khánh Trần nói, trong mơ, ngươi còn hôn ta. Ta chủ động như vậy sao? Ương ừ, ương cười đến phát run, nhưng mà cũng rất đúng với tính cách của ta. Ừ, vậy trong mơ ta có mặc đồ xây lơ cho ngươi xem không? Hửm. Hầu gái. Gì? Nhiều nữ. Nè. Di ca. Đứng đắn một chút đi. Có muốn xem không? Muốn. Lúc này, trên trời, một đóa mây đen mới che đến đây, giống như một chiếc chăn mỏng ương ương bắt đầu cởi đồ khánh trần khánh trần lại túm chặt làm gì đó làm gì đó ương ương xoay người ngồi lên người hắn nghiêm túc nói lần này ngươi có khả năng thật sự sẽ không về được đừng làm ta có tiếc nuối nếu ngươi chết vậy ta giúp ngươi nuôi dạy con thành người ta cũng sẽ không quá cô đơn khánh trần im lặng ương ương cười hỏi buông tay chịu chói à chỉ thấy khánh trần đột nhiên xoay người để ương ương ngã xuống mây niêu dốc, trong một tiệm bán hamburger cực kỳ bình thường kinh ngồi trong góc đội mũ đè vành nón xuống thật thấp lúc này một người châu á bưng một ly cà phê từ phía sau bếp đi ra hắn đặt cà phê lên bàn đẩy đến trước mặt kinh kinh lạnh lùng nhìn hắn không có ý định uống cà phê người châu á mỉm cười nhìn đối phương kinh thuộc tổ chức vương quốc chủ nhân của đại lục này đi ra ngoài gặp người có cần phải cẩn thận như thế không sau khi tổng bộ bị đánh lén tổ chức vương quốc và phiêu trời đầu tiên là sắc nhập lại sau đó tổng bộ vương quốc lập tức rút lui khỏi trung tâm thành phố new york nhộn nhịp này hiện tại tổng bộ vương quốc giấu trong một nông trường thậm chí lúc làm việc còn có thể ngửi được mùi phân trâu khi gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở ngoài thậm chí còn nghe được tiếng trâu kêu nếu không phải vì giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng mọi người đều cực kỳ muốn đổi thành làm việc tại nhà vương quốc và kinh từng vô cùng kiêu ngạo không ai sánh bằng đã biến mất tâm lúc trước hắn lợi dụng tin tình báo của cia tìm được hồ tiểu ngưu dẫn dắt toàn bộ kỵ sĩ dự bị đối biên đang trôi nổi trên biển Belen ở châu Âu. Kết quả hắn ra lệnh cho chiến hạm dưới chứng tổ chức vương quốc đi qua đó tìm kiếm, lại bị Trịnh Viễn Đông đánh đòn mai phục. Ngày đó, trên biển Belen đóng băng vài cây số, một con tàu sân bay động lực hạt nhân, bốn chiếc hạm có hệ thống chiến đấu Aerin, hai chiến hạm tiếp viện bị đóng băng ở giữa không thể nhúc nhích, cuối cùng bị Trịnh Viễn Đông lần lượt đánh chìm. Dưới loại tình huống này, Kinh thật sự rất lo lắng bản thân đang đi trên đường đột nhiên bị người chặn lại, Hiện tại hắn đi trên đường New York, thấy người châu Á đều sẽ giật mình. Kinh ngẩng đầu, lại thấy hắn lạnh lùng nhìn đối phương, nói chuyện quan trọng, nếu không phải quốc vương bệ hạ cho ta đến gặp ngươi, ta sẽ đến gặp một tên khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư cười nói, công tước phong bạo còn chưa kế vị đâu, hiện tại đã tự xưng là quốc vương bệ hạ rồi, có phải là hơi sớm rồi không? Kinh nghiêm túc nói, là quốc vương bệ hạ. Đã hiểu, thì ra ngươi là ngươi của vương quốc, chỉ là ở bên cạnh công tước phong bạo. Khôi lỗi sư giống như suy tư gì đó, có lẽ ngươi là xuyên ngược thế giới vào dân bản xứ đúng không? Đoạt xá cơ thể này trở thành kinh. Ta rất tò mò, trước khi ngươi đoạt xá hắn thì ngươi có thân phân gì? Hoàng tử? Hay là kỵ sĩ? Không cần hỏi mấy vấn đề không có ý nghĩa kia, lần này gặp mặt ngươi có thể cung cấp tin tức gì? Kinh hỏi. Khôi lỗi sư cười nói, dâu cơ đã bắt đầu hành động. Hắn dụ dỗ Trần Dư đi đến khu cấm kỵ số 001, muốn giết chết hắn ta ở nơi đó. Tạm thời ta còn chưa thể xác minh được tình hình chiến đấu, ở nơi cấm kỵ số 001, nhưng kết hợp với những chuyện dâu cơ đã làm ở hiện tại, có lẽ hắn muốn hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan trong tuần này, thăng cấp thành bán thần, sau đó giết chết Trần Dư. Kinh nhíu mày, thế giới bên ngoài có một bán thần như, Trịnh Viễn Đông là họ đã rất khó sống sót rồi, nếu lại có thêm một dâu cơ, có lẽ họ phải chạy trốn đến nam cực sống. Vì sao ngươi lại biết được rõ ràng như thế? Gián điệp của chúng ta ở Đông Đại Lục cũng không biết được những chuyện này." Kinh nói. Khôi Lỗi sư hỏi một đằng trả lời một nẻo chắc là ngươi cũng biết được thế cực của liên bang ở đông đại lục hiện tại jindai đã bị giải quyết ngươi cầm quyền hiện tại là cấp dưới của dâu cơ jindai kura kashima cũng sắp bị giải quyết trong thành phố của họ đột nhiên xuất hiện hơn 10.000 tên người khổng lồ hơn phân nửa thành viên trung tâm bị hội phụ huynh bắt ra giết chết lý thị là đồng minh của khánh thị nếu đến cả trần thị cũng bị đoạt quyền như vậy các ngươi muốn chiếm lĩnh đông đại lục thì sẽ gặp được cản trở càng lớn hơn kinh cười lạnh nói để chúng ta ngăn cản dâu cơ thăng cấp bán thần Vậy ngươi có thể làm gì đây? Khôi Lỗi sư lắc đầu, Khôi Lỗi ở bên cạnh hắn của ta đã bị quyết sạch, ta chỉ có thể cổ vũ cho các ngươi. Kinh đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Tông Thừa nghiêm túc nói, nếu làm dâu cơ trưởng thành thành bán thần. Kinh xoay người nói, thực lực của vương quốc Roosevelt gấp mấy lần Đông Đại Lục, dù có thêm một bán thần thì cũng không làm nên chuyện gì. Tông Thừa cười cười vẫn không trả lời, hắn nhìn Kinh rời đi, sau đó cầm ly cà phê lẻ loi trên bàn lên, uống cạn sạch. Lúc này, bên ngoài có khách hô to, cho hai cái hamburger, một ly bia. Tông thừa cười nói, có ngay. Núi An. Khánh Trần đứng dậy đi vào nhà ăn ăn sáng. Đám Trần trước cừ, Hồ Tĩnh nhìn thấy sáu dấu hôn trên cổ Khánh Trần. Wow. Lý Đồng Vân, đây là thứ mà chúng ta không bỏ tiền cũng có thể xem được sao. Khánh Trần quay đầu nói với La Vạn Nhai, giúp ta đi đón dì Tuyết đến. Đã lâu rồi dì ấy không được gặp con gái, đã rất nhớ. Một phút sau, Giang Tuyết nổi giận đùng đùng từ cánh cửa chìa khóa bí mật đi ra, nhéo lỗ tai Lý Đồng Vân kéo vào phòng. Di Ngu ngoan ngoãn ôm hộp khăn giấy, đi theo sát phía sau. Đây là người giấy rút ngự dụng của Lý Đồng Vân. Khánh Trần cười ha ha lên máy bay. Hôm nay tất cả kỵ sĩ dự bị đều dừng lại công việc học tập, yên lặng nhìn, như đang xem một kỳ tích. Trần trước cứ đứng phía sau người hắn hỏi, sư phụ, hôm nay huấn luyện mấy lần? Khánh Trần quay đầu dựng một, ngón tay lên, một lần, kỵ sĩ dự bị đều ngẩn người, hôm nay chỉ huấn luyện một lần thôi sao? Tiếng cánh quạt máy bay trực thăng ong ong quanh quẩn trong sơn cốc, hai chiếc máy bay trực thăng một trước một sau bay lên trời, bay xuyên qua núi. Trong kênh thông tin, Lưu Đức Trụ nói, ông chủ, tổ chức vương quốc có đến không? Không biết. Khánh Trần ngồi trong ca binh cười nói. Lưu Đức Trụ hỏi, vậy không bằng chúng ta đổi nơi khác khiêu chiến đi, cũng chỉ là chuyện một hai ngày, ta cảm thấy vẫn là chuyện ngươi thăng cấp quan trọng hơn bán thần đó, lại bước thêm bước nữa đã là bán thần. Khánh Trần trả lời, không cần. Hắn quay đều nhìn về phía Sorrow hỏi, tham số. Từ nãy đến giờ, Sorrow vẫn ngoan ngồi ngồi yên như chim cút. Ừm, mấy ngày hôm trước có mấy chiếc máy bay chiến đấu rơi vỡ nát, hôm nay hình như lại có không ít chiếc phải rơi. Ngay từ đầu Sorrow rất kích động, hắn thấy máy bay chiến đấu rơi xuống sông, kích động đến mức tôi ngủ không yên. Bây giờ cũng đã chết lặng. Sorrow cao giọng nói, cấp tốc bay lên 300 mét tốc độ gió cấp 7, hướng đông nam. Điều kiện tầm nhìn cấp 1, có sương mù. Dầu cơ. Sò rờ hô to, hôm nay không thích hợp để nhảy, từ từ đi, chờ một ngày, hoặc là chờ buổi chiều cũng được. Khánh Trần không để ý, hắn chỉ đứng ở bên cạnh cửa khoang chiếc Airbus sư tử châu Mỹ. Lưu Đức trụ ngồi ở ghế điều khiển đeo tai nghe và kính dâm. Khi máy bay trực thăng bay đến khu vực chỉ định, hắn quay đầu nhìn về phía Khánh Trần, vươn ngón tay cái. Lưu trình thao tác này đã làm mấy chục lần, đã thành thạo từ lâu nhưng mà hắn đứng bên cạnh cửa khoang cũng không hề nhúc nhích lưu đức trụ ngẩn người ông chủ hửm khánh trần đáp lại ông chủ có thể bắt đầu rồi còn chưa đến thời gian phải chờ lưu đức trụ khó hiểu chờ cái gì khánh trần cười nói chờ một cơ hội lưu đức trụ càng khó hiểu cơ hội lúc này trong kênh thông tin vang lên giọng nói lưu đức trụ yên lặng nghe một lúc sau đó hô to với khánh trần ông chủ Tiểu thất nói ra đa dưới chân núi phát hiện một tốt máy bay chiến đấu, tổ chức Vương quốc chơi lớn, họ cử ra tất cả máy bay chiến đấu trong căn cứ không quân biêu cờ. Ương ương đã đi, nhưng hình như một mình nàng không thể ngăn cả được tất cả máy bay chiến đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyji Audio. Cơ hội đến rồi, có đôi khi không tự ép buộc bản thân, thì ngươi sẽ không bao giờ biết được cực hạn của bản thân ở nơi nào. Hô hấp, hô hấp là chìa khóa giúp ngươi mở ra cơ thể trong lúc nhất thời hai bên má khánh trần lộ ra đường vân màu băng lam nghịch hô hấp dây tiếp theo thuật nghịch hô hấp vạn thần lô tư cũng được mở ra cùng lúc vệt sáng vàng ở sâu trong mắt cũng dần thu liếm về lần này hắn không hề giữ lại bất cứ thứ gì lúc trước dù hắn có va chạm bao nhiêu lần dù đập vào vách núi cũng có thể dựa vào tố chất cơ thể mạnh mẽ cắn răng chịu đựng cũng chỉ gãy mấy cái xương mà thôi nhưng lần này nếu hắn sai lần có lẽ sẽ chết sau so rồi đột nhiên cảm nhận được gì đó người muốn liều mạng Khánh Trần cười nói, đây là kết cục của kỵ sĩ. Nói xong, hắn mở ra hai tay, tung người nhảy xuống không trung xanh thăm bên ngoài khoang máy bay. Đợi đến khi hắn rơi xuống 10 mét, dòng khí cực mạnh lập tức căng phồng bộ huynh sút của hắn. Sora từng nói với Khánh Trần, cao thủ uyên sút flying chân chính là phải học được cách lợi dụng cơ thể mình, đôi tay là cánh chim, hai chân là lông đuôi khi dòng khí xẹt qua. Phía trước dùng để khống chế tốc độ, tư thế ngươi mở rộng tay quyết định độ cản gió của ngươi chân sau dùng để khống chế cân bằng, dòng khí sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi muốn đến. Hai chân là lông đuôi khi dòng khí xẹt qua. Phía trước dùng để khống chế tốc độ, tư thế ngươi mở rộng tay quyết định độ cản gió của ngươi. Chân sau dùng để khống chế cân bằng, dòng khí sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi muốn đến. Khánh Trần đeo tai nghe, so rồi nói trong kênh thông tin, lúc này nhất định không được hấp tấp. Khánh Trần cười nói, yên tâm, ta không vội. Lúc này, tốt máy bay chiến đấu ở nơi xa đã bay đến lại thấy người luôn canh gác ở tầng mây kia đột nhiên lao từ trên trời xuống, chặt chẽ kéo ra một khu vực có lực hút hỗn loạn ở giữa không trung. Khi máy bay chiến đấu đi vào bên trong đó, tất cả các thiết bị điện tử bắt đầu chịu dao động, phương hướng máy bay chiến đấu cũng xuất hiện lệch lạc, nghiêng nghiêng rơi xuống đất. Nhưng mà lần này tổ chức Vương Quốc lại chuẩn bị kỹ càng hơn lần trước rất nhiều, lại thấy 27 chiếc máy bay chiến đấu đang tụ lại đột nhiên tách ra. Tuy rằng dị năng giả hệ từ trường rất mạnh, lại cũng không phải vạn năng, nàng chỉ có thể khống chế một khu vực chỉ cần số lượng máy bay chiến đấu đủ nhiên, phân tán ra đủ rộng, nàng cũng không thể nào khống chế được phạm vi vài trăm km. Lại thấy 27 chiếc máy bay chiến đấu chia thành 9 đội hình, 3 chiếc tạo thành một tiểu tô, lần lượt lấy quỹ đạo riêng của từng nhóm mà vòng qua lực trường, đuổi về phía Khánh Trần. Ương ương cản lại, được 9 chiếc trong số số, mạnh mẽ đè nó xuống đất. Trong tiếng nổ ẩm ẩm, nàng quay đầu nhìn về phía 18 chiếc máy bay chiến đấu đã vòng qua người nàng, mặt lạnh tanh nhưng lại không đuổi theo. Trong máy bay chiến đấu, các phi công xác nhận với nhau, đã cắt đuôi được mục tiêu chưa? Đã cắt đuôi, nàng không theo kịp tốc độ của chúng ta. Tiếp tục tiến về phía trước, tìm được dâu cơ, giết hắn. Nhưng mà ngay sau đó, không đợi họ tìm được Khánh Trần, một bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng lại tìm được họ trước. 93 đôi mắt trên tay đâu đâu Maki đảo liên tục, ngay sau đó, những đôi mắt kia đột nhiên dừng lại, từng cặp từng cặp lần lượt nhìn về phía 18 chiếc máy bay chiến đấy kia. Khóa vị trí, thế giới thập phương. Đâu đâu mà kỳ đi theo bên cạnh Jindai Kura, nàng vẫn luôn ngồi quỳ trên đường bay của Khánh Trần. Về chuyện bảo vệ chủ quân này, nàng cực kỳ nghiêm túc. Trong phút chốc, những chiếc máy bay chiến đấu kia không ngờ lại giải thể ra giữa không trung, lực lượng không trung vô hình đan sen sông đến, cắt mấy chiếc máy bay chiến đấu trên trời cao thành một mớ linh kiện hỗn độn, rơi thẳng xuống đất. Trên mặt đất, sát đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết, cao hứng phấn chấn hô to với mấy chiếc máy bay chiến đấu kia, cảm ơn lão thiết đã tặng máy bay. Nhanh, nhanh giết ta để trợ hứng cho các nàng đi. Mặt đại vũ lạnh tanh. Lúc này, ở đằng xa lại xuất hiện 6 chiếc máy bay chiến đấu khác, chúng nó đang đón đánh Khánh Trần, nếu có người quan sát vùng núi này từ trên không, thậm chí sẽ cảm thấy Khánh Trần đang tự chui đầu vào lưới. Lúc trước 27 chiếc máy bay chiến đấu kia chỉ dùng để hấp dẫn hỏa lực, chúng nó mới là đòn sát thủ thật sự. Sau rồi hô to vào kênh thông tin, cẩn thận. Hắn nhìn về phía Lưu Đức Trụ, mau, mau đi cứu hắn. Nhưng mà Lưu Đức Trụ im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại, cứu bằng cách nào? Tất cả người có năng lực ở không trung đều bị cầm chân ở phía sau. So rồi hô to, chúng ta lái máy bay trực thăng vượt qua Khánh Trần, đâm họ. Cũng đúng lúc này, Khánh Trần không ngờ lại hơi thu cơ thể lại, lực cản gió giảm đi, trượt ra tăng tốc độ, không cần, các ngươi ở yên tại chỗ chờ lệnh. Lại thấy tốc độ của Khánh Trần đã vượt qua vận tốc 300 km, đã hơn xa yêu cầu của sinh tử quan. Hắn ở ngay giữa chiến trường rồi lại giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục điều chỉnh góc độ của mình. Hắn thậm chí còn chưa từng liếc nhìn mấy chiếc máy bay chiến đấu kia, giống như một tay súng bắn tỉa, hai mắt dán sát vào ống ngắm, mà trong mắt chỉ có bia ngắm của chính hắn. Lần khiêu chiến này, không thành công thì sẽ chết. Nếu kỵ sĩ không có được lòng can đảm này thì làm sao có thể chinh phục sao trời và biển rộng. Khoảng cách giữa Khánh Trần và máy bay chiến đấu càng lúc càng gần, 5 km, 3 km, 2 km hai bên đối chọi gay gắt, không có ai có ý định lui ra sau. Trong phút chốc, sau chiếc máy bay chiến đấu cùng lúc phóng ra đạn đạo theo dõi nhiệt. Những viên đạn đạo kia kéo theo đuôi lửa, dùng tốc độ càng nhanh hơn bay về phía Khánh Trần. rồi chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, xong rồi. Khánh Trần nhanh chóng trượt xuống ở không trung, hắn chỉ còn cách bia ngắm vòng tròn kia 81 mét. Điều chỉnh góc độ đuôi cánh. Điều chỉnh không có gì hay để điều chỉnh. Lúc này, hắn giống như nghe thấy ông chủ hàng ngự kiếm đi bên cạnh hắn, cười trêu chọc nói, cái này có gì khó chứ? Hắn lại giống như nghe được anh trai nói, đi thôi, dùng tốc độ mà đến cả tuyệt vọng cũng không đuổi theo kịp. Ngay sau đó, trong núi nổi lên gió lớn vù vù, lại đẩy hắn bay về phía xa hồng tâm hơn. Nếu như lần này lại thất bại, Khánh Trần cũng không biết hắn còn có thể thành công hay không. Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy có chút uể oải. Suy nghĩ đột nhiên rối loạn trong tích tắc, Ngươi từng yêu một người, mỗi tuần ngươi đều đi xe lửa đến nơi khác thăm hắn. Ngươi ngồi trên xe lửa ăn mì gói, ở trong trường học ăn mì gói. Mấy năm qua đi để giành được một sấp vé xe lửa cực dày, nhưng mà sau đó lại chia tay. Ngươi từng cố gắng phấn đấu học tập, buổi tối học đến 12 giờ khuya, trời còn chưa sáng đã phải dậy, nhưng mà sau đó vẫn không thể nào thi vào một ngôi trường tốt. Ngươi không biết ngày đêm chạy như điên trong mưa, đi trong cánh đồng bát ngát, bước lên trong bụi gai. Ngươi bắt đầu cho rằng tất cả mọi người đều vô nghĩa, cũng từng hỏi mọi người, ý nghĩa của sự sống là cái gì? Nhưng mà, quá trình cố gắng đó chính là ý nghĩa của sự sống. Ngay sau đó, Khánh Trần lại đột nhiên khép chặt tay lại, không thèm cản sức gió nữa, cơ thể giống như một mũi tên thật sự, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn phải dùng tốc độ xé tan cơn gió. Lúc Sorrow nhìn thấy cảnh này, đột nhiên đứng dậy, lần này nếu đập vào vách đá, người sẽ chết thật đó. Nhưng lúc này người hắn nhớ đến không phải bất cứ ai, không phải những kỳ tài từng vô cùng thành công, cũng không phải những vĩ nhân có trí tuệ bác học, ngược lại là đứa bé hồ tĩnh nhất có chút ngốc kia. Đêm hôm đó hắn đặt ngón tay lên cổ đối phương để bắt đầu vấn tâm, thấy đối phương sắp sửa chết trong vấn tâm, cho nên hắn nói, không buông tay thì ngươi sẽ chết. Hồ Tĩnh Nhất trả lời, vậy thì chết. Khánh Trần không chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh, dần dần, những người đó cũng ảnh hưởng đến hắn. Hắn cười trả lời, vậy thì chết. Lưu Đức Trụ hoàng sợ gọi to, ông chủ cẩn thận, đạn đạo sắp đến rồi vừa dứt lời, lại thấy một đàn rơi đen từ trong khe núi nhanh chóng xông ra, mấy con rơi kia cũng không phải động vật còn sống, mà là một đám năng lượng tạo thành. Chúng nó giống như một cơn thủy triều, ngăn cản trước đường đi của sáu chiếc máy bay chiến đấu, dệt thành một tấm lưới lớn. Mãi đến lúc này, Airbus sư tử châu Mỹ mới vượt qua lưng một ngọn núi, bây giờ Sora mới nhìn thấy Trịnh Viễn Đông đang cầm đôi mắt đen chân thật, đứng trong khe núi điều khiển vô thuật. Vì sinh tử quan của Khánh Trần lần này, Tất cả cao thủ người du hành ở phương Đông gần như đều đã đến. Mọi người buông bỏ tất cả công việc trong tay, tập hợp ở nơi này, chỉ vì bảo vệ Khánh Trần làm huấn luyện một lần. Không phải Khánh Trần quan trọng đến mức nào, không phải Khánh Trần ra lệnh mọi người nhất định phải đến, mà là lúc trước Khánh Trần cũng từng giúp họ như thế này. Đây cũng là nguyên nhân, mà dù Khánh Trần đang ở trạng thái tinh thần phân liệt thì vẫn có người bảo vệ hắn. Trong lúc không ai hay biết, những người du hành phương Đông, tất cả đều đã trưởng thành thành cây lớn có thể che trời có thể cho hắn hóng mắt nghỉ mệt dưới tàn cây. Ngay sau đó, đàn rơi đầy trời dệt thành một tấm lưới màu đen, thật lớn cách hồng tâm chừng 200 mét, giúp Khánh Trần ngăn cản toàn bộ chiến hỏa. Đùng! Đạn đạo đập vào bức tường rơi, nổ tung ầm ầm, ánh lửa cực lớn chiếu sáng gương mặt của Khánh Trần, nhưng không đợi dòng khí ập đến. Khánh Trần nhìn hồn tâm vòng tròn đã gần trong găng tấc, chợt xé gió xuyên qua chính giữa. Răng rắc, gen mới được mở khóa, Dây tiếp theo dòng khí do đạn đạo bùng nổ sốc bay khánh trần ra ngoài cơ thể bay ngược ra quay cùng trên trời so rồi hô to nhanh lên mau đi đón hắn dưới dòng khí đạn đạo như thế này hắn không thể nào bung dù nhảy được không kịp nữa rồi lưu đức trụ nói lúc này đạn đạo đã làm nổ tung bức tường rơi không đợi những con rơi đen thùi kia điền vào chỗ trống một chiếc máy bay chiến đấu không ngờ lại anh dũng không sợ chết mà bay qua cửa động được đạn đạo nổ tung kia bay thẳng đến khánh trần ở phía sau nhưng mà ngay lúc phi công chuẩn bị ngắm bắn lần nữa lại thấy khánh trần cười to giữa không trung hắn cắt cánh tay của mình rút ra một thanh trường kiếm đỏ như máu thần thiết một vệt sáng lộng lẫy như ánh sáng kéo dài giữa không trung nhưng khánh trần cũng không phải muốn dùng thần thiết để rơi xuống đất mà là đâm nghiêng lên trên bầu trời trong tích tắc bóng dáng của khánh trần không ngờ đã xuất hiện ở phía cuối vệt sáng tốc độ nhanh ngang ngửa vận tốc ánh sáng bóng người của hắn đan xen qua những chiếc máy bay chiến đấu trường kiếm màu đỏ máu trong tay cọ sát với thân máy bay, phát ra tiếng kim loại va chạm vang vọng đất trời. Trong căn cứ huấn luyện, kỵ sĩ dự bị yên lặng cầm kính viễn vọng nhìn. Trên bầu trời, ương ương lặng lặng nhìn. Trên sườn núi, Jindai Kura mỉm cười vui vẻ nhìn lên không trung. Tất cả mọi người thấy sau khi Khánh Trần chui vào hồng tâm, lại bị dòng khí của đạn đạo sốc bay, nhưng chỉ hai giây sau, Khánh Trần lại dùng tư thái vô song bay lên trời lần nữa, lấy trường kiếm ra, cắt máy bay chiến đấu máy bay chiến đấu bị cắt làm đôi rơi xuống mặt đất tiểu thất giát hồ tiểu ngưu hồ tĩnh nhất trần trước cử gua trong căn cứ huấn luyện bùng lên tiếng hoan hô cực lớn mọi người kích động nhảy nhót giống như là chính họ vượt qua sinh tử quan vậy khánh trần thành bán thần chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc trịnh viễn đông cản lại ba chiếc máy bay trực tiếp dùng rơi đen dệt thành một chiếc võng đâm bọn chúng vỡ nát còn thừa hai chiếc máy bay thừa dịp đạn đạo nổ tung chiếc võng kia cùng nhau chui ra ngoài nhưng chờ họ xông ra khỏi vòng vây, vừa lúc nhìn thấy Khánh Trần cầm trường kiếm cắt ra máy bay chiến đấu, cảnh này mang đến hiệu quả cực kỳ chấn động, làm điên đảo nhận chi của con người. Hanli, Sid, họ cũng từng gặp qua năng lực siêu phàm màu mè của thành viên vương quốc, thậm chí còn gặp qua chiến sĩ thú nhân bị giam giữ ở nhà giam. Hai vị phi công tự cảm thấy đã bắt đầu hiểu biết về thế giới thần kỳ lại xinh đẹp kia, nhưng mà giờ phút này họ vẫn sợ hết hồn. Đơn giản là những gì họ từng nhìn thấy đều là người, mà hiện tại họ lại nhìn đến thần cho dù hiện tại khánh trần chỉ mới là bán thần phi công muốn bỏ trốn nhưng làm gì có mũi tên bắn ra có thể quay đầu lại được máy bay chiến đấu đã bay đến trước mặt khánh trần họ điên cuồng hô to bắn khánh trần dùng thần thiết xong hơi khựng lại ở giữa không trung một lúc hắn lơ lửng trên trời quay đầu nhìn về phía hai chiếc máy bay chiến đấu này cười nói với kênh thông tin lúc ông chủ hà thăng cấp bán thần trực tiếp lấy pháo đài không trung làm tế phẩm Bước cách của ta thấp hơn hắn một chút nhưng mà cũng còn tạm được. Coi như là món khai vị trước khi chiến đấu với Trần Dư vậy. Lại thấy đạn đạo lần lượt bay ra, hệ thống nhắc nhớ chúng nó đã khóa chết mục tiêu, nhưng họ lại không nhìn thấy bóng dáng của Khánh Trần. Khánh Trần khựng lại ở không trung xong lại bắt đầu rơi nhanh xuống, bóng dáng của hắn bắt đầu biến mất. Ánh sáng lộng lẫy lại xuất hiện trước mắt mọi người, hiện tại trong tay Khánh Trần lại có thêm một thanh trường kiếm màu đỏ, cho nên việt sáng trắng lại có thêm chút đỏ rực. Thần thiết lại thần thiết, lại thấy ánh sáng kia nhanh chóng tạo thành một chữ v trên bầu trời sán lạn sắc bén quyết tuyệt thần thiết chữ v chiếu rọi không trung làm tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy trói mắt mọi người đều nhịn không được giơ tay lên che đậy tầm mắt đợi đến khi buông tay ra nhìn thấy thần thiết chữ v này vừa lúc dùng góc độ cực kỳ chính xác bao vây toàn bộ bốn viên đạn đạo hai chiếc máy bay chiến đấu hai vệt sáng còn chưa biến mất cắt ngang qua không trung trở thành bức tranh không thể nào xóa nhòa trong lòng mọi người giờ phút này Khánh Trần ở trên bầu trời đưa lưng về phía chiếc máy bay chiến đấu vừa mới thoáng qua, gió mạnh thổi bay tóc của hắn, mà phía sau hắn, máy bay chiến đấu, đạn đạo, tất cả đều bị xẻ làm đôi. Rắc, lúc này âm thanh mới truyền đến căn cứ huấn luyện, khách không mời mà đến trên bầu trời cũng rối rít rơi tan nát xuống mặt đất. Mãi đến giờ phút này, Khánh Trần mới nhẹ nhàng kéo ra chốt kiểm soát túi nhảy dù ở phía sau lưng, dù bung ra, hắn từ từ rơi xuống đất. Trên Airbus sư tử châu Mỹ ở đằng xa, Sorrel ngơ ngẩn nhìn cảnh này. Người du hành thời gian các ngươi đều thần kỳ như thế này sao? Lưu Đức trụ vui tươi hớn hở nói, không, chỉ có hắn mới thần kỳ như thế. Thật ra không chỉ Sorrel cảm khái, Lưu Đức trụ nhớ lại lúc trước khi mới xuyên qua, ông chủ này vẫn còn là một học sinh đến cả một thỏi vàng, cũng phải tính toán chi li. Hiện tại đối phương đã trở thành bán thần mà tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Bán thần đó, đây là đỉnh của chuỗi thức ăn. Khánh Trần vững vàng đứng trên nền tuyết, tháo dây dù của bản thân ra. Căn cứ huấn luyện ở đằng xa lại bùng lên một loạt tiếng hoan hô, tiểu thất nhảy lên lưng tiểu ngũ, hò hét thật to, phụ huynh thăng cấp lên bán thần. Bán thần. Cuối cùng thì hội phụ huynh của họ cũng có vị bán thần đầu tiên, sau trận chiến này, cũng có người người du hành thời gian ở phương Đông đã không còn đối thủ, ở thế giới bên ngoài. Những đối thủ họ từng sợ hãi, từng căm thủ đều trở thành lịch sử. Sau khi xác nhận tất cả máy bay chiến đấu đều đã rơi tan nát, Khánh Trần đã thăng cấp thành bán thần, tổ chức Vương quốc không ngờ lại dứt khoát giải tán ngay tại chỗ. Kinh chỉ để lại mấy cấp dưới trung thành nhất. Các nhà du hành thời gian muốn làm gì thì làm, tổ chức Vương quốc này không ngờ lại đột nhiên không còn tồn tại nữa. Không thể không nói, cũng rất là quyết đoán. Hôm nay chắc chắn không thể nào là một ngày bình thường. Có người xông vào cánh cửa chìa khóa bí mật đi mua xăm bên, sau đó xông về đổ lên người mọi người. Có người lao đi tiệm bánh kem ở Trình Thành, mua một lúc mười mấy cái bánh kem đập lên mặt người khác Khánh Trần đã cởi uyên sút ra từ lâu, mặc áo ngắn tay và quần dài đứng trên nền tuyết, hắn nhìn hai tay của bản thân, cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể. Chúc mừng! Trịnh Viễn Đông đi đến cười nói, thành bán thần có cảm giác như thế nào? Tẻ nhạt vô vị. Khánh Trần cười đáp lại, lúc nãy ông chủ trịnh sử dụng vu thuật sao? Đúng vậy, rơi như đông hải. Trịnh Viễn Đông nói, Khánh Trần, có phải còn có chiêu thú như Nam Sơn không? Có, nhưng mà phải có cách nghiệm chú độc đáo, phải tràn đầy nhịp điệu. Trịnh Viễn Đông cười thần bí, vu thuật còn có rất nhiều thứ thú vị, muốn học không? Vu thuật là sản phẩm của châu U, ngay từ đầu chú ngữ cũng toàn là tiếng Anh, sau này cái thứ này rơi vào tay nhâm tiểu túc, hắn cho rằng tiếng Anh có thể làm cho vu sư cộng hưởng với thế giới ý chí, vì sao tiếng Trung lại không được? Vì thế, chú ngữ tiếng Trung lại ra đời, nhưng chú ngữ tiếng Trung này hình như không được đứng đắn cho lắm. Đến lúc đó ông chủ trịnh đánh nhau với người ta, khung cảnh sẽ cực kỳ máu me, đồng thời lại cực kỳ khách sáo khánh trần uyển chuyển từ chối lời đề nghị của ông chủ trịnh ta không học vu thuật tham thì thâm đến cảnh giới bán thần rồi phải đi thẳng một đường đến cuối hiện tại ta đã chiếm hai con đường là tu hành và thức tỉnh không thể phân tâm tiếp vu thuật thần kỳ thì thần kỳ nhưng ngươi phải biết được nên lấy hay bỏ nếu có một ngày nào đó khánh trần thật sự rảnh rỗi cũng sẽ không đi học vu thuật có lẽ hắn sẽ đi học kiếm của ông chủ hà trước cho dù có mọi loại pháp một kiếm đều phá vỡ đây mới là thứ khánh trần muốn dứt khoát bạo lực thẳng thắn trịnh viễn đông đột nhiên nói ta có hai việc muốn nhờ ngươi giúp khánh trần hiếu kỳ nói chuyện gì không cần gấp ta hỏi thăm trước thanh trưởng kiếm trong tay ngươi lúc nãy là trịnh viễn đông hỏi trên đường bị người xem mệnh áp giải đi đến bạch ngân thành ta giết hắn đây là vật cấm kỵ của hắn khánh trần nói rất sắc bén quan trọng nhất là không có gì có thể phá hủy được nó tác dụng chỉ là sắc bén sao trịnh viễn đông tò mò nói không phải. Khánh Trần lắc đầu nói, tác dụng chân chính của nó là âm hưởng. Hửm. Trịnh Viễn Đông sửng sốt một lúc, có ý gì? Hắc Chi Chu nói chủ nhân của vật cấm kỵ này khi còn sống là một người xem mệnh, khùng khùng điên điên. Lúc chiến đấu với người khác thích mang theo một cái âm hưởng, tự mang BGM, phải phát mấy bài hát cực kỳ nhiệt huyết mới có thể kích thích dục vọng chiến đấu. Cho nên sau khi chết mới có thể phân ra một vật cấm kỵ có thể cất cao giọng hát, như thứ này. Khánh Trần bất đắc dĩ nói, ký chủ muốn dùng nó để phát bài hát nào cũng được, chỉ cần là ngươi đã từng nghe, nó còn có thể phát ra âm thanh nguyên gốc, hơn nữa âm sắc cực kỳ tốt. Trịnh Viễn Đông, giống như nhuyễn giáp bạch lân của Jindai Kura, tác dụng thật sự của cái thứ kia cũng không phải để phòng ngự, mà là có thể giúp người ta giữ lại hơi nước, mặc vào nó, cho dù đi trong sa mạc 7 ngày thì vẫn có thể sống tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé nhưng bộ quần áo kia có được thuộc tính không thể nào bị tổn hại của vật cấm kỵ vừa lúc có thể trở thành áo chống đạn tốt nhất thế giới trịnh viễn đông cười hỏi vậy sao lúc nãy ngươi không phát một bài hát khánh trần nghiêm túc nói còn cần mặt mũi lúc này đầu của rát từ dưới đất chui ra ông chủ có thể tặng thanh kiếm này cho ta không khánh trần dở khóc dở cười tạm thời còn không được hiện giờ cấp bậc thức tỉnh của ta chỉ có cấp a mức sát thương của thần thiết còn chưa đủ cao cho nên phải phối hợp với một chút vũ khí sắc bén để nâng cao mức sát thương, gia tăng lực công kích. Tốc độ tuyệt đối phải phối hợp với lưỡi dao sắc bén tuyệt đối, mới có thể tăng lực sát lên lên mức cao nhất. Giát cúi đầu tiếc nuối nói, ồ, trịnh viễn đông bỗng nhiên cười nói, tặng cho hắn đi, ta thấy hắn mất mát như thế cũng rất đau lòng, giống như đứa con nít vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn lại rút ra một thanh đao màu đen từ trong hư không, đưa cho Khánh Trần, thanh hắc đao này là vật cấm kỵ Ace 001, có thể chém tất cả mọi thứ trên đời vật cấm kỵ cũng có thể chém vật cấm kỵ này cũng không phải được phân ra từ người chết nào đó mà là thân minh nhâm tiểu lật lấy tinh thần ý chí cụ hiện ra nó trời sinh đã thoáng áp đảo tất cả các vật cấm kỵ thậm chí còn có thể phá hủy vật cấm kỵ của người khác vật cấm kỵ có cấp bậc cao như thế khánh trần chỉ từng gặp được một cái ngoài tam giới khánh trần sửng sốt ngươi chính là đại sư đao thuật sao lại có thể không có đao được trịnh viễn đông giải thích ta luyện đao là vì vu sư rất lo lắng bị người khác áp sát cho nên mới vậy ta cũng không xem nó là nghề chính có vài người cảm thấy ta là vu sư đợi đến khi hắn cưỡng ép đến gần ta ta có thể cho hắn một chút bất ngờ khánh trần vậy ngươi càng cần thanh đao này để phòng thân ông chủ trình nghiêm túc nói hiện tại không có kẻ địch có thể đến gần ta khánh trần trịnh viễn đông nói đây là chuyện đầu tiên ta muốn nói ta muốn dùng hắc đao để đổi lấy đôi mắt đen chân thật lúc trước vì kình đảo mà ta đổi đôi mắt đen chân thật với ngươi nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì nó vẫn trợ giúp ta lớn nhất cho nên muốn đổi về thì ra là thế khánh trần nói ta đồng ý đôi mắt đen chân thật ở trong tay ngươi mới có thể phát huy giá trị lớn nhất giát trường kiếm huyết tinh ở trong tay ta cũng mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của nó khánh trần dở khóc dở cười nhận lấy hắc đao lại giao trường kiếm huyết tinh cho giát tên của nó dưới bgm của ta không ai có thể thắng được ta giát tên hay ghê lại còn dài như vậy có ca tính thật tiểu vũ cứ thích bắt ta hát nhạc thiếu nhi ta hát xong còn chê ta hát dỡ, lần này thì tốt rồi. Nói xong, hắn khiêng trường kiếm lên vai đi tìm đại vũ khoe khoang, vừa chạy, thanh trường kiếm đỏ tươi còn hát nhát, dưới cây cầu lớn trước cửa, một đàn vịt bơi qua, mau mau chạy ra đếm, 1, 2, 4, 6, 7, tám. Tiếng trẻ con non nớt văng vẳng khắp núi tuyết, xung quanh toàn là xác của máy bay chiến đấu, đằng xa còn có lửa lớn hừng hực và bụi đen. Đại vũ khóe mắt giật giật nhìn rát đi về phía hắn, vừa đi còn vừa mở nhạc thiếu nhi người mau quang thanh kiếm này đi cho ta ngươi không nên có được thanh kiếm này nhất chính là ngươi lại nghe tiếng hát trong trường kiếm huyết tinh đột nhiên thay đổi có thể cho ta thời gian một bài hát hay không để ta nghe đến cuối câu chuyện rồi nói lời tạm biệt đại vũ thay đổi sắc mặt bây giờ ngươi không muốn dùng miệng để nói chuyện nữa rồi đúng không ai dạy ngươi cái này lại nghe tiếng hát trong trường kiếm huyết tinh lại thay đổi là hắn chính là hắn tiểu na cha anh hùng của chúng ta đại vũ cũng đúng lúc này, Khánh Trần đứng dưới núi tuyết hỏi, chuyện thứ hai mà ông chủ trịnh muốn nói là. Trịnh Viễn Đông đột nhiên nói, đã thăng cấp bán thần, ta hy vọng người có thể đến New York cùng ta. Khánh Trần gật đầu, đúng là phải đi, còn có người thiếu ta một thứ. Buổi tối, thành phố trung tâm New York vô cùng nhộn nhịp, nó đã được tổ chức vương quốc cải tạo xong, trong bóng đêm khắp nơi đều là đèn lấp lánh thực tế ảo như thế giới bên trong. Hai người Trịnh Viễn Đông và Khánh Trần đi trên đường, lúc này, dưới ánh đèn lập lòe, đột nhiên có một người đi lướt qua người khánh trần hai bóng người đan sen vào nhau trong tay khánh trần có thêm một tờ giấy nhỏ hắn mở ra xem sau khi xác nhận nội dung bên trên rồi dùng ngón tay xoa nát nó đến rồi trịnh viễn đông nhìn một nắm giếng trong hầm nói ở dưới này sao khánh trần hỏi ừ trịnh viễn đông cảm thán nói lúc trước hà kim thu cùng chúng ta tập kích tổng bộ vương quốc hắn hạ quyết tâm chôn siêu phàm giả đã chết dưới ống dẫn ngầm cung cấp cho toàn bộ sinh vật dưới cống thoát nước Muốn ô nhiễm tất cả sinh vật trong New York Tuy rằng tên siêu phàm giả hắn trôn xuống có cấp bậc không cao Nhưng dạo gần đây New York cũng thường hay xuất hiện sự kiện chuột và côn trùng tấn công làm người bị thương Trịnh Viễn Đông, lần cuối cùng Hà Kim Thu quay về đã nhờ ta đến xử lý chuyện này Hắn nói lúc đó hắn bị sát ý che mở mắt Tuy rằng hai bên là kẻ thù Nhưng liên lụy hơn nghìn vạn dân chúng của một tòa thành thị thì vẫn là quá tàn nhẫn Chúng ta nghĩ ra rất nhiều cách nhắm vào vương quốc Hắn lựa chọn cách đơn giản và thô bạo nhất vào giây phút cuối đời hắn nhờ ta đến đền bù chuyện này tranh thủ khi chưa tạo thành họa lớn cứu được chút nào hay chút đó khánh trần mở nắp giếng nhìn thoáng qua mùi xác thối buồn nôn sộc thẳng vào mũi thi thể dưới cống thoát nước đã bị găm thành xương trắng nơi ánh sáng chiếu vào họ còn thấy một đám chuột béo ú đang ngậm cắn trên xác chết hắn thở dài nói muốn giải quyết sẽ hơi khó khăn tai họa đã xảy ra chuyện này phải để tiểu tam cầm vật cấm kỵ kiến chúa đến nhưng bây giờ vẫn chưa được chiến tranh ở lộc đảo còn chưa kết thúc hội phụ huynh còn cần bày bọ ngựa của hắn ừ chỉ có thể chờ một chút trịnh viễn đông nói đi thông báo cho người dân new york bắt đầu sơ tán trước đi ta sẽ nhớ kỹ chuyện này khánh trần lại khép nắp giếng lại hiện tại phải giải quyết chuyện tiếp theo ngoại thành new york trước cửa một biệt thử kinh đôi mũ choàng lén lút mở cửa ra vị lãnh tụ tổ chức vương quốc từng vô cùng vinh quang hiện tại lại lén lút như một cậu trai da trắng nhà hàng xóm bình thường cho dù nói hắn chỉ là học sinh đại học thì cũng có người tin. Sau khi giải tán tổ chức vương quốc, Kinh cũng không chạy trốn giống các thành viên khác mà lại làm ngược lại, ở lại nơi này. Lúc mở cửa, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh, xác nhận không có ai đi theo mới nhập mật mã vào. Kinh đóng cửa phòng lại, xác nhận khóa cửa chưa từng bị phá hư hay cậy mở lần nào, lúc này mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà còn chưa đợi hắn hoàn toàn yên tâm, lập tức dựa vào giác quan thứ sáu mà phát hiện ra, có một người đang núp trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Đối phương ngồi trên ghế sofa đơn cạnh cửa sổ, mỉm cười nhìn về phía hắn. Kinh không hề có ý chí chiến đấu, đầu tiên, hắn lui ra sau, lại phát hiện không biết từ lúc nào mà ở cửa cũng xuất hiện một người, bao vây hắn ở trong phòng. Người cũng không khó tìm như trong tưởng tượng. Khánh Trần ngồi trên sofa, Trịnh Viễn Đông đứng phía sau Kinh bình tĩnh nói, đi qua đó ngồi, tâm sự với người một chút. Kinh hít thở sâu, được hai bán thần đến tìm, ta thật vinh hạnh hắn đã từ bỏ hy vọng một bán thần kỵ sĩ một bán thần vu sư hai bán thần bắt tay nhau đối phó một tên cấp a đúng là không nói võ đức có còn biết xấu hổ không nhìn khắp cái thế giới này cũng có bán thần nào kết bè kết đảng cùng nhau đi ra ngoài kết quả hai vị bán thần của đông đại lục lại hoàn toàn không thèm để ý đến quy tắc đối mặt với một người nói không chừng hắn còn có thể dở trò còn có chút khả năng chạy trốn bây giờ đối mặt với hai người chắc chắn không thể nào chạy trốn được trong bóng đêm Khánh Trần nhìn về phía kinh, đặt đôi mắt đen chân thật của ngươi đặt lên bàn trà, nếu không lát nữa ta sẽ tự lục xác ngươi để lấy. Thật ra Khánh Trần cũng cần có chân thị chi nhãn, bởi vì đây là một trong những điều kiện nhất định phải có trên con đường thành thần. Khi ý chí tinh thần của hắn bắt đầu dung hợp với ý chí thế giới, hắn cần phải tạm thời phong ấn ý chí tinh thần của hắn vào đó. Sở dĩ hắn hào phóng đổi hắc đao với ông chủ trịnh, hoàn toàn là bởi vì hắn biết ở nơi nào còn có một cặp khác. Đến lúc này, ba chân thị chi nhãn đều đã có chủ nhân. Khánh Trần, Nhan Lạc Nguyên, Trịnh Viễn Đông. Kinh thành thật lấy ra chân thị chi nhãn, hắn xa sầm mặt mày nói, tên cấp dưới nào của ta đã bán đứng ta. Khánh Trần nói, cũng không coi như là bán đứng, bên cạnh ngươi luôn có người của Hắc Chi Chu. Hiện giờ Hắc Chi Chu định cư ở thành phố số 10, nàng đã giao ra toàn bộ mạng lưới tình báo trong tay, cái võng này không lớn cũng không nhỏ, vừa lúc có tác dụng. Khánh Trần hỏi, người kia nói ngươi từng gặp qua khôi lỗi sư, tên khôi lỗi sư kia báo cho ngươi, ta dụ dỗ Trần Dư đến khu cấm kỵ số 001, cho gia chủ Trần Thị có thời gian để đoạt quyền. Kinh gật đầu nói, đúng vậy. Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Khánh Trần, không có bao nhiêu người biết được chuyện này, hơn nữa còn đều bị sử dụng thuật bảo vệ bí mật. Khánh Trần nói, người có thể để lộ ra tin tức này chỉ có hai người, một là Giát, hai là Đại Vũ, hai người họ đều không phải khối lỗi, người khổng lồ đều đã xác nhận, như vậy vấn đề là ở những người bên cạnh họ, ta nghi ngờ hai người này, có lẽ đi vào một ổ cướp khánh trần nhắm mắt lại nếu hắn là khôi lỗi sư hắn sẽ làm như thế nào truyền thừa này mới là nơi thích hợp nhất để khôi lỗi sư trả trộn vào nếu hắn con khôi lỗi sư khánh thị chắc chắn không phải là sự lựa chọn hàng đầu để trả trộn vào phải là trần thị mới đúng khống chế khánh thị thì có gì vui chứ khống chế trần thị mới là chính xác nhất họa sĩ trần thị là một truyền thừa rất đặc biệt một khi tập đoàn tài chính này bị khôi lỗi sư trả trộn vào đối phương khống chế được một họa sĩ cấp a Miệt mài vẽ tranh suốt 60 năm thì cũng có thể uy hiếp đến một vị bán thần. Đây là một truyền thừa có thể sản xuất cấp A số lượng lớn, thậm chí là một người mà như đội quân trăm vạn người. Sau khi khôi lỗi sư trả trộn vào Trần Thị rồi, hắn thậm chí còn không cần đi tiếp cận trung tâm quyền lực, chỉ cần biến đám con cháu Trần Thị thành khôi lỗi của mình, sau đó điều khiển họ tu hành không biết ngày đêm, vẽ tranh không biết ngày đêm, tự nhiên sẽ tạo thành một quân đội cực kỳ khủng bố. Người bình thường luôn có đủ loại việc vặt, dẫn đến không thể nào tập trung vẽ tranh. Nhưng mà một khôi lỗi thì cần gì để ý đến những thứ đó chứ? Đám khôi lỗi ngoài trừ việc ăn ngủ ra thì chỉ là vẽ tranh, vẽ tranh và vẽ tranh. Khôi lỗi khác biệt, khôi lỗi thậm chí còn tiết kiệm được thời gian học tập vẽ tranh. Họa sĩ Trần Thị Bình thường muốn học đến giai đoạn vẽ được chư thiên thần Phật thì cũng cần khoảng hơn 20 năm. Cho nên có rất nhiều họa sĩ Trần Thị hoàn toàn không có sức chiến đấu. Bởi vì kiếp sống hội họa của họ chỉ mới bắt đầu. Đại vũ 27 tuổi cũng chỉ vừa lúc vẽ ra được 27 bức tranh, trung bình mỗi năm một bức họ có thể cùng hưởng kinh nghiệm mà tông thừa có được, vừa sinh ra là đã hiểu biết. Ý nghĩa của những khôi lỗi này chính là vì một ngày nào đó lấy ra chiến đấy. Một họa sĩ cấp B dốc lòng vẽ tranh 60 năm, có thể vẽ ra hơn 200 bức tranh, đây là hơn 200 chiến sĩ cấp B. Tuổi thọ của một họa sĩ cấp A lại càng dài, chăm chỉ vẽ tranh 120 năm, thậm chí có thể vẽ ra hơn 400 bức tranh, đó chính là hơn 400 chiến sĩ cấp A. Nếu trong đám khôi lỗi kia còn có loại người có thiên phú dị bẩm như huyền vũ, vẽ ra một đống thần Phật thì lại cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa hiện tại mấy người khánh trần, không thể nào phán đoán rốt cuộc tông thừa đã chế tạo bao nhiêu khôi lỗi ở trần thị. Hiện giờ khôi lỗi sư đã trà trộn vào khắp thế giới, đã và đang phát triển tiến bước đến trung tâm quyền lực của các tập đoàn tài chính. Mười mấy năm trước đối phương đã có năng lực để trà trộn vào người đề cử ảnh tử của Khánh Thị, mười mấy năm sau muốn chế tạo ra chủ Trần Thị thành khôi lỗi, thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Dù sao vị gia chủ Trần Thị này luôn bị Trần Dư cắt giảm quyền lợi, hoàn toàn không phải người cầm quyền thật sự. Khánh Trần nhíu mày, nếu thật sự đúng như những gì hắn đoán, như vậy hắn giết chết Trần Dư ở nơi cấm kỵ số 1 thì cũng chỉ là may áo cưới cho người khác. Hắn nhìn về phía Trịnh Viễn Đông, ông chủ trịnh, chúng ta có phiền phức. Trịnh Viễn Đông cũng là người cực kỳ thông minh, hắn nhanh chóng hiểu ý Khánh Trần, phải nhanh chóng nói chuyện này cho Giác và Đại Vũ, hai người họ phải rời khỏi Trần Thị trước rồi tính tiếp. Kinh nói, ta có thể nói cho người biết vị trí của khôi lỗi sư, người có thể giết chết hắn luôn, Khánh Trần lắc đầu, không thể rút dây động rừng, nếu không Đại Vũ và Giát sẽ có nguy hiểm, phải cho họ có cơ hội rút lui. Vừa dứt lời, Khánh Trần lập tức biến mất, đợi đến khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đặt trưởng lên ngực kinh. Đùng, kinh bay ra ngoài như một tờ giấy, lưng dán vào tường từ từ trượt xuống. Đã chết. Chết một cách vô cùng qua loa và hấp tấp. Khánh Trần ngồi xổm xuống quan sát thi thể kinh, lại phát hiện chiếc nhẫn xương khô đeo. Trên ngón tay đối phương đang dần dần biến thành vô hình, biến mất, vật cấm kỵ Bắc Mỹ, tình yêu vĩnh hằng. Khánh Trần nói, lúc trước hắn cũng dùng vật cấm kỵ này, để khống chế A thua châu Á là khôi lỗi của hắn, xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Hiện tại xem ra tên kinh này vẫn chưa chết, nhưng cũng không có gì đáng lo. Trịnh Viễn Đông nói, trong tay hắn có nhiều vật cấm kỵ như thế, còn có vương quốc Roosevelt ủng hộ hết mình, ta vẫn luôn nghi ngờ hắn là thành viên vương thất nào đó ngược hướng xuyên qua. Hiện tại lại càng xác minh cái nhìn của ta. Khánh Trần cầm lấy chân thị chi nhãn xoay người rời đi, đi thôi ông chủ trịnh, quay về kình đảo. Ban đêm, nhà ăn lớn của kình đảo vô cùng náo nhiệt, đám tiểu thất treo đèn lồng đỏ khắp nơi, toàn bộ kình đảo đều tràn ngập không khí ngày hội. Đêm nay không thể uống rượu, mọi người chỉ có thể uống chút nước có ga vị cồn được ủ từ bánh mì, để đỡ ghiền. Khánh Trần ngồi bên trong đám đông, tươi cười nhìn mọi người vui vẻ, cười nói sung sướng, chỉ cảm thấy đây là một loại thỏa mãn. Chỉ có đại vũ lo lắng sốt ruột không có tâm trạng ăn cơm, ương ương nắm tay Khánh Trần đi ra ngoài, sắp đi chiến đấu, ngươi phải chừa chút thời gian rảnh ở cùng ta. Hai người bay lên trời cao, cứ như thế ngồi trong khu vực lực trường do ương ương tạo ra, như ngồi ở khu vực lan can của sân thượng một tòa cao ốc, lại như ngồi trên trăng non. Hiện tại đã không còn người ngoài, Khánh Trần cuối cùng nhịn không được ho khan. Ương ương bình tĩnh nhìn hắn hỏi, bao lâu rồi? Khánh Trần quay đầu nhìn nàng, ngươi đã phát hiện từ lâu rồi sao? Ừ, lực trường của tế bào ung thư không giống với người khác sức sống của chúng nó lại càng mạnh mẽ hơn ương ương nói cho nên ngươi mới nói không muốn để lại tiếc nuối đúng không khánh trần hỏi ừ ương ương hỏi bệnh tình không thể phát triển nhanh như thế lúc trước khi gặp ngươi ngươi vẫn còn chưa có chuyện gì bây giờ chỉ mới hơn một tháng sao đã phát triển đến cả người rồi khánh trần nhìn về phía ánh trăng trên trời vải liệm hả khánh trần suy nghĩ nói hệ thống tự miễn dịch trong cơ thể con người sẽ tự động giết chết những tế bào biến dị chỉ có những tế bào biến dị tránh được tai nạn này mới có thể diễn biến thành tế bào ung thư mãi đến gần đây ta mới ý thức được vải liệm có thể dùng để khôi phục vết thương lại như cũ nhưng cũng phải trả giá nó sẽ làm những tế bào ung thư bị giết chết sống lại chúng nó chỉ cần có dinh dưỡng cung cấp là có thể sống mãi hơn nữa chúng nó còn thành công tránh được sự kiểm tra của hệ thống miễn dịch đây là cái giá phải trả của việc thường xuyên sử dụng vải liệm sự thật chứng minh nó chỉ có thể phục hồi vật chết lại như cũ không thể dùng để khôi phục vật sống phục hồi vật còn sống lại như cũ là phải trả cái giá đắt ai có thể ngờ được chuyện này chứ? Khánh Trần cười thản nhiên nói, ngay từ đầu dùng nó còn cảm thấy rất tiện. Nhưng mà từ khi ta trải qua phóng xạ thì cũng đã có tế bào ung thư rồi, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Khánh Trần không có sự lựa chọn, lần này khi quay về hắn, cũng đã đoán được tác dụng phụ của vài liệm đối với cơ thể con người, nhưng hắn vẫn cần phải khôi phục vết thương. Phải làm cái gì đây? Ương ương hỏi, đây cũng là nguyên nhân ta nhất định phải đến nơi cấm kỵ số 001. Khánh Trần nói, ta nhất định phải đi con đường thành thần của nhâm tiểu túc, không thể quay đầu lại. Ta không xác định bước lên con đường này có ý nghĩa gì, biến thành như ông chủ hà, hay là đồng hóa cùng thế giới, trở thành một bộ phận của ý chí thế giới. Lúc trước nhâm tiểu túc mở ra toàn bộ khóa gen, ta còn thiếu hai cái nữa mới coi như giải khóa hoàn toàn. Công viên giải trí có để lại bí mật về chuyện này không? Ương ương hỏi. Ai biết được? Khánh Trần cười nói. Đêm khuya, Khánh Trần ngồi một mình xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần trên vách đá dựng đứng ở kình đảo, hắc đao đặt trên đầu gối hắn, thu lại tất cả sắc bén. Cuộc chiến bán thần. Đâu là cuộc chiến bán thần chân chính đầu tiên trong cuộc đời Khánh Trần? Đếm ngược về không, thế giới rơi vào hắc ám. Khánh Trần lại quay về hành lang dài màu xanh của mê cung ngôi nhà ma, nhìn con đường quanh có trước mặt, hắn nhìn phi thiên thần nữ đang bay từ trên trời xuống. Mà phi thiên thần nữ lại nhìn vào dấu hôn đột nhiên xuất hiện trên cổ hắn. Ở thế giới trong có nhiều người cho rằng người du hành giống như bắc của thế giới này vậy. Ví dụ như mấy câu lạc bộ bị hội phụ huynh tiêu diệt, mọi người chiến đấu vất vả với hội phụ huynh ở khu tam hạ, khó khăn lắm mới đả thương được các thành viên của hội phụ huynh, kết quả qua không giờ, đám người nhà ấy bôi thuốc mỡ đặc hiệu trong học viện chiến tranh, đột nhiên lại tràn trề sinh lực, người nào người nấy cũng bừng bừng sức sống. Người nhà không chỉ bôi thuốc mà còn chơi suốt 7 ngày, chơi bóng rổ, chơi game, trồng rau, tắm rửa sạch sẽ xem vài bộ phim, sau đó trở lại đánh người tiếp. Thế thì ai mà chịu nổi? Nhưng thế vẫn chưa phải là kỳ quái nhất, mà lại nhất là loại người mang theo cả dấu hôn trở về như thế này. Người anh, em à, chúng ta đang chiến đấu đấy, có thể tỏ ra tôn trọng một chút được không? Đối với Khánh Trần đã là 7 ngày, nhưng với Trần Dư, thời gian mới chỉ trôi qua bằng một cái chớp mắt. Ly Bi Ung Hi đứng bên cạnh Trần Dư cười nhạo, ngươi xem, hắn không hề coi ngươi ra gì. Tóc hắn cắt ngắn hơn, thế nên tiểu tử này, về bên kia không chỉ có thời gian thân mật thắm thiết với phụ nữ, mà còn rảnh rỗi đi cắt tóc, câm miệng. Trần Dư sẵn giọng hắn nhìn Khánh Trần thông qua thị giác của thần nữ phi thiên, khi thấy thương tích của đối phương đã khỏi hắn, trong lòng hắn trùng xuống. Trần Dư biết đại vũ có một vật cấm kỵ có thể khôi phục bức tranh như cũ, cho nên hắn phỏng đoán Khánh Trần sẽ dùng vật cấm kỵ này để chữa vết thương, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý thì hắn vẫn cứ có linh cảm chẳng lành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khánh Trần yên lặng nhìn phần cuối của hành lang mê cung, cây thường xanh được cắt tỉa gọn gàng, Cẩu oa bị dính trên vách tường gần đó, đang mở to hai mắt nhìn Khánh Trần. Dường như ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Đã lâu không gặp. Khánh Trần cười nói. Cùng lúc đó bốn thần nữ từ trên không trung đồng thời nhào xuống, khi còn cách hơn 10 mét bọn họ tung giải lụa đỏ trên tay ra. Nhưng ngay sau đó, ánh xét lóe sáng ở ngoài bức tường, trong khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối đan xen Khánh Trần bỗng xuất hiện trước mặt phục Ma Kim Cang và vung tay lên chém, trong lúc vung tay hắn rút một thanh đao màu đen ra từ hư không. Hắc đao có thể chém đứt cả vật cấm kỵ bổ xuống vùng cổ vai của phục Ma Kim Cương, xẻ đối phương làm đôi. Nhát đao này cực kỳ mạnh, cũng cực kỳ nhanh, gần như vô hình vô ảnh. Sau khi bị bổ đôi, thoạt nhìn cơ thể của phục Ma Kim Cương vẫn nguyên vẹn, nhưng một giây sau đó, thân hình cao lớn ấy mới từ từ tan rã, hóa thành một đám xương trắng tan biến trong không khí. Thần nữ giết hụt, nhưng Khánh Trần lại coi mê cung quỷ quái này như sân nhà mình, bắt đầu mượn ánh sáng và bóng tối để dịch chuyển theo ý muốn. Từ giờ trở đi, trong mê cung chỉ có hắn truy đuổi người khác, không có chuyện người khác đuổi giết được hắn nữa. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vị trí công và thủ hoán đổi, Khánh Trần không còn là con mồi nữa, mà là thợ săn. Hắn lặng lặng đứng đây nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân đằng xa. Tức khắc Khánh Trần nhảy lên, vung đao chém về phía trước nhưng trước mặt hắn không có gì cả, chỉ có dãy hành lang mê cung trống rỗng, như thể hắn đang chém không khí. Nhưng thân hình của hắn vẫn chưa chạm đất, sấm sét lại xuất hiện vài lần nữa, nhát đao của Khánh Trần, dường như lóe lên liên tục trong không gian của ánh sáng và bóng tối. Một bước nhảy nhẹ nhàng, như vượt qua một km đến trước mặt phục ma kim cương còn lại. Chém, chen, đao quá nhanh, thế nên khi hắc đao chém vào không khí lại phát ra âm thanh kim loại, tựa như rút đao ra khỏi vỏ. Khánh Trần nhảy ra xa một km, lợi dụng ánh sáng và bóng tối dịch chuyển một km lướt qua phục ma kim cương hắc đao trong tay thuận thế bổ xuống áo giáp của phục ma kim cương bị nứt toạc trên đời này suốt ngàn năm qua chỉ có chưa đến năm người có thể giết nhân vật trong tranh cấp bậc bán thần bằng một phương pháp nhanh gọn như thế mà khánh trần là một trong số đó thậm chí hắn còn chưa dùng đến thần thiết con ngươi của trần dư co lại trong giây lát ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng thời gian quá ngắn ngủi mới trôi qua có mấy giây đối phương vừa trở về được một phút mà hai phục ma kim cưỡng của mình đã bị hắn giết chết. Trần Dư khống chế toàn bộ thần nữ phi thiên bay lên trời, tập hợp với thủy thần cộng công, cho đến khi hắn xác định bên dưới tranh vẽ toàn là nước cường toan mới dừng lại. Nước cường toan của thủy thần cộng công đã bao trùm khu vực bán kính 4 km xung quanh, Khánh Trần không thể đặt chăn đến đây. Khánh Trần đứng trong mê cung, nhắm mắt lắng tai nghe âm thanh để phân biệt vị trí, hắn cao giọng chế nhạo, đường đường là thái thượng hoàng của Trần Thị, vậy mà bây giờ lại chỉ dám chui rúc một góc không dám ló mặt ra ư đến đây giết ta này bên ngoài mê cung ma ám li bi ung hi cười ngươi xem ta đã nói rồi nếu thả hắn lại thế giới ngoài chờ hắn thăng lên bán thần thì ngươi không làm gì được hắn nữa trước kia cha ngươi thua lý thúc đồng hiện nay ngươi lại bại bởi khánh trần có lẽ đây chính là số mệnh của bán thần trần thị các ngươi kỵ sĩ có thể vĩnh viễn đè đầu cưỡi cổ các ngươi câm mồm trần dư phẫn nộ hét lên bán thần kỵ sĩ lại là bán thần kỵ sĩ bán thần kỵ sĩ đi lại vô ảnh vô hình trong mê cung khiến hắn uổng có sức mạnh lại đánh không chúng đối phương đột nhiên hắn cắt bắp đùi mình hòa thần trúc dung hiện ra phun lửa đốt ly bi ung hi thành cho nhưng giải quyết xong ly bi ung hi thì vẫn còn người khác lại một hồn ma nữa xuất hiện là jindai senaka lúc trước nếu ngươi hợp tác với ta giết lý thúc đồng và khánh trần thì bây giờ đâu nên cơ sự này ngươi cũng chết đi trần dư gào to Hòa thần trúc dung lại đốt Jindai Senaka thành một nắm cho tàn. Hắn thiêu đốt từng cái bóng, mỗi khi thiêu một cái thì ý chí tinh thần của hắn lại yếu dần đi. Đến khi Trần Truyền Chi bỗng đanh giọng quát hắn, mau đi báo thù cho ta, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Người sắp tung ra hết át chủ bài của mình rồi, hôm nay không giết hắn thì không bao giờ mới giết được. Người cũng cầm miệng. Giọng điệu của Trần Dư hết sức lạnh lùng. Hòa thần trúc dung phun lửa, ngọn lửa như một con rồng bao bọc Trần Truyền Chi và đốt rụi hắn. Đến khi Trần Truyền Chi hoàn toàn biến mất, Trần Dư sững sờ, ý thức khôi phục tỉnh táo trong thoáng chốc, cha. Nhưng cũng chỉ là giây lát ngắn ngủi, Trần Dư lại cười gằn, ngươi phải chết từ lâu rồi. Chỉ có điều, sự tỉnh táo trong nháy mắt ấy khiến Trần Dư sực hiểu ra, hắn bỗng nở nụ cười, thì ra các ngươi không tồn tại, các ngươi là ta, ta là các ngươi. Nói rồi, hắn đang ngồi trên lưng thanh ngưu đột ngột bật dậy, ném tất cả tâm quỷ xuống đất. Trần Dư cúi đầu thì thấy hơn 100 quỷ hồn cứ đứng yên tại chỗ, nhìn hắn mỉm cười nhìn hắn bay lên không một cách kỳ dị trần dư bình tĩnh xoay nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích trên ngón cái hắn nói khẽ cũng chỉ thế mà thôi lần này hắn không bực bội bất an nữa sau khi hắn phát hiện nguyên nhân mình xuất hiện ảo giác thì hắn tạm thời thoát ra khỏi gông cùng ô nhiễm tinh thần trên người mình sự ô nhiễm tinh thần này không dừng lại mà nó chỉ diễn ra thong thả hơn bán thần trần thị cưỡi thanh ngưu vào mê cung ma quái quan sát toàn bộ bố cục của mê cung từ độ cao mấy nghìn mét mãi đến bây giờ hắn mới phát hiện những bức tường màu xanh lá của cả mê cung này tạo thành hình một thằn lằn khổng lồ phần đầu nằm ở phía bắc và đuôi ở phía nam hắn cao mày suy nghĩ cách đối phó nhưng thời gian dần dần trôi qua hắn nhận ra rằng trừ phi mình dở toàn bộ át chủ bài ra bằng không không làm gì được khánh trần khánh trần thạo mê cung này hơn hắn đầu tiên lúc trước trần dư ghi nhớ lộ tuyến của đối phương sau đó áp chế khánh trần bằng ưu thế tốc độ của nhân vật trong tranh còn bây giờ thì sao trong mê cung không có bóng ít nhất phải đợi đến 2 giờ sáng mới tìm được lối đi. Hắn ỉ vào nơi này không có bóng, và bây giờ điều đó lại đẩy hắn vào tình thế khó xử. Tiếp theo, dù thần nữ phi thiên đuổi kịp thì cũng có ích gì. Trước đó Phục Ma Kim Cương có thể đuổi theo và áp chế Khánh Trần, nhưng hiện tại nếu thần nữ phi thiên đuổi kịp thì lại thành dâng tận nơi cho hắn giết. Kỵ sĩ bẩm sinh đã đứng đầu mỗi cấp bậc, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức khiến người ta tức điên. Hiện tại, bốn thần nữ phi thiên xông lên chưa chắc đã có thể chạm đến cái bóng của đối phương còn cả thần thiết, đến bây giờ Khánh Trần chưa sử dụng thần thiết một lần nào cả. Cuối cùng, nếu chiến đấu với người khác thì Trần Dư hoàn toàn có thể kéo dài thời gian đến khi đối phương sức cùng lực kiệt, không thể không ra khỏi mê cung. Khánh Trần không có đồ tiếp tế, mà trong túi vải trên lưng thanh ngưu có nước và thức ăn. Nhưng vấn đề là Khánh Trần là người du hành, mình bỏ đói đối phương 7 ngày 7 đêm, kết quả đối phương trở về đánh chén no nê rồi quay lại, thì thành ra hắn mới là người cùng kiện. Hơn nữa nhân vật trong tranh vẽ chỉ tồn tại 7 ngày bảy ngày sau thần nữ và thủy thần cộng công sẽ tan biến làm sao bây giờ trước mắt trần dư không nghĩ ra cách nào khác trừ phi lấy ra con bài chưa lật bỗng nhiên trần dư nhách miệng cười hắn lại cắt đùi còn lại một hòa thần trúc dung bay ra bay lơ lửng bên cạnh không trần dư vẫn chưa dừng lại hắn tiếp tục cắt quần áo trước ngực lại là hai thủy thần cộng công nữa huyết thống của gia chủ trần gia đã cố gắng tính toán át chủ bài của trần dư nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp tốc độ vẽ tranh của hắn cho dù trần dư thăng lên bán thần nhờ vào tử lan tinh thì hắn vẫn là thiên tài trăm năm có một của trần thị bốn thủy thần không truy đuổi khánh trần mà chia nhau ra đi đến bốn góc của mê cung tiến hành tấn công toàn diện phun nước cường toan vào mỗi một chỗ của mê cung ma ám nước cường toan như lũ lụt tràn xuống vùng đất thấp dòng nước đục ngầu mãnh liệt quét qua những hành lang hẹp và nhấn chìm chúng nếu mê cung này không phải do vật cấm kỵ tạo thành thì bây giờ nó đã hư hại vì bị nước cường toan ăn mòn dòng nước cuồn cuộn tràn ra khắp trung tâm mê cung chỉ trong một tiếng đồng hồ đã ô nhiễm vài km xung quanh một lát sau bốn thủy thần dừng lại nghỉ ngơi sau đó cứ một tiếng lại dội một đợt nước cường toan mới khánh trần cao mày tương tự như hắn sử dụng biện pháp ngu ngốc nhất là thử lần lượt từng đáp án khả thi trần dư vậy mà cũng giải quyết vấn đề bằng phương pháp ngu ngốc nhất mà lại thực dụng nhất chỉ cần tối đa ba ngày cả khu vực mê cung này sẽ biến thành áo nước cường toan vậy thì hắn không còn chỗ đặt chăn nữa Khánh Trần chậm rãi lùi về sau, vừa lùi lại vừa suy nghĩ đối sách. Tấn công. Không được, Trần Dư và. Tranh vẽ đều ở trên không, mình đâu có cách nào qua đó được. Cho dù có tam đoạn thần thiết cũng không thể chạm vào một cọng tóc của đối phương. Điều khiến bán thần kỵ sĩ khó xử nhất là hắn không có năng lực chiến đấu trên không. Hòa thần trúc dung phun lửa một phát là ngươi nín luôn. Trần Dư cũng nghĩ đến điều này nên mới bay lên cao hơn. Trước hết phải để mình không rơi vào cảnh thất bại. Kéo dài thời gian, khánh trần trầm ngâm trước đó mình bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng tất nhiên trần dư cũng không khá hơn là bao nhưng mình có thể chống cự qua ba ngày không và liệu trong ba ngày này tinh thần của trần dư có khả năng tan vỡ không khánh trần không xác định không được không thể ở lại mê cung ma quái này nữa khánh trần phải tìm một nơi có thể làm tiêu hao năng lượng của trần dư cho đến khi đối phương mất lý trí mới thôi xông ra ngoài khu vực cáp treo và nhà ma mê cung là không gian biệt lập muốn ra ngoài thì chỉ có thể đi đến khu vực cáp treo chỉ có hai cách để rời đi, một cách là mở to mắt ngồi cáp treo đến lối ra, nhưng cách này không được, tốc độ của cáp treo không bằng bán thần, ngồi cáp treo chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Cách còn lại là nhắm mắt và nắm tay đồng đội đi giật lùi ra ngoài, nhưng Khánh Trần không có đồng bạn. Cách đầu tiên chắc chắn không dùng được rồi, mà cách thứ hai, sấm sét lại lóe sáng, Khánh Trần xuất hiện trước mặt cầu oa, hắn khẩy thi thể của đối phương từ đám thực vật trên tường xuống, rồi khiêng hắn chạy ra ngoài mê cung. Hướng dẫn dành cho du khách viết là phải nắm tay đồng đội. Nhưng nó không nói đồng đội nhất định phải là người sống. Khánh Trần lao nhanh trong mê cung quỷ quái. Hắn vừa chạy vừa lớn tiếng hô, "Trần Dư, trước kia cha ngươi đánh không lại sư phụ của ta, bây giờ ngươi cũng đánh không lại ta, chỉ có thể trốn trên trời, lẽ nào ngươi không muốn báo thù cho cha ngươi à? Xuống đây." Trần Dư cưỡi thanh ngưu và cười khẩy, "Cho khích tướng vô dụng thôi, ta không xuống thì ngươi cũng chết chắc rồi." Theo kế hoạch của hắn, Trần Dư gần như mất lý trí rồi mới phải, đáng lẽ bọn họ phải đánh một trận sống mái nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra sau khi giết cha mình trong ảo giác trần dư đã khôi phục lý trí trong giây lát ngắn ngủi bán thần trần thị nhận ra khánh trần đã bước chân vào cảnh giới bán thần thế là lập tức bay lên không trung đứng ở vị trí nắm chắc phần thắng trước đây trần truyền chi thua là bởi vì lý thúc đồng đến tận cửa nhà và không cho hắn cơ hội bay lên cao trần dư sẽ không phạm phải sai lầm như cha của mình nhưng đột nhiên giọng nói của lý thúc đồng vang lên từ dưới mặt đất trần dư cả kinh cúi đầu nhìn thì thấy Lý Thúc Đồng đang khiêng thi thể cậu oa cười to, nói với hắn, Trần Dư, năm xưa cha ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ ngươi cũng thế thôi. Trần Dư, xuống đấy chiến đấu một trận, lẽ nào ngươi không muốn báo thù cho cha ngươi ư? Trận chiến ngày xưa khiến hắn thoái ẩn sớm, trong lòng ngươi có hận không? Ngươi xuống đây. Tức khắc mặt Trần Dư đen xỉ, hắn nhìn Lý Thúc Đồng trên mặt đất, rõ ràng biết đó là Khánh Trần nhưng vẫn bị chọc tức. Nhưng Khánh Trần thấy hắn vẫn không xuống dưới, thì lại thay đổi sang diện mạo của trần truyền chi nghịch tử ngươi không báo thù cho ta nghịch tử ta chết trong u ất mà ngươi không hề có ý định báo thù nghịch tử trần dư khánh trần cứ mở mồm ra kêu nghịch tử làm trần dư tức đến nỗi suýt điều khiển tất cả bán thần sông đến thọc chết hắn kỵ sĩ thế hệ này có thể giữ lại chút liêm sỉ cho mình được không hả vật cấm kỵ có thể dịch dung rơi vào tay các ngươi bị nghịch đủ kiểu rồi đúng không trần dư cúi đầu quan sát khánh trần trần truyền chi lại xuất hiện bên cạnh hắn đối phương lơ lửng trên không cũng cưỡi thanh ngưu hệt như hắn nghịch tử hắn ở đây sao lại không báo thù cho ta trần dư gần lên lão khọm bám dai như đỉa người bắt tay với người ngoài công kích ta nói rồi hắn gọi hỏa thần chúc dung đến toan đốt trần truyền chi một lần nữa nhưng sau khi đốt cháy đối phương thành cho một bóng dáng lại xuất hiện sau lưng hắn khánh trần ở dưới mặt đất dùng khuôn mặt của trần truyền chi tiếp tục hô to nghịch tử người dám giết cha hắn vừa dứt lời trần dư chưa kịp thiêu cháy trần truyền chi mới xuất hiện thì bên trái lại hiện ra một người nữa. Tần suất xuất hiện của Trần Truyền Chi gần như là khi Khánh Trần, nói 10 câu thì sẽ có một Trần Truyền Chi xuất hiện trên trời. Trong vài phút ngắn ngủi, Trần Dư đã có 10 người cha lơ lửng trên bầu trời. Tâm quỷ của Khánh Trần là những khuôn mặt khác nhau, mà con quỷ ngụ trong trái tim Trần Dư lại biến thành một đám Trần Truyền Chi giống hệt nhau. Nếu là trong trường hợp bình thường, hai bên đều là người có lý trí, đòn tâm lý sẽ rất khó có hiệu quả nhưng ở công viên giải trí này trong tình huống trần dư bị ô nhiễm tinh thần đòn tâm lý phải nói là quá hiểm độc mỗi lần kích thích đều sẽ khiến sự ô nhiễm tinh thần gia tăng khánh trần muốn trần dư phát điên chỉ khi nào đối phương điên rồi thì mới chịu xuống dưới trần dư không phải người thường thấy không trừ khử được trần truyền chi thế là hắn chậm rãi cúi đầu nhìn kẻ đầu têu trong mê cung ma ám ánh mắt tràn đầy thù hận khánh trần vừa lợi dụng ánh sáng và bóng tối dịch chuyển vị trí nhanh chóng vừa suy nghĩ cách ứng phó hắn rất muốn học theo sư phụ lý thúc đồng ném thép bắn hạ từng tác phẩm bán thần trên trời nhưng mê cung chẳng có nổi một cục đá chứ đừng nói là thép tóc thì có thể làm thu diệp đao nhưng vấn đề là trọng lượng của tóc quá nhẹ không bay được xa diện tích nhà ma mê cung bị nước cường toan xâm chiếm càng lúc càng rộng ở lại đây không bắt được đối phương trước tiên hắn phải rời đi sau đó tìm cơ hội dụ trần dư xuống dưới có vẻ như trần dư cũng đoán được suy nghĩ của khánh trần hắn dứt khoát sai khiến một thủy thần cộng công đến lối ra của mê cung, phun nước cường toan bao phủ toàn bộ khu vực đó. Đường ra dài 100 mét, mà tam đoạn thần thiết của Khánh Trần chỉ kéo dài đến 90 mét. Trần Dư biết làm thế chưa đủ để giết Khánh Trần, nhưng hắn có thể vô hiệu hóa át chủ bài thần thiết của đối phương, đến lúc đó ở trên không trung hắn không có gì phải sợ hãi nữa. Chỉ có điều Trần Dư cứ có cảm giác là lạ, nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra rốt cuộc lạ ở chỗ nào, dường như hắn đã bỏ sót chi tiết nào đó, song lại không biết bỏ sót cái gì. Hiện tại, Khánh Trần ngày càng gần lối ra hơn. Các bán thần còn lại đuổi theo phía sau, một thủy thần cộng công chặn trước mặt, trước có sói sau có hổ, nước cường toan lấp kín đường đi. Nhưng Khánh Trần vẫn khiêng xác của cầu oa chạy tiếp, hoàn toàn không định rút lui. Ngay sau đó, các thần Phật trong tranh phía sau chưa đuổi kịp, thì bỗng nhiên có một cái bóng tay trái kéo thuyền, tay phải cầm mái trèo sông ra từ trong một góc của mê cung, lao đến trước mặt Khánh Trần. Đây là chi tiết mà Trần Dư bỏ sót, thuyền cai ếch ở cửa ra vào đã biến mất từ lúc nào không hay nước cường toan không ăn mòn được con thuyền nó là vật cấm kỵ con thuyền khánh trần vất vả kéo đi suốt quãng đường giờ đã trở thành đạo cụ quan trọng giữa dòng nước lũ cường toan giúp khánh trần tiết kiệm thần thiết khánh trần ra sức khô mái trèo cái bóng nâng thi thể của cậu oa di chuyển giữa nước lũ cao đến cổ sắp thoát ra khỏi mê cung dễ dàng muốn đi à làm gì có dễ dàng như vậy trần dư cười gằn tức khắc hắn thao túng thủy thần cộng công ở cửa ra vào bay thấp xuống hắn muốn dùng thủy thần tạm thời không còn nước cường toàn này để đổi lấy át chủ bài của khánh trần bốn thần nữ phía sau chạy đến ý định chặn giết khánh trần ở lối ra của mê cung thế nhưng khi cộng công hạ thấp độ cao xuống cách mặt đất 600 trăm mét khánh trần bỗng gỡ cái gì đó trên lưng xuống âm thanh rào rào vang lên một chuỗi thẻ gỗ buộc dây đỏ lóe sáng trong tay hắn đó là thẻ cầu phúc khánh trần gom được từ trên người đối thủ khi thần nữ và cộng công đến gần tầm bắn của Khánh Trần, hắn giơ tay phải lên ném thật mạnh. Thẻ cầu phúc được mọi người trong công viên giải trí coi như, vật báu cứ thế xoay tròn bay về phía mặt công cộng với tốc độ cực nhanh. Dầm, cộng công không trốn kịp, đầu bị đánh lệch hẳn sang một bên, lào đảo giữa không trung rồi ngã xuống. Khánh Trần vẫn chưa dừng lại, tay vẫn ném thẻ cầu phúc lia lịa, bốn thần nữ phi thiên cùng với thủy thần cộng công cản đường đều bị bắn lệch đầu. Khánh Trần sợ một chiếc thẻ cầu phúc không đánh chết được bọn họ, cho nên trong lúc bọn họ rơi xuống còn ném bù thêm một chiếc nữa cho đến khi bốn thần nữ và cộng công hóa thành làn xương trắng mới dừng tay lại chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi thần vật vốn đông đảo vậy mà chỉ còn lại hai hỏa thần trúc dung ba thủy thần cộng công thẻ cầu phúc diệp thu đao trần dư ngớ ra thẻ cầu phúc còn có thể dùng như vậy ư ở công viên giải trí này trong tiềm thức tất cả mọi người cho rằng thẻ cầu phúc là một vật phẩm cực kỳ quý giá là đạo cụ duy nhất của mỗi người cho nên rất nâng niu nó nhưng khánh trần lại không nghĩ vậy thứ này hắn có đầy hơn nữa thẻ cầu phục là sản phẩm của vật cấm kỵ trong công viên ngân hạnh không thể phá hỏng không thể hủy diệt lấy vật cấm kỵ làm thu diệp đao có kỵ sĩ nào khí phách được như hắn lần này phản kích khiến trần dư vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc khó có thể quyết định nên tiếp tục tấn công hay cứ quan sát trước đã trên thực tế muốn thoát khỏi mê cung thì cũng đâu có khó gì với tốc độ của khánh trần cộng thêm sự hiểu biết của hắn về nó hiện giờ thủy thần cộng công chưa kịp chặn lối ra thì hắn cũng đã chạy ra ngoài được rồi. Nhưng Khánh Trần cố ý giảm tốc độ hòng chế tạo một tình thế nguy hiểm cho chính mình, để cho Trần Dư tìm cơ hội giết mình, bằng không trận chiến này phải đánh 3 ngày 3 đêm mất. Khánh Trần trèo thuyền sắp đến được lối ra, lúc sông ra ngoài, quay đầu lại thì phát hiện cẩu qua, được cái bóng khiêng lên giữa dòng nước lũ cuộn trào khi này giờ chỉ còn mỗi một cái tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi cũng được dù sao hướng dẫn dành cho du khách chỉ viết là phải nắm tay đồng bạn không bảo cánh tay này còn phải mọc trên thân người quy tắc của công viên giải trí bị khánh trần chui lỗ hồng quang minh chính đại hắn kéo thuyền chạy đến khu vực cáp treo vừa chạy vừa nhớ lại nội dung cụ thể của hướng dẫn dành cho du khách mổ xẻ từng câu từng chữ trong đó công viên giải trí không có khu vực cáp treo nhưng nếu ngươi vào nhầm khu vực đó thì xin hãy nhắm mắt và cầm tay đồng đội lùi ra ngoài nếu không có đồng đội thì hãy mở mắt và ngồi cáp treo để mau chóng đến cửa ra vào hãy nhớ, không được chớp mắt. Đầu tiên, phải tiên vào khu vực cáp treo. Chỉ khi vào trong thì quy tắc này mới có hiệu lực. Khánh Trần đến chỗ cổng soát vé quét mống mắt, nhưng đột nhiên hắn đứng sững ra đó, bởi vì hắn nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lá, trong cổng soát vé đang nhìn tròng chọc vào mình. Hắn ngẩng đầu chớp chớp mắt, sau đó lại nhìn vào bên trong, bây giờ đôi mắt màu xanh ấy biến mất rồi. Vào giờ khắc này, Khánh Trần không thể xác định mình lại trúng thuật thôi miên có mặt ở khắp mọi nơi trong công viên giải trí này dẫn đến ô nhiễm tinh thần, hay thật sự có một đôi mắt màu xanh lá kỳ dị bên trong cổng soát vé nữa. Cổng soát vé mở ra, Khánh Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức xông vào. Hắn nắm cánh tay cụt của cậu oa, nhắm mắt đi giật lùi về sau, ngay khi hắn nhắm mắt lại, thì từng khuôn mặt ma quỷ trắng bệch đột nhiên hiện lên trong khoảng tối ngay trước mắt hắn. Khánh Trần chế ngự nỗi sợ hãi kỳ lạ trong lòng và tiếp tục lùi lại, cho đến khi đụng phải cổng soát vé sau lưng hắn mở mắt ra hắn vẫn ở trong cáp treo chưa hề ra khỏi khu vực này thế là thế nào chẳng lẽ mình làm sai rồi ư cần thực hiện vài điều kiện để ra khỏi khu vực cáp treo một là cầm tay đồng đội hai là nhắm mắt ba là đi giật lùi khánh trần vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu lẽ nào bởi vì đồng bạn không thể chỉ có mỗi một bàn tay hay là cần phải nắm tay tất cả đồng đội nếu là như thế thì chẳng phải mình còn phải quay lại mê cung mang hết tay của đồng đội đến đây à thế thì mình cũng không cầm được khánh trần nhìn cáp treo cực lớn trước mặt liệu có phải là điều kiện lùi lại không phù hợp không hướng dẫn dành cho du khách không bảo mình giật lùi mà ý của nó là để cho cáp treo lùi lại cáp treo và nhà ma là hai khu vực biệt lập dường như miễn là không tìm thấy phương thức chính xác thì du khách trong khu vực này vĩnh viễn không thể đi ra ngoài nói một cách chính xác hơn đây thật ra là một cái lông giam lý thần đàn nhốt tất cả những ai vi phạm quy tắc của khu vui chơi lại vào đây cho đến chết từ trước đến nay, Ác Ma thì thầm tàn nhẫn hơn Nhâm Tiểu Túc nhiều. Bây giờ, khánh trần không ra được, Trần Dư cũng thế. Đến lúc đó, cho dù khánh trần chờ được đến khi Trần Dư chết thì mỗi lần hắn xuyên không, cũng chỉ giống như ngồi tù, nhịn đói 7 ngày ở đây sau đó trở lại thế giới ngoài. Khi nào trở về mình sẽ nói cho đại vũ, vì cướp lại quyền lực cho hắn nên mình mới bị nhốt ở đây. Để tránh cho mình chết đói ở chỗ này, hắn phải đưa nhẫn không gian cho mình mượn để đựng thức ăn nước uống. Khánh Trần vừa lẩm bẩm vừa trèo lên cáp treo ý kiến hay. Khánh Trần thèm chiếc nhẫn không gian ấy lâu rồi, bây giờ vừa hay có một cơ hội. Khi thần Phật ở trên trời nhìn chằm chằm bên dưới, Khánh Trần đi vào khu vực xếp hàng của cáp treo. Hắn thấy được một tấm biển treo ở cửa, thời gian hoạt động 18 giờ 24 giờ, 0 giờ 6 giờ. Khánh Trần sừng sốt, cáp treo chỉ có thể chơi vào buổi tối thôi à. Trần Dư ở trên cao lạnh lùng nhìn Khánh Trần đứng tại chỗ trầm tư, tiểu tử này đang chiến đấu với mình, giết hai phục ma kim cương bốn thần nữ phi thiên, một thủy thần cộng công của mình, chưa đánh xong mà đã chạy đi suy nghĩ quy tắc của công viên giải trí à? Hắn cười nhạt, nhãi danh, ngươi cảm thấy mình thắng chắc rồi sao? Khuôn mặt Khánh Trần lại biến thành mặt của Trần Truyền Chi, nghịch tử ngươi im lặng, để cha ngươi tĩnh tâm suy nghĩ. Trần Dư cười ẩm lên như rồ như dại, thích chết à? Ba thủy thần cộng công còn lại lập tức chút xuống một trận mưa cường toàn, mưa to như thác đổ. Mưa lớn ảo ảo đổ xuống, bao phủ hàng cây số xung quanh, Ba thủy thần cộng công rất cẩn thận, không hạ thấp độ cao, Khánh Trần bó tay không làm gì được. Đây là lý do họa sĩ Trần Thị phải vẽ thủy thần cộng công, chỉ cần có một thủy thần cộng công cho một trận mưa xuống là có thể hủy diệt một đơn vị lục quân ngay lập tức, cho dù kẻ địch trốn trong xe bọc thép thì đến cả xe bọc thép cũng sẽ bị nước cường toan ăn mòn. Khánh Trần kêu gào và cưỡi lên cổ cái bóng, nâng thuyền lên làm ô che, cái bóng bất chấp giọt nước trên mặt đất, còn hắn coi thường mưa trên trời trong bộ dạng này của hắn thật sự không có cái gì gọi là phong thái bán thần có điều khánh trần mới thăng lên bán thần chưa được bao lâu tạm thời không cần giữ hình tượng của bán thần thích làm thế nào thì làm bảo chật vật thì đúng là chật vật thật nhưng quả thực rất hữu dụng hữu dụng là được rồi nếu đồ vật trong công viên này không phải là sản phẩm của vật cấm kỵ không thể mang ra ngoài thì khánh trần chắc chắn sẽ mang chiếc thuyền này về làm kỷ niệm sau một thời gian hắn thật sự có tình cảm với nó rồi Hiện tại, cái bóng mang Khánh Trần chạy đến ga Cáp Treo. Nhưng Cáp Treo cứ đứng lẻ loi ở ga, không có nút bấm, không có sự lựa chọn. Giống như chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên đó rồi chờ đợi sự phán quyết của số phận. Thế mình phải rút lui đi đâu? Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn. Quỹ đạo của Cáp Treo quanh có phức tạp, nhưng nó không chỉ ở dưới mặt đất. Sau khi du khách đi hết 7 vòng lớn, thì sẽ gặp một ngã rẽ được điều khiển bởi công tác. Tuyến Cáp Treo sẽ dễ nhánh ở đây. Hai tuyến đường chừng như xuyên thẳng vào bóng tối vô định dưới lòng đất, không biết đi đến nơi nào. Nói cách khác, mỗi một lựa chọn, cáp treo sẽ đưa ngươi đến địa điểm khác nhau. Hai đường hầm tối tăm giống như hai hộp quà bí ẩn, một chiếc hộp mở đường sự sống, một chiếc hộp triệu hồi tử vong. Khánh Trần suy tư, không được, chưa biết chừng trong bản hướng dẫn dành cho du khách lại cất dấu bẫy dập, phải thoát khỏi hình thức tư duy lý thần đàn đưa ra, nắm bắt manh mối then chốt từ trong đó, hoặc là tiến vào lối tư duy của lý thần đàn. Hắn yên lặng trầm tư dưới cơn mưa cường toan như chút nước, như thể bán thần trên bầu trời không tồn tại. Khánh Trần nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Lý Thần Đàn, đối phương biểu diễn ảo thuật cho đám trẻ ở góc phố, hắn vung một lá bài tây ra, sau đó biến mất trong lá bài ấy. Thân phận ảo thuật gia của Ác Ma thì thầm nổi như cồn, đến mức không một ảo thuật gia nào của liên bang nổi danh được như hắn. Vậy ảo thuật gia am hiểu cái gì nhất? Sở trường của bọn họ là để cho khán giả nhìn thấy thứ bọn họ muốn khán giả thấy. Một khi bị bọn họ cướp đi sự chú ý, vậy thì màn ảo thuật ngươi sắp sửa được chứng kiến sẽ thần kỳ như phép màu vì thế muốn phá giải cho ảo thuật thì phải làm lơ những gì ảo thuật ra cố ý cho ngươi nhìn thấy đột nhiên khánh trần ngoảnh lại nhìn mê cung ma quái bộ não của hắn vận hành cấp tốc ngay sau đó khánh trần bỗng dốc hết toàn lực chạy trở lại khi bán thần chạy bạt mạng thì sẽ xuất hiện tàn ảnh thần phật trên trời không chú ý thế là suýt nữa bị hắn bỏ lại khánh trần vọt qua cổng soát vé của khu vực cáp treo như một mũi tên dù gì cũng bị nhốt ở đây rồi, đến giờ này còn quan tâm quy tắc gì nữa. Xông vào là xong. Trần Dư ở trên cao thấy được hành động bất ngờ và quái lạ của Khánh Trần, thì kinh hãi. Khánh Trần tìm được cách ra ngoài rồi. Không gian kỳ dị này giống như lồng giam, bầu trời là giả, khi lên đến độ cao 3.000m sẽ chạm vào biên giới. Mà biên giới mênh mông bát ngát của không gian này cũng chỉ là hư ảo, chạy về phía đông hoặc phía tây hơn 200km, thì sẽ bị một thứ sức mạnh vô hình ngăn trở. Khi ấy Trần Dư hiểu ra, khu vui chơi không phải là một vật cấm kỵ, mà là hai. Cây ngân hạnh mà bọn họ nhìn thấy chính là vật cấm kỵ đầu tiên, sau khi vượt qua cầu trượt sẽ kích hoạt quy tắc nào đó để bước vào vật cấm kỵ thứ hai. Tác dụng của Hắc Diệp Nguyên là bảo vệ. Tác dụng của Kình Đảo là sản xuất hàng loạt các loài thực vật. Mà vật cấm kỵ ở chỗ cáp treo này có tác dụng giam cầm. Trần Dư cười khẩy, thăm dò, tiểu tử, vừa nãy vất vả lắm mới chạy ra khỏi mê cung, sao bây giờ lại quay về rồi. Khánh Trần thậm chí còn không thèm giả vờ làm Trần truyền chi, chỉ cắm đầu chạy thục mạng. Đến mê cung, hắn phát huy hết khả năng của thể sắc mạnh mẽ của bán thần kỵ sĩ, chỉ với những bước chạy lấy đà và dậm nhảy, hắn vượt qua 100 mét lối vào hệt như một vận động viên nhảy xa ba bước, không hề dùng đến thần thiết. Không giả vờ nữa, ngả bài luôn, bán thần kỵ sĩ đỉnh như thế đấy. Tinh túy của thần thiết nằm ở chỗ nhanh, nhanh như ánh sáng, không thể tránh né, nhưng nếu bàn về cự ly dịch chuyển thì thể chất của Khánh Trần bây giờ lợi hại hơn. Trần Dư thấy Khánh Trần không khiêu khích mình, không chào phúng mình thì bắt đầu đứng ngồi không yên. Hơn 100 người cha cưỡi thanh ngưu đồng thanh, hắn tìm được đường ra rồi, đến lúc đó hắn ra ngoài còn ngươi ở lại, cả đời này ngươi cũng chỉ có thể bị nhốt ở đây cho đến chết. Thức ăn trong túi còn đủ cho ngươi chống đỡ được 3 ngày, nhưng ba ngày sau thì ngươi phải làm sao? Trần Dư đanh giọng đáp lại, đến cả ta còn không tìm thấy đường ra, làm sao mà hắn tìm được? Nơi này là lồng giam do Lý Thần Đàn xây lên, không ai có thể đi ra ngoài, tất cả trần truyền chi chăm miệng một lời lý thúc đồng từng thoát ra được kỵ sĩ có thể đi ra ngoài trần dư cao mày nhìn dưới mặt đất ngay sau đó hắn cưỡi thanh ngư bay thấp xuống ba thủy thần cộng công và hai hỏa thần trúc dung đều lao nhanh về phía khánh trần cơn mưa cường toan chút xuống nhưng nước mưa chưa kịp dội lên người khánh trần thì hắn đã chảy ra khỏi phạm vi của cơn mưa trần dư tham sống sợ chết hắn và cộng công bay quá cao thế nên tốc độ rơi của hạt mưa không theo kịp tốc độ của khánh trần hắn nhận ra được vấn đề này, lập tức điều khiển cộng công và chúc dung giảm độ cao. Hơn 100 người cha gào lên, ngăn hắn lại. Tình trạng ô nhiễm tinh thần của Trần Dư ngày càng nghiêm trọng hơn, và chính hắn cũng biết điều đó. Hắn nhanh chóng hạ thấp độ cao, tầm mắt vẫn bám theo Khánh Trần không mảy may chuyển rời, hắn phải biết cách Khánh Trần đi ra ngoài. Đột nhiên, Khánh Trần nhảy lên với tốc độ cực nhanh, những đòn sấm sét liên tục đưa hắn đến vị trí trung tâm của mê cung, thậm chí còn tránh né chuẩn xác khu vực bị nước cường toan bao phủ. Trần Dư sững sờ, vì từ trên cao hắn nhìn thấy vị trí mà Khánh Trần đang lao đến rõ ràng là, phần đầu của con thằn lằn khổng lồ được tạo nên từ những bức tường trong mê cung này. Hai hỏa thần Trúc Dung đã đuổi tới nơi, bọn họ phun ra biển lửa cháy hừng hực, cái bóng bỗng lấy thuyền che chở sau lưng cho Khánh Trần, dùng thuyền làm khiên, bước chân vững vàng. Biển lửa cuồn cuộn lan xuống như thủy triều, nhưng khi ập đến trước mặt cái bóng lại bị rẽ đôi. Như nước biển gặp đá ngầm vững chắc, Khánh Trần có thể cảm giác được tóc và lông mày của mình xoăn lại vì nhiệt độ cao, cái bóng tan biến trong nhiệt độ cực cao lên đến hơn 1.000 độ. ầm, um, thuyền rơi xuống đất. Trần Dư cười nhạt, hòa thần trúc dung bay về phía Khánh Trần. Nhanh, phải nhanh hơn, trước khi Trần Dư tung ra tuyệt chiêu khác, Khánh Trần lại tăng tốc. Trên bầu trời, Trần Truyền chi gào lên lần cuối, hắn sắp chạy trốn rồi. Giết hắn. Trần Dư không để ý đến hắn mà chỉ nhìn chăm chăm vào Khánh Trần. Bây giờ là hai giờ sáng cuối cùng ánh trăng cũng tỏa sáng khiến tường mê cung đổ bóng. Trên không, hai hỏa thần trúc dung kết ấn, phun ra ngọn lửa mãnh liệt hơn trước. Nhưng lần này mục tiêu của bọn họ không phải là Khánh Trần, mà là... Miệng than lăn mà Khánh Trần định chạy vào. Ngọn lửa đỏ rực rọi sáng bầu trời đêm, từ không trung tuôn trào tràn xuống mặt đất. Mặt Khánh Trần bị ánh lửa chiếu rọi, nhưng hắn dường như không nhìn thấy nguy hiểm đang đến gần kia. Hắn vượt qua tầng tầng lớp lớp tường mê cung, đến điểm cuối, hắn ném một thẻ bài cầu phúc vào hành lang mê cung không chút do dự thẻ cầu phúc bay vào điểm giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối và biến mất khánh trần nhún chân nhảy lên cũng biến mất trong đó từ trên cao nhìn xuống khánh trần như nhảy vào trong miệng của con thằn lằn khổng lồ trần dư thần kinh hãi đến bây giờ ngọn lửa mới đến nơi trải một tấm thảm đỏ rực cực lớn trên mặt đất thế nhưng trúc dung vẫn chậm một bước trong quá trình này chỉ cần khánh trần hơi do dự không chấm một giây thôi thì kết cục sẽ thay đổi mê cung yên tĩnh lại trần dư thình lình bay lên cao nhìn toàn cảnh mê cung nhưng không thấy bóng dáng khánh trần đâu không có thật sự không có khánh trần cứ thế biến mất biến mất ngay trước mắt hắn giống như có một ảo thuật gia thần bí mặc áo đuôi tôm màu đen đứng trên sân khấu biểu diễn một màn ảo thuật kỳ bí trước mặt bao khán giả thủy thần cộng công xuống dưới đầu tiên lần này trần dư cũng cưỡi thanh ngư bay xuống nhìn hành lang mê cung dài màu xanh lá kia trong sự khó tin dãy hành lang trống rỗng ấy giống như cái miệng khổng lồ của một con quái thú, nuốt trọn Khánh Trần. Giọng của Trần Truyền Chi mới xuất hiện vang lên sau lưng Trần Dư, hắn ra ngoài rồi, ngươi cũng cướp thẻ cầu phúc của người khác thử một lần xem sao. Lần này Trần Dư không phản bác, hắn nhảy từ trên lưng thanh ngưu xuống, lấy thẻ cầu phúc trong túi ra và ném ra ngoài. Thẻ cầu phúc cũng biến mất ở ranh giới của ánh sáng và bóng tối như Khánh Trần. Trần Dư cao mày, hắn điều khiển một thủy thần cộng công đi vào. Không ổn, Trần Dư thầm gào thét. Sau khi thủy thần cộng công bước qua ánh sáng và bóng tối, thứ hắn nhìn thấy không phải thế giới bên ngoài mà vẫn là mê cung. Trần cộng công dẫm lên con thuyền úp ngược trên mặt đất. Thình lình, thuyền bị sốc lên, lộ ra bán thần thiếu niên bị con thuyền che đậy với vẻ mặt lạnh lùng. Thần thiết. Khánh Trần biến mất, hắn lướt qua cộng công, tay cầm ngược hắc đao cứa cổ đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, Khánh Trần lại xuyên qua ánh sáng và bóng tối, đến trước mặt Trần Dư trên thực tế hắn vẫn chưa nghĩ ra phải rời khỏi nơi này bằng cách nào hoặc là nói bây giờ hắn không có ý định đi ra ngoài chẳng qua là hắn đang biểu diễn một màn ảo thuật cho trần dư lúc khánh trần trầm tư suy nghĩ ở chỗ cáp treo trước kia hình tượng thông minh tuyệt đỉnh của khánh trần đã ăn sâu bén dễ trong suy nghĩ của mọi người thế nên khi hắn bắt đầu chạy như điên trở lại trong tiềm thức trần dư thấy hắn tìm được phương pháp nhưng hắn trở lại không phải để rời đi mà là thả con thuyền ở nơi hắn sắp ẩn núp con thuyền này không phải bị vứt linh tinh thoạt nhìn như biển lửa nhấn chìm cái bóng, nhưng thật ra đó là vị trí Khánh Trần lựa chọn sẵn, là vị trí hắn tìm được trong 18.000 con đường. Sau khi hắn ném thẻ cầu phúc vào ranh giới của ánh sáng và bóng tối, hắn và chiếc thẻ không hề rời khỏi mê cung, mà đều xuất hiện trong con thuyền bị vứt ở đây. Nhưng từ trên cao nhìn xuống, Trần Dư sẽ không phát hiện ra nơi cái bóng bị hắn tiêu diệt, nơi con thuyền rơi xuống còn cất dấu bí ẩn. Đó chính là ý nghĩa thật sự của màn ảo thuật, khiến khán giả nhìn thấy thứ ngươi muốn họ thấy lợi dụng tất cả những gì ngươi có thể lợi dụng, thực hiện một màn trình diễn đặc sắc. Ảo thuật gia, dâu cơ. Vì vậy, khi Trần Dư quan sát từ trên cao, hắn không nhìn thấy Khánh Trần thì sẽ cho rằng đối phương thật sự rời đi rồi. Hắn xuống dưới đất, nghĩ rằng mình cũng có thể ra ngoài bằng phương pháp tương tự. Nhưng Trần Dư không ngu, hắn điều khiển thủy thần cộng công đi qua sau đó, đụng phải tuyển là hiểu được bộ phận then chốt của màn ảo thuật này. Chiếc thuyền cay ếch bình thường như thế đã trở thành đạo cụ quan trọng nhất của màn biểu diễn nhưng khi hắn hiểu ra thì đã muộn màn biểu diễn này chỉ có một mục đích duy nhất lừa trần dư xuống không đánh bại trần dư thì làm sao khánh trần rời đi được hắn là người khánh chuẩn muốn giết nhưng lại không giết được khánh trần phải giết hắn hiện nay khánh trần đã giết chết một thủy thần cộng công bóng hình hắn xuyên qua ánh sáng và bóng tối đi đến trước mặt trần dư trần dư vội vàng bay ngược lại thanh ngư bên cạnh hắn nhào về phía khánh trần hai thủy thần cộng công còn lại cũng đồng thời phun ra nước cường toan cuộn trào như nước lũ thần thiết ánh sáng chói lóa lại xuất hiện khánh trần cầm hắc đao xuyên qua thủy triều cường toan vượt qua thanh ngưu lại đến trước mặt trần dư dù trần dư lùi lại thế nào thì dường như đều không thể thoát khỏi tốc độ của khánh trần hết thảy sức mạnh mưu kế đều là vô nghĩa trước tốc độ tuyệt đối nhẫn ban chỉ ngọc bích trên ngón tay trần dư hóa thành một lá chắn xanh biếc hình tổ ong chặn đường đi của khánh trần lại là thần thiết khánh trần lại hóa thành tia sáng xuyên qua lá chắn như thể trên đời này không tồn tại thứ gì có thể ngăn cản hắn, ngay cả vật cấm kỵ cũng không thể. Tam đoạn thần thiết, được Khánh Trần để dành từ đầu đến cuối chính là để giờ khắc này, phá tan mọi trở ngại. Ý niệm đã quyết, vạn núi khó cản. Đây chính là tốc độ tuyệt đối. Lần này Trần Dư thật sự hoảng sợ, tay hắn nắm hờ như muốn lấy ra sức mạnh nào đó từ không trung, giống như Khánh Trần rút hắc đao ra từ hư vô. Xong, khi hắn ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, chợt phát hiện diện mạo của thiếu niên đã thay đổi. Không phải Lý Thúc Đồng, cũng không phải Trần Truyền Chi, mà là Khánh Chuẩn. Đó là tâm ma lớn nhất trong lòng Trần Dư, là sự tồn tại ám ảnh hắn đến mức dù bị ô nhiễm tinh thần cũng không dám đối diện. Trần Dư nhìn khuôn mặt của đối phương, dường như quay trở lại buổi tối ở bên ngoài khu cấm kỵ số 002 khi ấy. Hắn thấy được vị thần trong một khắc kia. "Trần Dư, ta là ngọn núi cao ngươi cả đời không có cách nào vượt qua được, từ hôm nay trở đi mỗi khi nghĩ đến ta ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi." con đường tu hành của ngươi đứt đoạn từ đây thậm chí trần dư nghe thấy người kia nói nhỏ bên tai mình tuế nguyệt đối phương chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ thế là thời gian dừng lại trong khoảnh khắc ấy suy nghĩ của trần dư bị nhiễu loạn triệt đề hắn rơi vào trạng thái ô nhiễm tinh thần khánh trần đã đi đến trước mặt hắn trần dư ta trở lại rồi vì những người không thể trở lại ấy khánh trần và trần dư tính kế vài ngày liên tục thậm chí vượt qua một chu kỳ trở về trong cuộc chiến đấu giữa các bán thần rất ít khi xuất hiện những trận chiến ác liệt kéo dài mấy ngày liền như thế này thể xác và tinh thần của hai bên đều mệt mỏi dã rời nhưng trận chiến thật sự đã kết thúc vào thời khắc bắt đầu bán thần trần thị bị bán thần kỵ sĩ áp sát số phận đã yên lặng viết xong kết cục cho hắn khi trần dư trợn to mắt đầy hoảng loạn và ngỡ ngàng khánh trần lướt qua hắn nhưng trần dư không chết hắn cảm giác được có sợi tơ lạnh buốt quấn lên tay mình hắn đã mất quyền khống chế cơ thể chuyện được đọc bởi kênh haleji audio Bốn giờ sáng, trong một căn phòng u ám nào đó ở trang viên của tập đoàn Trần Thị tại thành phố số 7, Đại Vũ và Giác đồng thời mở mắt. Giác nhỏ giọng nói, chắc là họ ngủ rồi nhỉ. Ừ, Đại Vũ đứng dậy, trả lời một cách bình tĩnh, đi thôi. Hắn mệt lắm rồi, nhưng không dám ngủ, bởi vì hắn sợ khi người lại không phải là mình mà là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không thể xử lý tình huống nguy hiểm, trước đó hắn dẫn Giác về Trần Thị, không có nhiều người biết Trần Dư đang đánh nhau với Khánh Trần, trong khu cấm kỵ số 001, chỉ có ông và mẹ của hắn biết chuyện. Những người khác chỉ biết Trần Dư ra khỏi thành phố số 7, nhưng không biết hắn đi đâu. Vì thế khi tai mắt của nhện đen ở bên cạnh kinh biết được khôi lỗi sư, nắm rõ tung tích của Khánh Trần và Trần Dư, lòng Khánh Trần trùng xuống. Ông và mẹ của đại vũ khả năng cao cũng đã bị luyện chế thành khôi lỗi. Nghĩ đến đây, lửa giận bùng lên trong lòng đại vũ. Nhưng đại vũ biết, có lẽ bây giờ họ đã rơi vào tay giặc rồi, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải rời khỏi đây, liên hệ với Khánh Trần, sau đó nghĩ cách. Hai người nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng cười vang lên trong hành lang tối tăm. Ta rất tò mò là các ngươi phát hiện bằng cách nào đấy, bên kinh có vấn đề à? Đại vũ quay ngoắt lại, mười mấy người đứng trên hành lang từ bao giờ, họ treo nụ cười kỳ quái trên mặt nhìn hai người. Gia chủ trần thị, quản gia, nhiều cao thủ họa sĩ, tất cả đều đã trở thành khối lỗi, mà mẹ của đại vũ bị kẹp ở giữa, không nói câu nào. Giát quay sang nhìn đại vũ, giờ làm sao đây? Một họa sĩ trẻ tuổi cười nói, bình thường ta không thích luyện chế người già thành khôi lỗi, bởi vì quá trình chế tạo khôi lỗi rất phức tạp, cần thời gian dài, thế nên luyện chế người già tốn công vô ích nhất. Nhưng người này thì khác, thân phận địa vị của hắn khá là đặc biệt, có giá trị mà lại đỡ mất công. Nhất là bây giờ, Khánh Trần vậy mà lại giúp ta quét sạch chứng ngại vật lớn nhất của hắn trong trần thị. Nói rồi một họa sĩ trẻ khác cũng mỉm cười, lên tiếng, ta biết Khánh Trần đã thăng lên bán thần, Ta cũng tin tưởng sự thần kỳ của hắn, cho nên Trần Dư tuyệt đối không có khả năng sống sót ra khỏi khu cấm kỵ số 001. Trần Thị là tập đoàn đầu tiên ta khống chế. Có lẽ sắp có cái tiếp theo rồi. Đại Vũ, mẹ kiếp! Họa sĩ trẻ cười. Người cũng từng đến căn cứ dưới lòng đất rồi, chắc chắn người biết ta không có mẹ, không hiểu được ý nghĩa của câu chửi này. Đại Vũ nhìn về phía Trần Ngưng Chi. Bây giờ hắn không có cách nào xác định mẹ của mình có bị biến thành khôi lỗi không. Theo lý, cả trang viên bị khôi lỗi sư khống chế. Mẹ mình sinh sống ở đây suốt bao năm qua, không thể may mắn thoát khỏi. Nếu ông và mẹ đều trở thành khôi lỗi, tình thế không thể xoay chuyển được nữa, vậy thì hắn phải lao ra ngoài, thoát khỏi đây. Họa sĩ kia cười nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi dám đánh cuộc không? Đại vũ nhìn mẹ, mẹ, ngươi không sao chứ? Trần Ngưng Chi nói, tiểu vũ, đừng do dự, ta không có cách cứu được nữa rồi, ngươi đi đi nhưng trần ngưng chi càng nói thế thì trái tim đại vũ lại càng đau đớn như bị bóp nghẹt hắn nhìn về phía họa sĩ trẻ tuổi ngươi muốn gì họa sĩ nở nụ cười ta muốn ngươi phối hợp với ta lừa khánh trần đến đây ông của ngươi đã vô phương cứu chữa nhưng mẹ của ngươi chưa phải khôi lỗi ngươi chỉ cần gọi khánh trần đến thì ta sẽ trả mẹ lại cho ngươi đại vũ nhíu mày hiện nay trần dư không có ở đây khôi lỗi sư khống chế trần thị phe phái của trần dư như rắn mất đầu không có cách nào chống lại chi của gia chủ cho dù Khánh Trần thăng lên bán thần, thì cũng không thể dẫn dắt Khánh Thị khai chiến với Trần Thị vào lúc này được, nếu hắn bị lừa đến thật thì rất có thể sẽ chết ở phương Nam. Một bên là Khánh Trần, một bên là mẹ. Trần Ngưng Chi nói, Tiểu Vũ, không được phản bội bạn bè. Đột nhiên rát lên tiếng, gọi ông chủ của ta đến làm gì, người khác đều trốn tránh hắn, ta chưa từng thấy ai to gan như ngươi đâu. Họa sĩ trẻ bị vặc lại cho nghẹn họng, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp, khánh trần cũng chỉ là một người bình thường không phải chuyện gì cũng có thể làm được giát chưa chết đi họa sĩ cười phá lên làm phiền hai vị đến ở trong ngục giam bí mật của trang viên một thời gian ta nghĩ các ngươi ở đó có lẽ sẽ nghĩ ra nên làm thế nào đại vũ bỗng nói thật ra điều ngươi muốn không phải là khánh trần chẳng qua ngươi muốn giữ chân bọn ta ở đây biến bọn ta thành khôi lỗi của ngươi mà thôi chiến sĩ ghen bên cạnh trần ngưng chi mạnh tay lưỡi dao sắc bén cứa một đường trên cổ nàng máu tươi chảy ra đại vũ vốn định phá vòng vây ra ngoài cuối cùng vẫn từ bỏ rát ngươi đi đi ta ở lại nói cho khánh trần biết chuyện xảy ra ở đây rát lắc đầu ta còn muốn xem ông chủ giết chết tên này như thế nào cơ ta không đi ngươi đi nhanh lên ngươi không phải ông chủ của ta sao ta phải nghe lời ngươi đại vũ hai người bị áp giải đến địa lao nơi đó được đúc nguyên khối từ hợp kim rát không thể chạy thoát bằng dị năng được trên đường đi rát nhỏ giọng lẩm bẩm không biết giờ này ông chủ đang làm gì Hiện tại Khánh Trần đang kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Đầu tiên, chiến lợi phẩm to nhất trong trận chiến này chính là Trần Dư. Hắn đoán đây là lần đầu tiên con rối giật dây điều khiển bán thần kể từ khi được tạo ra đến bây giờ. Thế nên sau khi sợi tơ quấn lên tay Trần Dư, thì con rối giật dây rơi vào trạng thái phấn khích cực độ. Mấy sợi tơ múa may vung vẩy như xúc tu bạch tuộc. Đám xúc tu đông đưa cạnh Khánh Trần, vồn vã như chó mừng chủ, thiếu điều chắp tay vai Khánh Trần. Phòng trưng các chủ nhân trước kia chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của con rối giật dây. Khánh Trần lấy giấy tuyên thành và bút vẽ ra từ trong túi vải trên lưng thanh ngưu, điều khiển Trần Dư vẽ nhanh một bức tranh rồi xé nát. Nhưng không, có gì xảy ra cả. Họa sĩ Trần Thị vẽ tranh là một quá trình cực kỳ phức tạp, không phải Khánh Trần muốn vẽ gì là ra cái đó. Hắn lại thao túng Trần Dư cởi quần áo ra, để hắn đứng trần chuồng giữa mê cung. Cánh tay trái, cánh tay phải, đùi trái, đùi phải, ngực trái, ngực phải. Khánh Trần thở dài, chẳng để lại một hình xăm nào luôn à sau đó hắn lại xem xét túi vải trên lưng thanh ngưu xác nhận đối phương đã tiêu hủy toàn bộ tranh vẽ thì thầm than xui xẻo mình vất vả tính kế trần dư mấy ngày nay rồi vác thuyền chạy tán loạn khắp nơi đã thế còn biểu diễn ảo thuật cho trần dư kết quả lại chỉ được mỗi cái xác không khánh trần lầu bầu họa sĩ trần thị không có tranh thì làm được cái gì cùng lắm là thể chất mạnh hơn chiến sĩ ghen cấp a nhưng năng lực chiến đấu suy yếu còn chẳng bằng cái bóng của mình nữa phải biết rằng khôi lỗi bị con rối giật dây khống chế vẫn có thể giữ nguyên tư duy của mình. Trần Dư sau khi mất quyền khống chế cơ thể nghe vậy cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không làm gì được. Không chỉ có thể, ngoại trừ Khánh Trần lải nhảy rung dài, còn có hơn 200 người cha đang ở bên cạnh luôn mồm mắng hắn ngu xuẩn. Quan trọng là lần này hắn thậm chí không cãi lại được. Chỉ có thể ăn mắng. Tình trạng ô nhiễm tinh thần của Trần Dư lại nặng thêm. Bỗng nhiên hai mắt Khánh Trần sáng rực lên như nghĩ ra cái gì, hắn chạy nhanh ra khỏi mê cung, đến chỗ lúc trước Trần Dư xé nát tranh cuộn, trong công viên giải trí này trần dư xé bốn bức thần nữ phi thiên hai bức phục ma kim cương chắc hẳn mảnh vụn vẫn còn nằm rải rác trên mặt đất tranh của đại vũ có thể khôi phục như cũ nhờ vải liệm tranh của trần dư cũng có thể đến lúc đó sáu bức tranh bán thần cứ một tiếng lại được làm mới một lần khánh trần có thể mang theo trần dư đánh sập phong bạo thành hắn đi ra ngoài mê cung thấy có vài mảnh vụn vẫn còn nguyên vẹn nhưng cũng có những mảnh đã ngâm trong nước cường toan hắn chảy áo khoác của trần dư lên nền đất rồi bắt đầu tìm kiếm toàn bộ mảnh giấy còn nguyên một cách cẩn thận, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, có thể khôi phục được mấy bức tranh thì phải trông chờ vào vận số. Tiếp theo, chiến lợi phẩm thứ yếu là nhãn cầu của Trần Dư, đau đờm Eki đã mở miệng gọi mình một tiếng chủ quân, còn giúp mình đánh hạ nhiều máy bay chiến đấu, chuyện tốt như thế này phải nghĩ ngay đến đối phương. Vốn dĩ đau đờm Eki chỉ còn thiếu 7 đôi mắt, nàng thỉnh cầu Khánh Trần là hy vọng những đôi mắt tiếp theo đều đạt cấp A, nhưng chắc chắn nàng không ngờ được Khánh Trần, lại lần nữa tìm được mắt của bán thần cho nàng. Mỗi một đôi mắt của bán thần đều khiến thực lực của Đâu Đờm Eki tăng vọt. Lúc trước khoảng cách của thần thiết là một km, có lẽ sau khi thêm mắt của Trần Dư sẽ cắt được hai, 3 km. Đây cũng là một trong những sức chiến đấu tối cao quan trọng nhất của Khánh Trần, bổ khuyết năng lực chiến đấu trên không cho hắn. Tiếp theo là vật cấm kỵ. Khánh Trần lục soát Trần Dư và tìm ra ba vật cấm kỵ: một món đồ trang sức bằng phỉ thúy hình con trâu, một chiếc nhẫn ban chỉ ngọc bích trên ngón cái của Trần Dư cuối cùng là họa trúc trong đầu hình cây trúc màu xanh biếc món đầu tiên chắc chắn khánh trần sẽ giữ cho mình dùng thanh ngư có thể đền bù khuyết điểm không thể bay của kỵ sĩ đã là bán thần rồi mà không bay được thì còn nói gì nữa vật cấm kỵ thứ hai ban chỉ là lá chắn phòng ngự ngăn cản người khác lại gần khánh trần không cần nó cho ương ương dùng thì hơn món đồ thứ ba là để tăng cường trí nhớ giúp họa sĩ trần thị làm chơi ăn thật thứ này chắc chắn phải đưa cho ương ương cái gì ương ương không phải họa sĩ trần thị có liên quan gì đâu chứ. Đương nhiên, Khánh Trần cũng chỉ nghĩ vậy thôi, cuối cùng vẫn phải để dành cho đại vũ. Cuối cùng, thu hoạch lớn nhất là thân phận của Trần Dư. Phe phái của Trần Dư ở Trần Thị hết sức phức tạp, vẫn luôn chèn ép phe phái của gia chủ Trần Thị. Hai đơn vị không quân, bốn đơn vị chủ lực của tập đoàn quân Trần Thị, đó đều là lực lượng có thể đối kháng với Roosevelt trong tương lai. Bây giờ Trần Dư đã là hồ phù của Khánh Trần, có Trần Dư thì có thể ra lệnh cho những người đó, chuyển giao quyền lực cho đại vũ một cách yên ổn chỉ có điều không biết đại vũ và giát hiện giờ thế nào rồi, đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm chưa. Nhưng đột nhiên có tiếng hò hét vang lên trong mê cung, Khánh Trần sửng sốt, lại có người tiến vào ư. Trong mê cung trống rỗng vang lên tiếng trò chuyện, bên trong nhà ma mê cung trống vắng có vẻ cực kỳ đột ngột. Các ngươi xem, người này chết thảm thật. Ủa? Giọng nói đột nhiên im bặt. Khánh Trần nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh, khoảng cách thật sự quá xa, hắn cũng không nghe rõ đối phương nói cái gì. Nếu không phải hắn có Long Ngư tăng cường thính lực, hoàn toàn không thể nghe được âm thanh kia. Nhưng hiện tại ai lại đột nhiên vào mê cung nhà ma chứ? Theo lý thuyết, những người đến cùng đợt với hắn chắc là đều phải chết hết rồi mới đúng. Hơn nữa, những người này giống như từ bên ngoài đến, ngược lại càng giống như là mấy con quỷ luôn ở trong công viên giải trí. Khánh Trần lập tức dẫn Trần Dư quay trở về, cùng nhau tìm kiếm âm thanh nói chuyện vừa mới vang lên khi nãy, nhưng mà không tìm được gì cả. Là ảo giác sau khi tinh thần của hắn bị ô nhiễm sao? có phải là do khi hắn đi qua máy soát vé của tàu lượn siêu tốc đã vi phạm quy tắc lần nữa không, cho nên lại bị ô nhiễm tinh thần, nhưng khi hắn tìm được thuyền cai ách của hắn, đột nhiên phát hiện vị trí của thuyền cai ách đã bị người khác di chuyển. Đối phương cầm lấy thuyền cai ách, ý thức được không đúng rồi lại cẩn thận trả về, nhưng đối với Khánh Trần mà nói, đã từng đụng vào thì là đã từng đụng vào, không ai có thể trả về đúng y như chỗ cũ được. Hơn nữa, tất cả thi thể được gắn trên vách tường mê cung đều đã biến mất, giống như bị tồn tại không biết nào đó kéo vào vực sâu hắc ám khánh trần nhìn xung quanh hắn nhớ đến lúc trước trong mắt màu xanh lục mà hắn nhìn thấy ở máy soát vé còn có hẻm núi khi vừa đi vào công viên ngân hạnh trên vách núi vang lên tiếng cười nhẹ không lẽ trong công viên giải trí này thật sự có một đám quỷ sao ngay sau đó khánh trần ngồi nghiêng lên lưng thanh ngư bay lên trời quan sát toàn bộ mê cung vẫn không có gì cả giờ phút này khánh trần ngồi trên lưng thanh ngư Trần Dư túm lấy chân châu, trong tay còn sách theo thuyền cai ách, trông cực kỳ buồn cười. Hắn hô to với mê cung trống rỗng, đừng chạy, mau ra đây tâm sự, làm sao mới ra khỏi cái nhà ma này. Nhưng mà không có con quỷ nào thèm trả lời hắn. Mấy con quỷ này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, chứng tỏ bên trong mê cung nhà ma vốn đã có sẵn một cửa ra vào. Khánh Trần phán đoán, không lẽ là có đường dành riêng cho công nhân sao? Ngay sau đó, Khánh Trần bắt đầu dẫn Trần Dư đi tới đi lui trong mê cung, hắn lại phải dùng phương pháp so sánh ký ức xem xem sau khi đám quỷ kia đến rồi có còn chỗ nào khác biệt nữa hay không ngày đầu tiên trôi qua không có phát hiện nào khánh trần ngồi trong mê cung thở dài nói trần dư đại huynh đệ hai chúng ta bị nhốt ở đây rồi trần dư khánh trần ngươi có đói bụng không ồ ngươi không nói lời nào tức là không đói bụng vậy ta tự ăn mấy món ngươi đem theo nha trần dư khánh trần lấy mấy miếng khô bỏ ra vừa xé ăn vừa suy nghĩ manh mối nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách đi ra ngoài còn chưa biết bên phía đại vũ đã chạy thoát ra chưa nếu khôi lỗi sư tông thừa chuẩn bị quá đầy đủ vậy thì đại vũ và giát sẽ gặp nguy hiểm nếu đại vũ ngủ một giấc dậy đã biến thành tiểu vũ vậy tình hình lại càng nguy hiểm hơn khánh trần nhìn trần dư oán giận nói người nói coi sao ngươi quản lý trần thị mà không chịu để ý nhiều vào người ngay dưới mí mắt bị khôi lỗi sư trả trộn vào mà cũng không biết bây giờ thì hay rồi hai chúng ta ở đây đánh sống đánh chết người khác lại được hưởng lợi trần dư khánh trần phát hiện bản thân lại bắt đầu nói nhảm hắn biết đây là triệu chứng đầu tiên của ô nhiễm tinh thần lần này hắn nghiêm túc sắp xếp lại tất cả manh mối có liên quan đến tàu lượn siêu tốc nếu ngươi vào nhầm khu tàu lượn siêu tốc xin hãy nhắm chặt mắt nắm lấy bạn đồng hành của mình cùng nhau lui ra ngoài nếu không có bạn đồng hành thì xin hãy mở to mắt ngồi tàu lượn siêu tốc nhanh chóng đi đến cửa ra nhớ kỹ không được chớp mắt công viên giải trí không có khu nhà ma nếu thấy nhà ma xin đừng đi vào lập tức đi đến khi tàu lượn siêu tốc ở bên trái trước ngồi tàu lượn siêu tốc đi đến cổng ra những lời này chính là quan trọng nhất lúc nãy hắn cũng đã nắm lấy tay trần dư lùi lại một lần vẫn không có tác dụng quy tắc lớn nhất của toàn bộ khu tàu lượn siêu tốc và khu nhà ma chính là lợi dụng ánh sáng và hình ảnh khánh trần và trần dư ngồi ở bên dưới tàu lượn siêu tốc hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của bóng dáng tàu lượn siêu tốc trong lúc này tâm quỷ của hắn dần xuất hiện Mấy người Jin Dai dù nhè không thấy đâu, chỉ còn lại một ít binh tôm tướng cua. Khánh Trần hoàn toàn không để mắt đến mấy thứ này. 12 giờ trưa, bóng dáng của tàu lượn siêu tốc đổ ra mặt đất, vẫn cứ rối loạn không có bất cứ logic nào. Hắn và Trần Dư cứ thế mà ngồi phơi nắng, môi hai người đều khô nứt. 6 giờ tối, khi mặt trời sắp xuống núi, quỹ đạo xoay tròn trên không trung của tàu lượn siêu tốc lại bắt đầu đổ ra từng lớp bóng, dưới mặt đất, tạo thành hình của một con thần lằn cực lớn. Khánh Trần chạy đến quăng thẻ bài cầu phúc vào trong miệng thằn lằn, không ngờ con thằn lằn kia lại lè lưỡi, muốn nuốt sạch đám tâm quỷ của hắn. Khánh Trần nổi giận, trực tiếp rút hắc đao ra chém vào đầu lưỡi thằn lằn, chém đứt đầu lưỡi của nó. Lũ các ngươi, Khánh Trần nhìn xung quanh, chỉ có một công viên giải trí rách nát, có cần lại thiết lập nhiều bẫy dập như thế không hả? Hiện tại xem ra, muốn rời đi nơi này thì hình như, nhất định phải ngồi lên tàu lượn siêu tốc thử một lần. Nhưng phải chọn lựa ngã dễ nào trong hai? Ngã dễ đây. Khoan đã, Khánh Trần nhớ lại những tin tức lúc trước, nếu thấy nhà ma xin đừng đi vào, lập tức đi đến khu vực tàu lượn siêu tốc ở bên trái, ngồi tàu lượn siêu tốc đi đến cổng ra. Tin tức quan trọng nhất ở nơi này thật ra là bên trái. Đợi đến khi ánh mắt trời chiếu xạ từ bên trái mê cung qua, cái bóng của tường mê cung sẽ đổ về phái bên trái, tàu lượn siêu tốc cũng ở phía bên trái của nhà ma. Mà định nghĩa trái phải này cũng không phải là dùng khách tham quan làm vật tham chiếu, vật tham chiếu là con thằn lằn cực lớn trong mê cung nhà ma kia chỉ có khoảng thời gian này thì tàu lượn siêu tốc mới có hai cửa ra, lựa chọn cái chính xác. Khánh Trần nhìn thoáng qua sắc trời. Chính là lúc này. Đánh cược. Hắn kéo thuyền cai ách, Trần Dư và hắn cùng nhau ngồi lên trên tàu lượn siêu tốc, ảnh tử thì kéo thuyền cai ách ngồi ở phía sau. Khu tàu lượn siêu tốc đột nhiên vang lên âm nhạc vui vẻ, tàu lượn siêu tốc từ từ khởi động, Khánh Trần và Trần Dư cùng lúc nâng tay lên vạch mí mắt ra. Trông giống như hai thằng ngu tàu lượn siêu tốc chạy ầm ẩm, ẩm theo quỹ đạo khánh trần kêu la oai oái giống như thật sự đang chơi tàu lượn siêu tốc bên trong công viên giải trí vậy lại thấy tàu lượn siêu tốc vừa chạy qua một vòng cong cực lớn chui thẳng vào tầm hầm ngầm bên trái trong động có đồ đằng khi khánh trần mở to hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào những đồ đằng kia đột nhiên tiến vào cảnh trong mơ kỳ quái ở vòng xoay ngựa gỗ lúc trước thì ra không cho chớp mắt là để không bỏ lỡ đồ đằng này cảnh trong mơ khánh trần vẫn cứ đứng dưới cây ngân hạnh to lớn kia Nhìn bốn người Khánh Trần, Khánh Thận, La Lam, chu Thứ ngồi ở một bên, nhàn nhã nướng cá. Lại thấy từ đằng xa có ba người bước đến, Khánh Trần đều từng gặp họ trong tài liệu lịch sử. Thần Minh Nhâm Tiểu Túc, hiệu trưởng của trường quân đội hòa chủng P5092, Lý Thần Đàn. Khánh Trần nói, Lý Thần Đàn, đây là công viên giải trí, người cứ nghĩ đến chuyện giết người mãi làm gì. Lý Thần Đàn cười tủm tỉnh đáp lại, đây là đạo tràng thần minh, sau này sẽ có vô số người mang theo ác ý đến nơi này lỡ như họ lợi dụng nơi này để làm chuyện xấu thì phải làm sao yên tâm người chết đều là chết chưa hết tội người không giết người thì cho dù tinh thần có bị ô nhiễm cũng sẽ không quá nghiêm trọng rời đi công viên giải trí một đoạn thời gian là ổn thôi các ngươi gọi ta đến dù sao ta cũng phải làm cái gì mới được ta chỉ biết dùng ma thuật và thôi miên để giết người nhâm tiểu túc hỏi đã thiết lập quy tắc xong hết chưa khánh trần gật đầu những tin tức nên nói ta đều đã nói như vậy có thể vượt qua cửa ải hay không thì đều phải xem chính người đó Nhâm Tiểu Túc hỏi, chúng ta xây dựng công viên giải trí này, dù sao cũng phải cho một chút phần thưởng khi người ta qua cửa ải đi, cho nên phần thưởng là cái gì bây giờ? Khánh Trần suy nghĩ ngẩng đầu nói, trước khi người đi chơi thì để thần điện anh linh lại, ai vượt qua cửa ải thì người đó có tư cách thu nhận bọn chúng. Sao cứ có ý đồ với ta mãi thế? Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, hơn nữa thần điện anh linh rất quan trọng, bên trong nó có 20 vạn quân tướng sĩ Tây Bắc, Trương Tiểu Mãn, đại lừa đối, chiến sĩ trong danh sách T5 đều ở bên trong. Nếu có một người cực kỳ thông minh nhưng lại độc ác vượt qua cửa ải, không phải thiên hạ đại loạn rồi sao? Khánh Trần nghiêm túc nói, vậy để đám Trương Tiểu Mãn, tự bỏ phiếu quyết định xem người này có thể thu nhận thần điện anh Linh, hay không? Nói như vậy, phải thêm một phần thưởng vượt cửa ải nữa mới được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khánh Lão Tam Khánh Thận cười nói thu nhận vật cấm kỵ của ta đi, nếu có người thông qua, công viên giải trí sẽ thuộc về hắn. Nhâm tiểu túc suy tư một chút nói, cũng có thể cho bí mật thành thần. La là Lam khó chịu nói, chỉ có kỵ sĩ mới có thể thành thần, ngươi như vậy là bất công, đây không phải là phần thường chuyên môn tặng cho kỵ sĩ sao. Lúc này, Lý Thần Đàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khánh Trần, vậy lại lấy vật cấm kỵ do ông ngoại ta phân ra cũng đưa cho ngươi luôn đi. Khánh Trần tỉnh lại. Thần điện anh linh của thần minh nhậm tiểu túc. Bí mật thành thần, vật cấm kỵ của ông ngoại Lý Thần Đàn. Ba phần thưởng này cũng khá phong phú. Phải biết rằng, Hồ Thuyết chính là người sáng lập tổ chức tình báo Hồ Thị, tâm kiếm của ông chủ Hà là 19 chuôi, trong lịch sử Hồ Thuyết lại ghi là 24 chuôi. Như vậy vật cấm kỵ do một vị đỉnh bán thần phân ra sẽ là cái gì đây? Hơn nữa, bên trong thần điện Anh Linh của Nhâm Tiểu Túc còn có 20 vạn quân Tây Bắc bất tử bất diệt, kiêu dũng thiện chiến. Nhưng quan trọng nhất là, Khánh Trần nói, tin tức vượt qua cửa ải đã nằm trong các tin tức lúc trước người có thể đi đến nơi này đã có đủ tư cách để vượt cửa ải thành công. Giờ phút này, tàu lượn siêu tốc ầm ầm chạy ra khỏi đường hầm, dây an toàn trên người Khánh Trần và Trần Dư cũng đã được cởi ra. Chúc mừng, đã vượt qua cửa ải thành công, nước trong khu cầu độc mộc không thể uống nha. Khánh Trần đột nhiên nghe được tiếng nước rõ rách, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng đằng trước là một sợi dây thép dài mấy km vắt ngang một con sông, chảy xiết, trong sông có vô số sống lưng cá sấu nổi lên. Cái này mà là cầu độc mộc gì chứ, rõ ràng là siết đi trên dây, nhưng Khánh Trần cũng không tiếp tục tiến lên mà lại nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Khánh Trần đã nói hết quy tắc vượt qua cửa ải cho ngươi. Hắn đột nhiên nói, hình như không cần phải tiếp tục đi về phía trước nữa. Khánh Trần bảo Trần Dư dùng thuyền cai ách múc đầy nước sông chứa vào thuyền, sau đó bắt đầu quay trở về. Trần Dư đi theo phía sau hắn, hai tay nâng thuyền cai ếch chậm rãi đi theo phía sau. Lúc này Trần Dư đã bị chọc tức đến mất đi lý trí, hắn cảm thấy Khánh Trần đang cố ý tra tấn hắn nếu không thì sao thằng danh này lại rảnh rỗi, nhất quyết phải lấy nhiều nước như thế để làm gì chứ. Cùng lúc đó, còn có hơn 600 tên trần truyền chi đi theo phía sau, đang liên tục mắng hắn. Một tên trần truyền chi lớn tiếng mắng, quất ức. Hiện tại ngươi làm gì còn phong thái của bán thân trần thị, chẳng qua chỉ là nô lệ của thằng nhóc này mà thôi. Sao lại không cãi lại? Các trần truyền chi thậm chí còn chờ mong muốn tương tác với trần dư, nhưng trần dư lại không làm được gì cả. Quá thảm. Khánh trần dẫn theo hắn nhanh chóng quay trở về, Trước khi đi đến máy soát vé của khu cầu độc mộc, hắn để Trần Dư từ từ đổ nước trong thuyền cai ách kia, nhanh chóng rót đầy lưu đá 4.000ml. Đinh, máy soát vé mở ra. Mãi đến lúc này Trần Dư mới hiểu được, thì ra Khánh Trần bảo hắn sách theo cái thuyền cai ách đầy nước là muốn dùng nước này, để đổ đầy lưu đá. Trước kia ấn tượng của Trần Dư đối với Khánh Trần là một thằng danh cực kỳ gian trá, cực kỳ hung ác, nhưng chỉ khi thật sự chiến đấu với Khánh Trần, rồi mới có thể cảm nhận éo dàng được năng lực bày ra mưu kế trong quá trình chiến đấu của đối phương. Đến tận bây giờ Trần Dư vẫn còn cảm thấy nghẹn khuất với cái ma thuật ở trong mê cung nhà ma lúc trước, đối phương chỉ mới giả vờ ra vịt, không ngờ lại làm chính hắn thật sự tin rằng đối phương tìm được đường ra thật. Khánh Trần dẫn theo Trần Dư nhanh chóng lùi ra hết cửa ải này đến cửa ải khác, đi a à ngồi. Lúc này hắn đã biết rõ tác dụng của thuyền cay ách, thứ này vốn chính là dùng để những khách tham quan hiểu ra cách vượt cửa ải lui ra khỏi các trạm kiểm soát, đơn giản là lối ra vượt cửa ải cũng không phải ở điểm cuối công viên giải trí mà là ở công viên giải trí. Cầu độc mộc, bánh xe quay, xe điện đụng, khu phiêu lưu. Khánh Trần nhìn bia đá của khu phiêu lưu, đột nhiên cười ha ha, công viên giải trí phiêu lưu ngân hạnh, làm mỗi lần ngài đến đều có niềm vui bất ngờ. Lúc đó cầu oa còn lèm bèm nói, có ma mới thèm đến. Mà lúc này Khánh Trần mới ý thức được, thật ra bia đá đã ám chỉ ngay từ đầu, họ còn sẽ lại quay về. Bởi vì cửa ra nằm ở chỗ này. Cho nên mỗi một cửa ải mới có thiết lập cơ chế chứa đầy 4.000ml chất lỏng để lùi lại cho nên nhắc nhở khu vượt qua cửa ải của khu ngựa gỗ mới là yên tâm sử dụng thuyền cay ếch thuyền cay ếch là một trong ba đạo cụ của toàn bộ công viên giải trí đúng là cực kỳ quan trọng giết bạn đồng hành để lấy máu là cách thức ngu xuẩn nhất dùng thuyền cay ếch mới là chính xác nhất khánh trần để thuyền cay ếch vào trong nước hắn và trần dư mỗi người một mái trèo trèo về phía thượng du trần dư có hơi khó hiểu thằng nhóc này muốn trao thuyền đến khu ngựa gỗ sao lùi thẳng đi ra ngoài nhưng mà khi hai người lùi lại một lúc lâu Trần Dư đột nhiên nhìn thấy ngọn hải đăng thứ nhất của khu phiêu lưu. Khánh Trần cười lớn nhìn về phía Trần Dư, lời nhắc nhở vượt cửa ải của khu con lắc từng nói, khi nhìn thấy ánh sáng, người đã sắp đến điểm cuối. Lúc đó Khánh Trần còn cho rằng những lời này là đang nhắc nhở họ làm sao để đến được cửa ra cầu trượt, hiện tại mới hiểu điều nó nhắc nhở không phải là tin tức giúp vượt qua cửa ải tiếp theo, mà là tin tức để vượt qua cửa ải của cả công viên giải trí. Họ sẽ nhìn thấy ánh sáng đầu tiên ở nơi nào đây? chính là khi ở trên sông của khu phiêu lưu, khi nhìn thấy ngọn hải đăng đầu tiên, mà trên ngọn hải đăng đầu tiên, đột nhiên có mấy chữ to, điểm kết thúc ở phía trước 50 km. Lần đầu tiên nhìn thấy ngọn hải đăng này, Khánh Trần còn tưởng rằng Nhâm Tiểu Túc cố ý thiết lập cái thứ này để chọc người khác. Nhưng trong công viên giải trí này làm gì có công trình nào vô dụng, lời nhắc nhở nào vô dụng chứ? Cho nên trên ngọn hải đăng viết điểm kết thúc ở phía trước 50 km cũng không phải chỉ điểm kết thúc của khu phiêu lưu, mà là điểm kết thúc của công viên giải trí. Trần Dư ngơ ngẩn nhìn, hắn thật không ngờ Khánh Trần cứ như vậy mà tìm được cách vượt qua cửa ải. Con sông chảy xiết đi đến trước ngọn hải đăng đầu tiên, bởi vì mặt sông đột nhiên trở nên rộng hơn, nước cũng lặng hơn rất nhiều. Khánh Trần ngồi trên thuyền cai ách của chính. Hắn, nghiêm túc đếm ngón tay, dùng các vật bên bờ làm vật tham chiếu. Đầu tiên là tính khoảng cách của bản thân với bờ, sau đó lại tính khoảng cách có chiều rộng bằng một lóng tay là bao nhiêu mét. Trên ngọn hải đăng đã nói là ở phía trước 50 km, vậy chắc chắn là không nhiều không ít, vừa đúng 50 km. Lúc này, Khánh Trần nói Trần Dư ở phía trước, có thể trèo nhanh hơn rồi. Trần Dư, không phải ngươi khống chế ta sao? Ngươi cứ ra lệnh thẳng là xong rồi, nói ra làm chi? Cố ý chọc điên người ta đúng không? Thuyền cai ách của bọn họ đầu tiên xuất phát từ ngọn hải đăng đầu tiên, lúc đến tấm bia đá của khu phiêu lưu, cũng chỉ vừa mới 38 km. Có lẽ hắn lại cẩn thận tính toán khoảng cách một chút, lúc đó sẽ phát hiện ra điều khác thường lại tiến về phía trước 12 km, Khánh Trần quan sát hai bên bờ, xung quanh lại không có bất cứ đánh dấu nào, chỉ có rừng cấm kỵ rậm rạp. Khánh Trần nhìn về phía đáy hồ, hắn dẫn theo Trần Dư lạn xuống nước, dưới sự hộ tống của thủy thần cộng công nhanh chóng bơi xuống đáy hồ. Giờ phút này, lại thấy có mấy pho tượng đứng lẳng lặng dưới đáy hồ, ánh sáng từ trên mặt hồ chiếu xuống, làm trên người mấy pho tượng kia phản xạ ra ánh sáng yếu ớt. Nhâm Tiểu Túc, Lý Thần Đàn, Khánh Trần. Khánh Trần nhìn về phía chính giữa mấy pho tượng, nơi đó vừa lúc có một miệng cống, trên miệng cống có mấy hàng chữ. Điều làm hắn ngoài ý muốn là, bên dưới mỗi hàng chữ lại còn có 7 lựa chọn A, B, C, D, mỗi một sự lựa chọn đều được khảm một hòn đá, phải ấn vào, hơn nữa đều phải ấn đúng thì cánh cửa này mới có thể mở ra. Hàng chữ thứ nhất, xe điện đụng có màu gì? A, màu trắng B, màu vàng C, màu xanh lục D, màu đỏ. Hàng chữ thứ bảy, ống loa bên người công viên nước có màu gì? hàng chữ thứ 8, con lắc có tổng cộng mấy chỗ ngồi? Hàng chữ thứ 7, kính viễn vọng ở cầu trượt có thương hiệu gì? Hàng chữ thứ 7, đuôi của con thằn lằn bên ngoài nhà ma có bao nhiêu vết đốm? Hàng chữ thứ 8, thời gian kinh doanh của khu tàu lượn siêu tốc được viết bằng phông chữ gì? Hàng chữ thứ nhất, cửa sổ pha lê bên ngoài bánh xe quay có giấy chứng nhận 3C không? Hàng chữ thứ tư, dây thừng nhảy cực dài bao nhiêu? Lúc Khánh Trần nhìn thấy hàng chữ thứ tư, tâm trạng đã muốn bùng nổ thì ra chậm thời gian vượt cửa ải cũng là một cái bẫy. Trong hình ảnh của đồ đằng, Trương Tiểu Mãn cũng không tham dự vào việc thiết lập quy tắc, toàn bộ công viên giải trí cũng tương đối nghiêm túc, khủng bố, dị thường. Nhưng mà cửa ải trước mặt chắc chắn là do Trương Tiểu Mãn làm ra, ở nơi này, sự đê tiện của vị thần minh này đã được bộc lộ một cách vô cùng rõ ràng. Ai rảnh rỗi đi chú ý coi dưới lớp kính thủy tinh có chứng nhận 3C, hay không chứ? Ai mà rảnh rỗi đi chú ý coi dưới đuôi, của con thần lằn kia có bao nhiêu cái đốm? ai rảnh rỗi đi đo xem dây thừng nhảy cực dài bao nhiêu mét. Chẳng hạn như loại người giống Khánh Trần, lúc trước hắn chưa từng đi cầu độc mộc, bánh xe quay và nhảy cực, mà cho dù hắn có đi, thì chắc chắn cũng không chú ý đến dây thừng nhảy cực dài bao nhiêu. Cho nên, trước khi mọi người vượt qua tất cả các cửa ải, không có bất cứ ai tìm ra được manh mối nào để đi đến ngọn hải đăng đầu tiên, sau đó người còn phải học được cách tính toán khoảng cách ở ngoài bờ sông. Nơi đây không cho phép dùng công cụ, đến cả một cây thước cuộn cũng không có nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha